chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chương 41, Thuốc Hoa Hồng để PH thai. Edit, khả khả. Có lẽ là vì sắc mặt nàng quá khó coi, nên từ lúc thay quần áo đến lúc ra khỏi cửa, Niên Ma Ma đã hỏi hai lần rằng có muốn thỉnh Thái Y đến xem hay không. Lúc trước, cứ cách một ngày là Thái Y lại đến Thanh Hòa cung bắt mạch, nhưng từ sau khi biết thứ thuốc mình uống mỗi ngày là gì, Vân Kiều cảm thấy không được tự nhiên cho nên đã lệnh bỏ việc này. Bình thường không đau đầu chóng mặt thì nàng sẽ không truyền Thái Y. Vân Kiều từ chối đề nghị của Niên Ma Ma, nàng cũng không dùng đến kiệu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đi đến Tê Hà Điện. Vân Kiều không nghĩ Triệu Nhạn Lăng sẽ nói dối chuyện này, nhưng nàng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy. Ban đầu bước chân của nàng chậm chạp, dần già cũng khôi phục được dáng vẻ đoan trang thường ngày. Đi đến Tê Hà Điện, cung nhân nhìn thấy nàng đồng loạt quỳ xuống đất. Vân Kiều không hề dừng lại, nàng tiến vào chính phòng, vừa mới bước lên bậc thang liền nhìn thấy lương ma ma từ trong phòng đi ra, công gối hành lễ với nàng. Từ lúc bùi thừa tư đồng ý yêu cầu của nàng, điều lương ma ma đi nơi khác đã rất lâu rồi nàng chưa gặp lại bà ta thật không ngờ lại điều đến tê hà điện để hầu hạ ninh tần vừa mới nghỉ ngơi ngươi muốn ngăn cản bổn cung vân kiều không cho bà nói hết lời nàng cười lạnh lúc trước là ma ma đã dạy bổn cung quy củ sao bây giờ chính ma ma lại là người không biết quy củ lương ma ma bị khiển trách sắc mặt căng thẳng lúc trước vân kiều luôn thách khí với bà bây giờ lại làm mất mặt bà trước mặt người khác, cho nên nhất thời bà không thể phản ứng kịp. bà có thể đoán được vân kiều đến là vì chuyện gì. lúc trước bà đã nhận ý chỉ của bùi thừa tư phải cố gắng giấu được lúc nào hay lúc ấy, cho nên vừa rồi mới ngăn cản nàng. nhưng dù sao giấy không thể gói được lửa, cho dù có thể lừa được lúc này, chẳng lẽ có thể lừa được cả đời sao? nếu nương nương một mực muốn vào, vậy thì mời ngài. lương ma ma nghi người thỉnh vân kiều vào cửa có lẽ ngu nhiễm nghe được động tĩnh bên ngoài, nên sau khi Vân Kiều bước vào, nàng đã được thị nữ đỡ từ trong phòng ra, cung kính hành lễ, tần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương. Nàng có trang điểm một chút, quả thật sắc mặt giống người có bệnh, nhưng không ảnh hưởng gì đến mỹ mạo, ngược lại càng khiến người khác yêu thương. Vân Kiều không bảo nàng ta đứng dậy, nàng rủ mắt đánh giá, chỉ thấy vòng eo vốn mảnh khảnh kia thật sự có chút đẩy đà. Khác với triệu nhạn lăng kiêu căng ngạo mạn, ngu nhiễm lễ nghĩa chu toàn, thái độ cung kính, cho dù không cho phép đứng dậy nhưng sắc mặt không hề oán hận. Khiến Vân Kiều cảm thấy bản thân mình giống như nhân vật phản diện trong thoại bản. Một khắc do dự, Vân Kiều quyết định vào vai phản diện này đến cùng. Lương ma ma bên cạnh bồn chồn không yên, sợ nàng vì ghen tuông sẽ ảnh hưởng đến hoàng tự, cho nên lặng lẽ liếc mắt, ra hiệu cho thị nữ ở bên ngoài đến tử thần điện báo tin. Vân Kiều để ý đến hành động nhỏ này, nhưng không ngăn cản, nàng cũng muốn nhìn xem sau khi bùi thừa tư đến đây hắn sẽ xử lý việc này thế nào? Hắn trốn nàng lâu như vậy, giấu nàng mọi chuyện, nàng muốn nhìn xem hắn lấy thái độ gì để đối diện với nàng. Sau khi thị nữ kia rời đi, Vân Kiều ngồi ở ghế chủ nhân, lúc này mở miệng, đứng lên đi. Lương ma ma như trút được gánh nặng, vội vàng tiến đến đỡ ngu nhiễm đứng lên. Còn ngu nhiễm làm bộ như không khỏe, quay đầu, lấy khăn che miệng lại. Vân Kiều sửng sốt, sau mới ý thức được, nàng ta đang nôn nén lương ma ma đỡ nàng ta ngồi xuống rồi sai người mang quả chua và nước trà đến sau đó thỉnh tội với vân kiều mong nương nương thứ cho lão nô nói thẳng nếu hoàng tự có xảy ra vấn đề gì không ai gánh nổi trách nhiệm ngô nhiễm cũng nhìn về phía nàng nhẹ giọng nói thứ cho tần thiếp thất lễ nhìn hai người kẻ tung người hứng vân kiều không chút sợ hãi chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm nàng cắn chặt răng mới vất vả đè nén được cảm giác buồn nôn kia xuống Vân Kiều lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Tất cả lui ra ngoài đi." Hoàng hậu lên tiếng, không ai dám cãi lời. Trước khi đi, Lương Mama ma ẩn ý nói với Ngô Nhiễm: "Nếu nương nương cảm thấy không khỏe, nhất định không được cố nhịn, phải gọi thái y đến ngay." Ngô Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi đám người ra ngoài, Vân Kiều mở miệng: "Nếu không phải nghe Thục Phi nhắc đến, e là bổn cung không thể nghĩ ra được, Ninh Tần ở Tê Hà cung lại là ngươi?" Khi nghe được hai chữ thuộc phi, ánh mắt ngu nhiễm khẽ động, sau đó rủ mi mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Thục phi nói ngươi có thai, Vân Kiều lại nhắc đến triệu nhạn lăng, nàng cười cười, vốn dĩ bổn cung không dám tin, vì dù gì ngu gia cũng được xem là dòng giỏi thư hương, sao lại dạy dỗ ra nữ nhi như vậy? Không ngờ lại là thật. Lời này mang ý châm chọc quá nặng, ngu nhiễm nghe thấy vành mắt lập tức ửng đỏ, nàng ta quỳ xuống, nếu nương nương muốn trách phạt, tần thiếp tuyệt đối không oán tháng nửa lời. Tướng mạo nàng ta xinh đẹp như vậy, khi rơi lệ thật khiến người khác thương cảm. Vân Kiều không bảo ngu nhiễm đứng dậy, cũng không quan tâm khi bùi thừa tư đến đây sẽ trông thấy tình huống này. Nàng dựa vào tấm đệm mềm phía sau ghế, ung dung đánh giá nàng ta. Trong lòng hai người hiểu rõ nhưng không nói ra, họ đều chờ bùi thừa tư đến, nhưng hắn lại chần chờ không đến. Lương ma ma ở ngoài điện, sau khi nghe thị nữ bẩm báo lại, Bà không thể tin, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Nội thị của tử thần điện nói thánh thượng đang bận rộn công vụ, không rảnh để bận tâm. Giọng thị nữ run rẩy, bảo ngài tùy cơ ứng biến. Bùi thừa tư hiểu rõ tính Vân Kiều, nàng sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến người khác, nhưng lương ma ma thì không biết điều này, bà nôn nóng đi tới đi lui. Cho đến khi nghe thấy động tĩnh trong điện, bà bất chấp mọi thứ, lập tức bước nhanh vào cửa. Nhìn thấy ngu nhiễm yếu ớt nằm trên mặt đất, chiếc ghế dựa bị đẩy sang một bên, lương ma ma hoảng hốt, vội cho người thỉnh thái y. Vân Kiều vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, để bọn thị nữ đỡ ngu nhiễm vào bên trong nghỉ ngơi, nàng không hề ngăn cản, chỉ có chút mất kiên nhẫn. Tại sao bùi thừa tư còn chưa đến? Hoàng hậu nương nương, người hà tất phải làm như thế. Sắc mặt lương ma ma khó coi, khi nói chuyện cũng không thận trọng nữa mà mang theo thái độ từng dạy dỗ Vân Kiều trước đây, cho dù ngài có bất mãn đến đâu, nhưng hiện tại ngài là chủ lục cung nên lấy hoàng tự làm trọng vân kiều nhướng mày nhưng ta không phạt nàng ta là nàng ta tự quỳ nếu hôm nay ninh tần thật sự có chuyện gì ngài sẽ giải thích thể nào với thánh thượng đây lương ma ma chất vấn trước khi nói đến chuyện này hắn cần phải giải thích với ta mới đúng vân kiều không yếu thế nàng hỏi ngược lại ma ma thích nói quy củ nhất vậy ngươi nói thử xem việc này có hợp quy củ không lương ma ma bị hỏi đến cứng họng không trả lời được bởi vì mọi chuyện quá rõ ràng không những không hợp quy củ thậm chí còn không hợp lễ nghĩa chỉ là đang xét về hoàng tự xét về thế lực của ngu gia cho nên bà mới bao che như vậy muốn ta học quy củ học thi thư lễ nghĩa còn muốn ta đoan trang cẩn trọng nhưng sau lưng thì sao chính hắn lại làm ra loại chuyện này vân kiều đứng dậy cười thành tiếng cái gì mà quy củ lễ nghĩa cái gì mà hoàng tộc thế gia chẳng qua chỉ đem ra lừa gạt kẻ ngốc thôi lương ma ma nghe nàng nói những lời này liền sợ hãi đến mức trợn mắt há mồm vân kiều không muốn ở lại nữa nàng lập tức rời đi trước khi đến đây nàng muốn chất vấn bùi thừa tư và ngô nhiễm muốn tra hỏi đến cùng để biết được ngọn ngành nhưng hiện tại nàng không quan tâm nữa mối quan hệ trước kia của bùi thừa tư và ngô nhiễm là gì vì sao cháy lại tình xưa thì có liên quan gì đến nàng chuyện đã đến nước này thì còn gì để nói sau khi rời tê hà điện cảm giác không khỏe kia lại trỗi dậy vân kiều ấn ngực cuối cùng nàng mới phát hiện ra điều không ổn nàng vốn cho rằng bản thân chỉ đang ghê tởm vì bùi thừa tư che giấu việc làm dơ bẩn nhưng cảm giác nôn khang này lặp đi lặp lại cực kỳ giống với bộ dạng nôn ngén của ngu nhiễm suy nghĩ vừa thoáng quá khiến vân kiều sợ hãi từ sau khi biết chuyện đêm giao thừa nàng đã cố gắng không nghĩ đến những thân mật của nàng và bùi thừa tư nhưng hiện tại phản ứng sinh lý không thể kiểm soát này như đang nhắc nhở nàng những chuyện đã xảy ra là thật nếu nàng thật sự có thai đương nhiên là sau ngu nhiễm nghĩ đến đây vân kiều không thể nhịn được chống lên cây liễu bên cạnh ao ngọc dịch nôn thốc nôn đáo các cung nhân đi theo phía sau nàng niên ma ma thấy vậy bước nhanh đến hỏi han ngài làm sao vậy chi bằng nên thỉnh thái y xem qua không cần. Vân Kiều kiên quyết từ chối, sau khi ý thức được thái độ của mình quá mức kịch liệt, nàng thả chậm ngữ điệu, cười nói, chỉ là sau khi gặp Ninh Tần, cảm thấy có chút ghê tởm thôi. Niên Ma Ma lập tức im lặng. Việc này có liên quan đến Thánh Thượng, Hoàng hậu dám nói, nhưng bà thì không. Các người chờ ở đây đi, bổn cung muốn đi dạo một mình. Vân Kiều gạt tay Niên Ma Ma ra, một mình đi lên phía trước. Đi xa được một đoạn, Vân Kiều run rẩy đưa tay phủ lên bụng nhỏ bằng phẳng của mình. Nàng không dám thỉnh Thái Y đến xem. Nếu một khi đã xác định, thì mọi chuyện sau này đều nằm ngoài kiểm soát của nàng. Giống như thánh chỉ của Bùi Thư Tư lúc trước, cho dù trong lòng nàng có rất nhiều bất mãn, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn vào cung. Nếu trong bụng nàng thật sự có hài tử, vậy thì cuộc đời này mặc định sẽ bị trói chặt trong cung. Vài năm trước, Vân Kiều từng mong muốn có một hài tử của mình và Bùi Thừa Tư tốt nhất là thông minh giống hắn còn tính tình thì giống nàng không mong giàu sang chỉ mong nó lớn lên khỏe mạnh hạnh phúc là được nàng sẽ yêu thương bọn chúng giúp lòng dạy dỗ đợi đến khi bạc đầu nàng và bùi thừa tư ngồi dưới bóng mát cây quế hoa trong viện con cháu chạy vòng quanh hạnh phúc biết bao nhưng hôm nay nàng không mong chờ hài tử này đến thậm chí còn sợ hãi vân kiều được trần thái hậu dạy dỗ ở an khánh cung rất nhiều nàng thay đổi bản thân một cách vô tri nàng từng nghĩ bản thân mình sẽ vượt qua quãng đời còn lại giống trần thái hậu không màng đến tình ái chỉ làm tốt vị trí hoàng hậu vài chục năm sau tiếp tục làm tốt vị trí thái hậu nhưng đến hôm nay có quá nhiều chuyện đến với nàng khiến nàng không thể chịu đựng được nữa vân kiều không thể tưởng tượng đến cảnh mình sinh hài tử ra rồi nhìn bùi thừa tư và hài tử trong bụng ngu nhiễm quấn quýt nhau hoặc sau này hài tử của các phi tần khác xung đột với nhau rồi tranh giành đoạt đích dẫn đến ngươi chết ta sống lúc trước nàng gả cho bùi thừa tư sau đó vào cung chẳng lẽ vì kết cục này vân kiều đi dạo ở ngự hoa viên một hồi lâu các cung nhân nhìn thấy từ xa vội tránh đường chỉ có một người chủ động tiến tới hành lễ vân kiều lấy lại tinh thần nàng nhận ra người trước mặt là nội thị có vài phần giống yến đình mà mình đã từng gặp lúc trước nhìn gương mặt mình đã từng quen thuộc nàng lại hoảng hốt vừa rồi nương nương đánh rơi thứ này hắn thấp giọng nói hai tay đưa miếng ngọc lên vân kiều đưa mắt nhìn xuống lúc này mới phát hiện miếng ngọc bội treo bên hông mình không biết rơi từ lúc nào đây là miếng ngọc bội bùi thừa tư ban thưởng cho nàng nghe nói là vật phẩm của tây vực tiến cống có giá trị liên thành nàng không đưa tay tiếp nhận nhàn nhạt nói thưởng cho ngươi được ban thưởng xong nội thị kia lại không hề vui mừng ngược lại hắn nâng tay càng cao, nô tài không dám nhận. Vân Kiều cúi xuống nhìn thẳng hắn, trầm ngâm hỏi, có phải ngươi có điều muốn cầu xin bản cung? Nội thị không ngờ nàng đột nhiên dán sát vào, hắn theo bản năng ngưỡng về sau, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia hiện lên tia hoảng sợ, đành thừa nhận. Muốn bổn cung giúp ngươi cũng được, Vân Kiều bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, nhưng ngươi có thể làm được gì cho bổn cung? Chỉ cần có thể báo thù cho người nhà, nội thị dập đầu, trịnh trọng nói, nô tài không ngại giao mạng lại cho ngài. Vân Kiều không hỏi lại, nàng đứng thẳng người, bân quơ nói, cung nữ bên cạnh bổn cung đang có thai vì tư thông với người khác, không muốn ai biết. Ngươi cầm miếng ngọc này của bổn cung, đến Thái Y Viện lấy một bát hoa hồng để tê hát thai, sau đó đưa đến Thanh Hòa Cung. Nếu làm được, bổn cung sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thử thách này khiến nội thị có chút giật mình, nhưng trước khi Vân Kiều xoay người rời đi, hắn thấp giọng đáp, vâng. Sau khi Vân Kiều rời đi, Tê Hà Điện rối loạn một hồi. Lương ma ma nhìn ngu nhiễm uống thuốc dưỡng thai xong, bà khuyên nhủ một hồi, thấy nàng nghỉ ngơi ổn thỏa, lúc này mới đi ra cửa. Cung nhân không thể mời được bùi thừa tư đến, cho nên ngu nhiễm mới bị hành hạ một trận, lời nói và biểu cảm đều lộ vẻ đau thương. Lương ma ma do dự một lúc lâu, bà tự mình đến tử thần điện, muốn bẩm báo lại chuyện vừa rồi, sau đó thỉnh bùi thừa tư đến thăm ngu nhiễm sau khi bùi thừa tư nghe xong động thái của vân kiều hắn hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận mà chỉ nói nàng đang giận cứ để nàng phát ra đi lương ma ma càng không rõ thái độ của hắn ngẫm nghĩ một lúc bà khuyên ninh tần vì chuyện này mà động thai khí nếu ngài có thời gian thì đến thăm nàng một chút miễn cho nàng buồn bực trong lòng lại ảnh hưởng thai nhi bùi thừa tư nhàn nhạt đáp nhưng không đi ngay mà vẫn xem từng tấu chương rồi phê duyệt cho đến khi mặt trời ngã về phía tây hắn mới đứng dậy. Ánh hoàng hôn đỏ rực trải khắp bầu trời, trông cực kỳ diễm lệ và chói mắt. Bùi thừa tư ngồi trên kiệu, dương mắt nhìn, không hiểu sao hắn lại nhớ tới năm đó, khi còn ở Bình Thành, hắn và Vân Kiều cùng ngắm hoàng hôn. Hắn nổi hứng vẽ tranh, Vân Kiều thì ngồi bên cạnh chống cầm nhìn, tay kia mài mực cho hắn, sau đó đào vò rượu đã chôn dưới gốc cây lên. Cuộc sống bình đạm lặng lẽ trôi qua. Khi đi qua cửa thanh hòa cung, bùi thừa tư thoáng do dự, hắn chưa kịp lên tiếng dừng. Đám nội thị khiên kiệu không hề hay biết, bỏ lỡ nửa khắc ấy. Bùi thừa tư thu hồi tầm mắt, nhìn nội thị quỳ bên đường phía trước, thấy hắn còn sách theo nồi đun thuốc, không hiểu sao mí mắt hắn nhảy lên. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại hỏi, thuốc đó đưa đến thanh hòa cung sao? Kiệu dừng lại, nội thị kia nằm rạp trên đất, thấp giọng bẩm báo, bẩm thánh thượng, đúng vậy. Hoàng hậu bệnh sao? Bùi thừa tư nhìn về phía lương ma ma hỏi. Lương ma ma nhíu mày, nói sự thật, lão nô không biết. Nhưng vừa rồi gặp, hoàng hậu nương không giống như người đang bệnh. Cho người đi hỏi một chút. Bùi thừa tư chỉ hạ lệnh phân phó, chứ không tự đến xem, hắn vẫn đến tê hà điện. Chương 42, chọn cách quyết liệt nhất để cắt đứt với hắn. Edip, khả khả. Niên ma ma dặn phòng bếp làm những món nàng thích nhất, bày ra đầy bàn. Vân Kiều vẫn thể ăn nổi. Đặc biệt, khi thấy chén canh gà, Vân Kiều suýt nữa không kìm được, muốn nôn ra ngoài. Nàng siết chặt đôi đũa, cố kìm nén để không bị lộ, lệnh cung nữ mang chén canh gà xuống. Tuy, Thái Y chưa chẩn trị, nhưng Vân Kiều đoán chắc bảy, tám phần về việc mình mang thai. Nếu cứ để tiếp tục, không bao lâu nữa những người bên cạnh nàng sẽ nhìn ra được. Đến lúc đó, sẽ không có bất kỳ ai cho phép nàng bỏ đứa bé này đang lúc cân nhắc nên làm thế nào mới tốt đột nhiên cung nữ đến thông truyền nói có một nội thị cầm ngọc bội của nàng đến xin cầu kiến vân kiều thoáng giật mình nàng không ngờ nội thị kia thật sự làm được việc nàng cắn môi yên lặng một lát sau đó nhẹ giọng nói cho hắn vào đây cung nữ lĩnh mệnh không bao lâu đã đưa người đến nội thị kia bình tĩnh bước qua bậc cửa đôi mắt rủ xuống ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu lên sườn mặt hắn phát họa ra hình dáng tinh xảo như điêu khắc vân kiều nhìn ngẩn ngơ cho đến khi hắn quỳ xuống hành lễ lúc này nàng giống như tỉnh mộng vội dời mắt tướng mạo của nội thị này thật sự có vài phần giống yến đình nhưng không đến mức như song sinh ngược lại cái khí chất kiềm chế nhẫn nhịn kia mới thật sự giống như đúc có lẽ vì nàng vẫn còn tâm niệm chuyện quá khứ cho nên mỗi khi nhìn thấy hắn nàng hay giật mình nô tài may mắn không làm nhục sứ mệnh đã đưa đến được thứ mà ngài muốn ánh mắt vân kiều dừng trên nồi thuốc đen nhánh kia nàng khẽ gật đầu lúc này mới hỏi ngươi tên gì hoài ngọc nội thị cung kính nói lúc trước ngươi nói muốn bổn cung báo thù cho ngươi vân kiều cúi người cầm lấy nồi thuốc tiện tay đặt bên người nói đi kẻ thù của ngươi là ai vì sao lại kết thù hoài ngọc ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng sau đó lập tức rời đi hắn trầm giọng kể về quá khứ vân kiều cúi mắt nhìn hắn thản nhiên lắng nghe theo như lời Hoài Ngọc kể, hắn vốn sinh ra trong gia đình phú quý ở kinh thành, phụ thân thích sưu tầm vàng bạc đá quý. Gia đình đang hòa thuận hạnh phúc thì lại bị thái giám trưởng sự nhắm vào, hắn không chiếm được gia sản nên dùng thủ đoạn độc ác để hãm hại. Khi đó tiên đế chỉ quan tâm đến một mình vi quý phi nên thế lực của thái giám rất lớn, quan viên trong triều cũng phải né tránh ba phần, còn bá tánh tầm thường càng không thể tranh đấu. Kết quả, sở gia rơi vào kết cục cửa nát nhà tan. Hoài Ngọc mang tội vào cung như một hình phạt. Vân Kiều hình như đang nghĩ gì đó, nàng nói, năm đó thái giám trưởng sự hại gia đình ngươi là ai? Hoài Ngọc cúi người dập đầu, gần từng chữ, hiện hắn đang là nội sự, trần cát. Cái tên này Vân Kiều có ấn tượng, lúc trước khi nàng xử lý cung yến, từng thấy hắn nói chuyện qua lại. Trần Cát trông hơi lớn tuổi, tóc mai hoa râm, làm việc chu đáo, nhìn vẻ ngoài của hắn ta, thật sự không thể tưởng tượng được hắn từng gây ra chuyện độc ác tàn nhẫn đến vậy. Bổn cung sẽ cho người đi điều tra, nếu thật sự có chuyện này, bổn cung sẽ trả lại công đạo cho gia đình ngươi. Nhưng nếu ta tra ra được ngươi có nửa lời giả dối. Hoài Ngọc dập trán lên mặt đất lạnh băng, nói không chút do dự, nếu có nửa lời giả dối, nô tài chết không được tử tế. Vân Kiều gật đầu, sau đó quay sang Niên Ma Ma nói, cầm lệnh bài của bổn cung lệnh nội thị trưởng sự đi ra việc này niên ma ma biết hôm nay tâm trạng nàng không tốt cho nên không chút do dự lập tức làm theo sau khi niên ma ma rời đi vân kiều đuổi hết cung nhân ra ngoài rồi lạnh giọng phân phó không được bổn cung cho phép bất kỳ ai cũng không được vào nếu trái lệnh tuyệt đối không tha ánh mắt nàng dừng trên người hoài ngọc vốn dĩ nàng cũng muốn đuổi hắn ra ngoài nhưng khi nhìn thấy sườn mặt quen thuộc kia cuối cùng vẫn để người ở lại ngươi ngồi bên kia không được lên tiếng cũng không được động đậy vân kiều ra lệnh cho hắn tuy hoài ngọc không rõ nguyên do song cũng không làm trái ý nàng hắn đến ngồi bên cửa sổ rồi quay đầu lại theo bản năng muốn nhìn xem vân kiều còn phân phó gì nữa không không được nhìn ta vân kiều lại ra lệnh ngay lập tức hoài ngọc quay đầu đi mắt nhìn thẳng phía trước lúc này trời đã tối sầm ánh nến nhảy nhót in sườn mặt hắn lên cửa sổ vân kiều chống cầm nhìn một hồi lâu sau đó rót thuốc âm ấm vào trong chén. Mùi thuốc lập tức lan ra, nàng không chút do dự, ngửa đầu uống cạn. So với loại thuốc đắng chắc điều trị thân thể trước đây, loại thuốc này dường như có chút ngọt, không đến mức khiến người khác khó chịu. Vân Kiều liếm khóe môi, bình tĩnh buông chén. Tảng đá lớn đè trong lòng khiến nàng không thở nổi giờ đã tan biến. Ban đầu không có phản ứng gì, Vân Kiều còn cho rằng mình tính sai, căn bản nàng không hề mang thai. Nhưng không lâu sau, Cơn đau ngày càng nghiêm trọng khiến nàng toát mồ hôi lạnh, điều này cũng chứng thực suy đoán của nàng. Vân Kiều nắm chặt mép bàn, vì dùng sức quá nhiều nên các đốt ngón tay đều trắng bịch. Nàng cắn vào khăn, cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng hét. Năm đó, Vân Kiều dùng thái độ giống như đùa dẫn đưa ra lời kết thân với bùi thừa tư. Cứ nghĩ, sau khi bái thiên địa, kết tóc làm phu thê, hai người sẽ gắn bó với nhau đến hết đời còn lại, không thể cách rời. Nhưng hiện giờ, nàng lại chọn cách quyết liệt nhất để cắt đứt khỏi hắn từ nay về sau đại lộ lên trời mỗi người một hướng mùi thuốc nhàn nhạt quanh quẩn trong tê hà cung đó là thuốc dưỡng thai mà thái y đã kê trước đó thị nữ muốn mở cửa sổ để tản mùi đi bớt thì bị chủ tử của mình ngăn lại đến nỗi cách hơn nửa ngày khi bùi thừa tư bước vào trong điện vẫn có thể ngửi được mùi đắng rõ ràng mặt mày ngu nhiễm không có huyết sắc yếu ớt dựa lên gối đầu giường thấy bùi thừa tư tiến vào, nàng lập tức sốt chăn gấm lên, muốn đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, bùi thừa tư ngăn lại, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của nàng, hắn nhíu mày, thái y nói thế nào. Ngu nhiễm miếng môi cười, lắc đầu, không có gì đáng ngại. Không phải, thị nữ đứng bên cạnh là nha hoàng của ngu nhiễm, thấy nàng kiên quyết không chịu nói nên bạo gan nói thay, thái y nói, thân thể của tiểu thư vốn đã suy nhược, lại bị phạt quỳ nên động thai khí, cần phải nghỉ ngơi tốt, tuyệt đối không được tái lại nữa. Chớ có nói bậy, ngu nhiễm lên tiếng trách cứ, sau đó, ấy nấy nhìn bùi thừa tư, là do thường ngày ta quá dung túng xích cầm, mong thánh thượng tha cho nàng một lần. Bùi thừa tư liếc nhìn xích cầm, thuận miệng nói, không sao. Ngô nhiễm do dự một lát, sau đó thận trọng nói, hoàng hậu nương nương. Nàng ấy không phải là người có tâm tư ác độc, chỉ là tức giận trong lòng, phát tác xong rồi thì thôi, nàng ấy không có ý hại nàng đâu thái độ của bùi thừa tư khiến ngô nhiễm thất vọng đồng thời nàng cũng hiểu trong chốc lát không thể đẩy ngã được vân kiều cần phải mưu tính từ từ mới được rất nhanh nàng đã điều chỉnh lại biểu cảm của mình nàng ngoan ngoãn gật đầu tần thiếp tin ngài còn một chuyện nữa ngô nhiễm dừng một chút bùi thừa tư hỏi lại lúc này nàng mới nói hoàng hậu nương nương nói vốn dĩ người không định đến đây là do thục phi đã nói việc thiếp có thai với người cho nên muốn đến xem thử bùi thừa tư cười lạnh bình hầu nuôi dưỡng nữ nhi thật tốt vốn dĩ ngô nhiễm chưa muốn gây sự với triệu nhạn lăng khi biết được nàng ta đang đứng sau lưng quạt gió thêm củi đương nhiên nàng sẽ ngưng không đấu đá với vân kiều nữa tránh để nàng ta làm ngư ông đắc lợi ngô nhiễm vén tóc mai khéo léo chuyển chủ đề nàng cười dịu dàng tần thiếp bảo phòng bếp chuẩn bị những món ngài thích từ trước đến nay ngô nhiễm luôn thận trọng quan tâm lại nhu tình như nước chăm sóc người khác tận tình chu đáo bùi thừa tư biết đêm nay hắn sẽ phải ở lại tê hà điện nhưng lại không tự chủ nghĩ đến vân kiều nghĩ nàng hiện giờ rốt cuộc là đang đau khổ hay là tức giận trải qua mấy ngày nay không phải bùi thừa tư không hối hận về đêm giao thừa ấy bởi vì hắn cãi nhau với vân kiều nhất thời khí phách khiến nước đổ khó hốt việc ngu nhiễm có thai khiến hắn và vân kiều không thể nào giả hòa thuận được nữa chỉ còn cách đâm lao phải chạy theo lao từ đó chọn ra lợi ích lớn nhất phong phi tần là vì hắn không muốn hài tử của mình lưu lạc ở bên ngoài giống hắn tăng thêm phần nguy hiểm cũng bởi vì triều thần thúc giục đã lâu cho nên hắn mượn cơ hội nạp nữ nhi của trọng thần để thu nạp thế lực sau khi cân nhắc thiệt hơn hắn chọn để mắt vân kiều dính vài hạt cát quyết tâm không màng đến nàng nhưng cuối cùng vẫn không thể dứt bỏ được nàng cho dù chính vụ ở triều đình cũng chưa từng khiến hắn do dự thiếu quyết đoán như hiện tại ngu nhiễm thấy hắn thất thần muốn nói rồi lại thôi đến khi lương ma ma tiến vào, phá vỡ không gian yên ắng của hai người. Lão nô đã sai người đến Thái Y viện hỏi thăm, hắn không tra được hoàng hậu nương nương có bệnh gì cả, nhưng nội thị ngài gặp trên đường đến đây, trong giọng nói lương ma ma lộ ra vẻ không thể tin, theo lời Thái Y viện nói, hắn lấy thuốc hoa hồng. Bà vừa dứt lời, ngu nhiễm lập tức thay đổi sắc mặt, đưa tay che bụng mình, hoảng hốt nhìn bùi thừa tư. Bùi thừa tư cho mày, thấp giọng lẩm bẩm, nàng đang muốn làm gì đây? Ngu nhiễm chứng kiến, trái tim liền lạnh đi. Nàng thật sự không thể ngờ, đến mức này rồi mà bùi thừa tư vẫn tin hoàng hậu, hắn chưa từng nghi ngờ Vân Kiều muốn hại hoàng tự. Đến thanh hòa cung hỏi, bùi thừa tư còn chưa nói xong, liền đổi ý, đột nhiên hắn đứng dậy, để tự trẫm đi xem. Lúc này, sắc trời đã tối mịt, ngu nhiễm muốn khuyên can, nàng chưa nghĩ ra được lý do thì bùi thừa tư đã rời đi không thèm quay đầu nhìn lại. Bùi thừa tư không ngồi kiệu, hắn sải bước nhanh. Cho dù không còn tình cảm, hắn vẫn tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của Vân Kiều, tự như đã ăn sâu vào xương máu, hắn không tin nàng sẽ xuống tay với hài tử của ngu nhiễm. Nhưng thuốc kia dùng để làm gì? Nhất thời, hắn không có manh mối, cũng không dám nghĩ nhiều. Khi đến Thanh Hòa Cung, nhìn thấy cửa lớn chính điện đóng chặt, các cung nhân đều đừng chờ ở đằng xa, mí mắt hắn càng nảy mạnh. Hoàng hậu đâu? Bùi thừa tư lạnh giọng hỏi, các người hầu hạ hoàng hậu như thế sao? Ở trong phòng, các cung nhân đồng loạt quỳ xuống, giọng run rẩy, nương nương nói, khi không có người cho phép, không ai được đi vào. Các cung nhân không dám trái lệnh, nhưng bùi thừa tư thì không có gì phải sợ. Hắn bước nhanh đến, khi bàn tay đặt lên cửa phòng, không hiểu sao hắn lại có cảm giác sợ hãi. Do dự một lúc, cuối cùng hắn cũng đẩy cửa ra. Mọi thứ trước mắt khiến hắn chết lặng ở đó vân kiều ngồi cuộn tròn trên mặt đá cẩm thạch lạnh băng lưng dựa vào ghế sắc mặt trắng như tờ giấy mồ hôi lạnh ướt nhẹp tóc mai ngay cả trên mi mắt đang run rẩy cũng dính ướt không biết là do mồ hôi hay là nước mắt váy áo màu thiên thanh như mặt nước trải ra thấm vết máu giống như quả mận vô cùng hoa lệ sau khi cảm nhận được động tĩnh mở cửa vân kiều đưa mắt nhìn lại đôi mắt sâu như giếng cổ không thấy đáy phản chiếu ánh nhảy nhót khi gió thổi đến chứ không có hắn ánh mắt nàng trùng xuống, giờ đây nàng không phải là tiểu cô nương ngốc của trước kia, trong mắt đều tràn ngập hình bóng của hắn. Bùi thừa tư bất giác rung lên. Chương 43, ta ghét phải nhìn thấy ngươi. Edip, khả khả. Vân Kiều không ngờ bùi thừa tư sẽ qua đây. Đã lâu rồi hắn chưa từng đặt chân đến Thanh Hòa Cung, ngu nhiễm vừa tiến cung, ba ngày lại bị nàng bắt nạt, nghĩ đi nghĩ lại, lúc này hắn nên ở Tê Hà Điện ân cần thăm hỏi mới đúng khi nghe được tiếng động bên ngoài điện vân kiều đã biết chuyện này không thể giấu được nữa sau khi ý thức được nàng lập tức chỉ chỗ cho hoài ngọc bảo hắn trốn đi tránh bị liên lụy sau khi bùi thừa tư nhìn thấy tình cảnh trong phòng tinh thần hoảng loạn không có tâm trí để quan sát hắn lấy lại tinh thần đầu tiên hắn xoay người hạ lệnh truyền thái y sau đó đóng chặt cửa lại hắn không dám tin hỏi nàng đang làm cái gì vậy câu này là chất vấn nàng nhưng trong âm giọng lại run rẩy cực độ không có chút uy nghiêm nào lại còn lộ ra vẻ hoảng sợ từ khi bùi thừa tư ngồi lên đế vị hắn vẫn luôn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng chưa khi nào vân kiều nhìn thấy bộ dạng thất thố của hắn giờ đây nàng cảm thấy có chút buồn cười nghĩ là làm khóe miệng nàng cong lên đầy vẻ châm chọc dường như bùi thừa tư bị nụ cười của nàng làm cho lóa mắt nhất thời không thể khống chế âm giọng hắn khàn giọng nói nàng điên rồi vân kiều mấp máy môi hơi thở mỏng manh có lẽ vậy nàng cảm thấy bản thân mình có chút điên rồ nhưng đồng thời lại tỉnh táo nhất từ trước tới giờ nàng sẽ không bao giờ để người khác tác động đến tâm trí mình nữa sao nàng có thể làm ra chuyện như vậy đây là của chúng ta mà gân xanh hiện lên trên thái dương bùi thừa tư hô hấp khó nhọc hắn vẫn không thể tin được sự thật trước mắt thậm chí không thể thốt ra được hai chữ hài tử đây không phải là lần đầu tiên hắn biết tin mình có hài tử. Khi hắn biết ngu nhiễm có thai, hắn chưa nghĩ sẽ vui mừng, điều đầu tiên hắn nghĩ đến cũng không phải là tình yêu, mà là những biến động đứa trẻ sẽ này mang đến, cho nên, mỗi một bước đi hắn đều cân nhắc thiệt hơn. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy váy áo Vân Kiều dính đầy máu, Bùi Thừa Tư cảm thấy đầu óc choáng váng, không có thời gian quan tâm đến những chuyện khác. Thậm chí, hắn không dám tiến lên, chỉ dựa lưng vào cửa phòng mới có thể đứng vững. Vân Kiều không quan tâm đến phản ứng của hắn, nàng rủ mắt, yếu ớt dựa vào nơi đó. Tựa như gốm sứ mỏng manh, lại trông giống như một bông hoa sắp tàn. Nỗi khiếp sợ và tức giận qua đi, bùi thừa tư mơ hồ cảm nhận được cơn đau khắp cơ thể như bị dao cùng đâm chém. Cơn đau đớn này khiến đầu óc đang quay cuồng của hắn tỉnh táo hơn một chút, hắn bước nhanh đến, ôm Vân Kiều dưới mặt đất lên. Vừa nhấc lên, bùi thừa tư không khỏi chấn động. Nhẹ quá, không biết bọn nô tài ở Thanh Hòa cung hầu hạ chủ tử thế nào, sao lại nuôi dưỡng thành ra thế này. Tay hắn không khỏi nhuốm máu, mùi máu tanh nồng cuốn lấy mùi hương quen thuộc thường ngày của Vân Kiều, đồng thời cũng nhắc nhở cho Bùi Thừa Tư biết, hắn đã mất đi hài tử của mình. Đây vốn là đích tử hoặc đích nữ của hắn. Hắn xem Vân Kiều là chính thê, cho dù hòa hợp cũng được, giận hờn cũng vậy điều này chưa bao giờ thay đổi. Nếu sớm biết nàng có thai, đương nhiên hắn sẽ hết lòng quan tâm và dành hết thảy vinh sủng cho hài tử trước đây mỗi khi cãi nhau hắn đã nghĩ đợi đến khi có hài tử thì có lẽ mối quan hệ của hai người sẽ hòa hoãn hơn nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ được sau khi vân kiều biết mình có thai nàng không những không đòi vinh sủng thậm chí không muốn báo cho phu quân là hắn đây mà nàng chọn dùng cách giải quyết không chừa lại bất kỳ đường lui nào bùi thừa tư cúi mắt nhìn gương mặt yếu ớt của nàng trong lòng có muôn vàng cảm xúc không nói nên lời là khiếp sợ hay là hoang mang. A à, Kiều, nàng thật sự hận ta đến vậy sao? Hắn biết trong lòng Vân Kiều có bất mãn, nhưng không ngờ nàng lại hận hắn đến mức này. Vân Kiều ngẩng đầu nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của hắn, ánh mắt nàng mơ hồ, cười yếu ớt, hận sao? Không đến nổi vậy. Bùi Thừa Tư chưa kịp thở vào thì lại nghe Vân Kiều nhẹ giọng nói, chỉ là ta không muốn có bất kỳ điều gì liên quan đến ngươi mà thôi cho nên mới nhẫn tâm bỏ đi huyết mạch của hắn cho dù có tổn thương thân thể nàng cũng chấp nhận hô hấp của hắn như bị đông cứng lại ở chung với nhau ngần ấy năm hắn được nhận tất cả sự dịu dàng của nàng hắn biết nàng cũng kiên cường nhưng chưa bao giờ chứng kiến nàng quyết định tuyệt tình đến vậy cho nên hắn không biết phải đối mặt thế nào nhìn thấy ánh mắt vân kiều càng ngày càng mơ hồ hơi thở yếu dần hắn hoảng loạn nắm cổ tay vân kiều tựa như sợ nàng sẽ tan biến trong không khí bỏ qua những lời bất kính của nàng, bùi thừa tư thấp giọng nói, thái y sẽ lập tức đến chữa trị cho nàng. đến lúc này rồi mà hắn còn muốn lãng tránh, vân kiều cười lạnh, sau lại thở dài, tại sao ngươi lại biến thành như vậy? quyền thế và thời gian đã làm thay đổi hoàn toàn thư sinh mà nàng từng ái mộ, nhớ đến quá khứ, nó thật sự giống như đã trải qua mấy đời. nếu biết trước có hôm nay, nàng tuyệt đối sẽ không vào kinh cho dù hắn có chết trên đường nhập kinh cũng tốt hơn nhiều so với hiện tại bùi thừa tư thở dốc hắn không biết nên giải thích thế nào hắn muốn nói rằng bản thân mình bị thời thế cuốn đến nông nổi hôm nay hắn không có lựa chọn nào khác nhưng đối diện với ánh mắt nhìn thấu linh hồn của nàng hắn không thể thốt nên lời vân kiều hiện tại không phải là tiểu cô nương ngốc mà hắn nói gì cũng tin như trước nữa đối diện với tình cảnh trước mắt rốt cuộc bùi thừa tư vẫn không thể biện minh cho mình được trong lòng cả hai đều rõ không phải hắn không có lựa chọn nào khác mà là sau khi cân nhắc lợi hại hắn chọn đi đường tắt mà thôi giống như đại đa số các đế vương đều như vậy hắn mê luyến chơi đùa với quyền lực tựa như hút nha phiến chỉ cần dính đến sẽ bị nghiện thậm chí hắn còn dùng nó trên người vân kiều nhưng chuyện không như hắn mong muốn cuối cùng biến khéo thành vụn nhận lấy thất bại ngươi luôn giấu giấu giếm giếm vậy thì để ta nói vân kiều dời ánh mắt nhìn hoa văn mây bay trên rèm giường. Lúc trước, ngươi nói không sai, mọi chuyện đều phải nhìn về phía trước, con người không thể sống mãi trong quá khứ. Giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, thần trí hơi mơ màng, dường như trước mắt nàng đang hiện ra khung cảnh năm đó ở bến đò, khi nhìn thấy dáng vẻ của Yến Đình, nàng âm thầm mỉm cười. Ta từng nghĩ sẽ noi theo Thái Hậu, nhưng bà ấy vào cung là vì muốn dìu dắt người nhà, trạng danh gia tộc, còn ta chỉ vì ngươi. Giờ đây nhìn lại, ta không còn yêu ngươi nữa có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì trời đất trong cung này ta đã nhìn chán rồi chỉ muốn về nhà trời cao đất rộng tốt nhất đừng nên bỏ lỡ hương hoa quế cuối thu ta cũng ghét nhìn thấy ngươi người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ là thư sinh áo xanh dáng vẻ hào sản kia chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy yêu thích vô cùng vân kiều chưa từng liếc nhìn bùi thừa tư giọng nói càng yếu ớt nàng tự nói với mình tiếc là từ khi hắn nhập kinh, hắn đã chết rồi. Là ngươi tự tay giết hắn. Trước giờ nàng vẫn vậy, dù yêu hay ghét đều nói rất rõ ràng. Trên dưới triều đình, e là không tìm được ai thẳng thắn như nàng. Bùi thừa tư càng nghe càng thở không nổi, hắn cảm thấy những lời đức quản này giống như lăng trì, từng đau từng đau xẻo trên người mình. Quyền lực che mờ mắt, sau khi hắn rơi vào, càng ngày càng lún sâu, thậm chí hắn còn muốn kéo Vân Kiều vào để cùng chìm đắm trong đó nhưng vân kiều vẫn tránh được thái độ kiên quyết tuyệt tình của nàng như lưỡi dao sắc bén đâm thủng sự giả dối của hắn vắt ép ra chút ít lương tâm còn sót lại hắn yêu vân kiều nếu không phải như thế thì năm đó hắn sẽ không thành thân với nàng sau này sẽ không tìm đủ mọi cách để cho nàng hậu vị chỉ là ngoài vân kiều ra hắn còn muốn nhiều hơn nữa cho nên hắn ỷ nàng yêu hắn sâu đậm muốn nàng nhường nhịn có lẽ lúc trước vân kiều đối xử với hắn quá tốt cho nên hắn đã quên cho dù tình yêu có sâu nặng đến đâu thì cũng có một ngày tiêu hao hết lòng tham không đáy cuối cùng phải trả giá đắt người đùa giỡn với quyền lực sớm hay muộn cũng sẽ nhận lấy đau khổ thấy vân kiều nhắm mắt lại hơi thở càng yếu đi bùi thừa tư hoảng sợ tột độ nắm chặt lấy tay nàng cảm giác hoảng sợ kia giống như lúc trước ở đại lao của kinh triệu phủ khi đó vân kiều sốt cao bất tỉnh hắn ảo não không thôi, nghĩ rằng sau này nhất định phải che chở tốt cho nàng. Ai ngờ, quanh đi quẩn lại, hắn lại hại nàng đến nông nổi này. Có điều, Vân Kiều sẽ không tha thứ cho hắn nữa. Hắn đã từng có cơ hội để bù đắp, nhưng hắn lại chưa từng quý trọng. Thái y bước nhanh vào bên trong, nhìn thấy hoàng hậu đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, còn hoàng thượng hai mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh, lập tức toát mồ hôi lạnh. Viện phán quỳ xuống bên cạnh giường bắt mạch, sau đó đồng tử rụt lại sợ hãi đến mức mặt không còn chút máu thậm chí hắn còn không dám tin vào phán đoán của mình dù sao thì cũng không ai biết hoàng hậu có thai thật tốt nhưng tại sao lại sẽ thai thế nào rồi bùi thừa tư hỏi viên phán lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh thận trọng bẩm báo nương nương bị tổn thương thân thể cũng may là tính mạng không có gì đáng ngại sau khi nghe tính mạng không có gì đáng ngại cuối cùng Bùi Thừa Tư cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn vốn đã có đáp án rất rõ ràng, nhưng vẫn không từ bỏ, hắn hỏi, vậy hài tử. Viện phán vội dập đầu, dược tính quá mạnh, lại không được cứu trị kịp thời. Thứ cho thần vô năng. Sắc mặt Bùi Thừa Tư trầm xuống, nhưng hắn biết hiện tại không phải là lúc để tức giận, hắn siết chặt bàn tay, lạnh lùng nói, nếu thân thể hoàng hậu không bình phục, trẫm quyết không tha cho các ngươi. Viện phán vội vã tuân lệnh, nghiền ngẫm kê đơn. Một vài cung nhân sợ thánh thượng giận chó đánh mèo, vô cớ mất mạng, cho nên sau khi dọn dẹp xong, bọn họ lập tức lui ra ngoài. Không cần căng dặn, bọn họ cũng không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài. Vân Kiều hôn mê trên giường, nàng ngủ không ngon giấc, đôi chân mày nhíu chặt, tựa như bị vô vàng u sầu vây kín. Bùi thừa Tư đưa tay lên, đầu ngón tay vuốt qua đuôi mắt nàng. Không gian yên tĩnh bao trùm trong tẩm điện thỉnh thoảng có vài tiếng nổ tí tách của đèn dầu. Khi cung nhân đưa thuốc đến, bùi thừa tư không cho người hầu hạ, tự mình lấy thuốc đút cho nàng. Nước thuốc đen nhánh đông đưa trong chén, phản chiếu dưới ánh nến, thoạt nhìn rất khó chịu. Bùi thừa tư nhớ lại, lúc hoàng hôn, khi mình ngồi kiệu đi ngang qua thanh hòa cung, từng nhìn thấy nội thị mang thuốc đến. Hiện giờ nghĩ lại, hắn đã biết thứ thuốc trong nồi kia là gì. Nếu khi đó hắn để tâm một chút, nếu hắn tự mình đến Thanh Hòa cung hỏi thăm, đương nhiên sẽ nhận ra Vân Kiều khác thường, nói không chừng có thể ngăn được việc này, và giữa hai người sẽ không có kết cục thảm hại thế này. Tất cả chỉ là nếu hắn chọn tránh mặt không gặp, trơ mắt bỏ lỡ, cuối cùng không thể bù đắp. Tự như, trong vận mệnh này, có nhân ác có quả. Cho dù hắn có ở trên vạn người, trên tay nắm giữ quyền lực vẫn không thể cứu vãn, chỉ đành bất lực. Chương 44, ngươi sẽ đi lên vết xe đổ của tiên đế. Edip, khả khả. Ánh nến của tê hà điện cháy đến tận đêm khuya, bùi thừa tư vẫn chưa quay về. Ngô nhiễm chờ đợi trong thấp thỏm lo âu, xin lương ma ma len lén sang bên ấy nhìn xem. Nhưng thanh hòa cung giống như bị hạ lệnh nghiêm cấm, tin tức đều kín kẻ, ngay cả lương ma ma cũng không thể hỏi ra được chút tin tức nào, chứ đừng nói là gặp được bùi thừa tư. Nhìn khung cảnh kia trông giống như trận địa sẵn sàng đón địch, Lương ma ma đã biết bên trong nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng bà không nhiều lời, chỉ khuyên nhủ, thân thể quan trọng, nương nương nên nghỉ ngơi sớm đi. Vì chủ cũ, bà vẫn luôn ghi nhớ ân tình của ngu gia, bên cạnh đó, lại có thêm long tự, cho nên có một số việc bà đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Nhưng bà cũng sẽ biết chừng mực, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, bà sẽ không để bùi thừa tư phải gặp rủi ro. Mama, ta cảm thấy lo, hàng mày của ngu nhiễm nhíu lại, muốn nói rồi lại thôi. Vốn dĩ, bồi thừa tư đã đến Tê Hà điện rồi, lại bị hoàng hậu đoạt đi mất, nếu để người khác biết được, nói không chừng họ sẽ cười sau lưng nàng mất. Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Lương ma ma biết nàng lo lắng, cho nên khuyên nhủ thêm, nương nương, thời gian ở trong cung sau này vẫn còn dài, không cần tranh giành nhất thời. Nếu để bị động thai khí, làm ảnh hưởng hoàng tự ngài sẽ phải giải thích với thánh thượng thế nào đây lời này đâm trúng tử huyệt của nàng ngu nhiễm đành nghe lời đi nghỉ ngơi nhưng nằm trên giường rồi nàng cũng lăn qua lộn lại không thể đi vào giấc ngủ nàng gọi xích cầm nhẹ giọng nói ngươi nói xem có phải thánh thượng xem hoàng hậu quan trọng hơn ta hay không sao có thể xích cầm cũng đè thấp giọng vội trấn an tiểu thư và thánh thượng cùng nhau lớn lên hai người là tình cảm thanh mai trúc mã sau khi chúng ta hồi kinh, Thánh Thượng cũng thường xuyên ban thưởng đồ quý hiếm, đây là vinh dự không phải ai cũng có được. Ngu nhiễm nghe xích cầm liệt kê ra rất nhiều việc, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng vẫn không hề dịch chuyển. Kỳ thật, lúc trước nàng cũng nghĩ như vậy. Năm đó, khi ngu lão gia còn sống, ông đã mạo hiểm tiếp nhận vị tiểu hoàng tử mới sinh ra này, đưa theo hắn xuống phía nam. Lúc nhỏ, ngu nhiễm không biết thân phận thật sự của hắn, chỉ là tuổi càng lớn, Tướng mạo của hắn càng đẹp, tài học cũng tốt, khó tránh khỏi trung động. Nhưng nàng là đại tiểu thư yêu kiều, Bùi Thừa Tư khi ấy chỉ có hai bàn tay trắng, thân phận khác biệt một trời một vực. Cho dù hai người đều có tình cảm với nhau, song họ cũng đều biết rõ chuyện này sẽ không thành. Phụ mẫu Ngô Gia nhìn ra được, họ không nói rõ, đợi nàng đến cập kê liền bắt đi xem mắt, nghị thân. Bùi Thừa Tư là người thông minh, hắn không nói gì cả lấy lý do vào kinh đi thi để rời khỏi ngu gia. Ngu nhiễm lén lau nước mắt, không dám cãi lời trưởng bối, chỉ có thể đính hôn với thanh niên tài tuấn kia. Nhưng ai ngờ, vận khí không tốt, ngày nàng gả qua đột nhiên xảy ra biến cố, hôn phu do cha mẹ ngàn chọn vạn tuyển đã không còn, đem đến rất nhiều phiền toái. Hai năm sau đó, nàng gần như không bước chân ra khỏi cửa, cả người suy sụp. Cho đến khi trong kinh truyền ra tin tức, nói là hoàng tử thất lạc bên ngoài này đã nhận tổ quy tông, vì vậy nàng mới biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì những năm đó vi thị một tay che trời chỉ có Ngu gia mới biết được nội tình của bùi thừa tư không ai ngờ được sẽ có một ngày như vậy kiếp sợ qua đi bọn họ bắt đầu cân nhắc lợi hại lên kế hoạch hồi kinh dù sao trong triều đình đã đổi mặt trời con cháu Ngu gia cũng đều đến tuổi làm quan cho nên cần phải suy xét đến tương lai cha mẹ thúc bá đang bàn luận chuyện chính sự nhưng trong lòng ngu nhiễm chỉ muốn gặp lại bùi thừa tư. Vì vậy, nàng thấp thỏm lo âu, đồng thời, cũng thầm mong đợi. Từ khi quyết định hồi kinh, nàng đã bỏ đi hết những u buồn của quá khứ, chăm chút vẻ bề ngoài của mình hơn, còn luyện thêm tài nghệ thi họa của mình. Sau khi hồi kinh, bùi thừa tư vẫn nhớ ân tình cũ của ngu gia, vô cùng hậu đãi thỉnh thoảng sẽ ban những món đồ nàng thích, tựa như vẫn còn nhớ tình xưa. Nhưng vẫn không hề tiến thêm bước nào trái tim treo lơ lửng của nàng bị tác động, vừa vui vừa lo. Vào đêm giao thừa ấy, tựa như ông trời đang ban cho nàng cơ hội. Ngu nhiễm gặp bùi thừa tư mang theo hơi men trong người, nàng quyết tâm bằng mọi giá phải tiến lên một bước. Mấy năm không gặp, bùi thừa tư đã thay đổi rất nhiều. Rõ ràng, tướng mạo của hắn vẫn vậy, nhưng không dịu dàng như trước, mặt mày sắc bén, mang theo chút tao nhã xa hoa, lại có chút quyền thế, khi hắn vô tình nhìn lướt qua, khiến tim nàng đập nhanh hơn nàng quỳ gối trước mặt bùi thừa tư thỉnh tội vì sự lỗ mãn của huynh trưởng sau đó mượn cơ hội nhắc đến chuyện xưa cuối cùng nàng đã cược thắng đối với việc này phụ thân nàng không nói gì cả chỉ lộ ra chút vui mừng còn mẫu thân thì vô cùng đau xót mắng nàng ngốc ván đã đóng thuyền cho dù hắn có đồng ý hay không đều chỉ có thể đưa nàng vào cung ban đầu ngu nhiễm nghĩ mình và bùi thừa tư quen biết nhau ngần ấy năm tình cảm không ai có thể so sánh được hoàng hậu xuất thân từ nữ hộ thương gia, vô cùng tầm thường, cùng lắm chỉ chiếm cơ hội trước mà thôi. Nhưng hôm nay, không hiểu sao nàng lại có cảm giác không ổn. Đêm nay, có nhiều người không thể nghỉ ngơi được. Bùi thừa tư trong coi suốt đêm bên cạnh giường, hắn yên lặng nhìn gương mặt tái nhật của Vân Kiều, nhớ lại những chuyện xảy ra trong những năm gần đây. Từ lần đầu gặp nhau ở bến đò năm ấy, đến khi chính thức quen nhau, lại đến lúc thành thân, sau đó là những ngày yên bình, tuy không quyền không thế cũng không sang giàu nhưng mọi thứ đều rất tốt cho đến khi hắn nhập kinh nó đã kết thúc từ trước đến giờ hắn không thích hoài niệm quá khứ chỉ dốc lòng dấn thân vào triều cục muốn căng cơ cắm vào thật sâu làm mưa làm gió hiện giờ bình tĩnh suy ngẫm lại thời trẻ ăn nhờ ở đậu nhà ngu gia sau khi nhập kinh thì luôn đề phòng đấu đá với nhau khoảng thời gian ở bình thành kia lại là khoảng thời gian yên bình nhất cuộc đời hắn mà Vân Kiều là mối quan hệ duy nhất hắn có được trong đoạn thời gian đó. Trước đây, hắn cao cao tại thượng trách Vân Kiều không biết đại cục. Giờ đây, hắn lại đang dãy dụa bên trong danh lợi, đứng ở góc độ của Vân Kiều, cuối cùng hắn đã hiểu rõ, vì sao khi ấy nàng gần như tuyệt vọng nói, sao ngươi lại biến thành như vậy? Mãn nhãn xuân phong bách sự phi. Gió xuân thổi qua trước mắt, trăm sự đều sai. Bùi thừa tư vẫn bất động ngồi ở đó, cho đến khi phía chân trời hừng sáng, hắn phát hiện ngón tay Vân Kiều khẽ nhúc nhích, liền phục hồi tinh thần. Hắn không dám thở mạnh, vừa mong nàng tỉnh dậy, xong cũng sợ nàng tỉnh. Hàng mi dài run run, Vân Kiều mở mắt đầy khó khăn. Cơn đau ập đến, nàng nhíu chặt mày để kìm nén. Qua một lúc, mới phát hiện ra Bùi Thừa Tư ở bên cạnh. Ánh mắt Vân Kiều quét qua, Bùi Thừa Tư luôn nhìn chằm chằm giờ đây lại chột dạ dời mắt đi, không dám đối diện với nàng. A Kiều, giọng Bùi Thừa Tư khàn đặc, nàng còn khó chịu chỗ nào không? Thái y đang chờ ở ngoài điện. Vân Kiều không cho hắn nói hết, nàng nói, ta khác, thanh đại đâu? Bùi Thừa Tư liền đứng dậy, tự mình rót chén trà cho nàng. Cung nhân hầu hạ đang ở bên ngoài, có lẽ bọn họ không nghe, hoặc có thể nghe được, nhưng không ai dám vào quấy rầy, cho nên vẫn không có động tĩnh gì. Vân Kiều không muốn hắn đút mình, nàng đưa tay tiếp nhận, nhấp một ngụm trà nhỏ. Nàng thấm giọng một chút, sau đó thẳng thắn nhìn Bùi Thừa Tư, "Nếu ngươi thật sự cảm thấy có lỗi với ta, vậy thì hãy đáp ứng yêu cầu của ta đi." Bùi Thừa Tư ngẩn người, qua một hồi mới ý thức được nàng đang nói gì, hắn phản bác theo bản năng, "Không được." Vừa nói xong, hắn cảm thấy thái độ của mình của mình cứng nhắc theo thói quen, sau đó hạ ngữ khí, giải thích, "Nàng yêu cầu gì cũng được, nhưng rời cung, ta sẽ không đồng ý." Dường như Vân Kiều đã đoán được hắn sẽ phản ứng như vậy cho nên sau khi bị cự tuyệt, nàng cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ chuyên tâm uống trà. Hai người cứ vậy im lặng. Chỉ là, Vân Kiều vẫn bình tĩnh, còn bùi thừa tư lại tiếng thoái lưỡng nan, mỗi khắc trôi qua đều giống như giày vò. Hắn không muốn làm vật lòng Vân Kiều, nhưng càng không muốn để nàng rời đi. Bùi thừa tư chắc chắn rằng nếu mình thật sự buông tay nàng, nàng sẽ rời đi không chút nuối tiếc, cả đời này sẽ không quay lại kinh thành nữa. Hắn không dám chạm vào tay Vân Kiều, chỉ phủ lên chăn gấm, "A à Kiều, nàng tin ta một lần đi." Vân Kiều lạnh mắt nhìn hắn, khẽ nhíu mày, "Vì sao ngươi luôn muốn ép buộc ta?" Lúc trước, khi nàng làm tốt vị trí hoàng hậu, thì bùi thừa tư lại nhung nhớ cô nương của ngu gia. Hiện tại, ngu nhiễm đã tiến cung, nàng thoái vị nhường đường không phải rất tốt sao? Nhưng bùi thừa tư lại không chịu. Thậm chí hắn còn bỏ rơi ngu nhiễm vừa mới vào cung để đến đây canh giữ. Dường như tầm mắt của hắn chỉ đặt lên những người hoặc những vật mình không chiếm được. Ban đầu, Vân Kiều cho rằng hắn và Ngu Nhiễm có tình cũ, cho nên hắn coi trọng nàng ta, tốn bao nhiêu công sức để đưa nàng tiến cung. Hiện giờ, nhìn phản ứng này của Bùi Thừa Tư, đột nhiên nàng đã hiểu ra. Kỳ thật, hắn cũng không thích Ngu Nhiễm nhiều đến vậy, chỉ là khi đó, hắn chưa có được nàng ta cho nên mới quý trọng. Cho dù bên ngoài hắn có dịu dàng đến đâu thì tận trong xương cốt của hắn lại là người bạc tình không biết lúc trước là hắn giấu kỹ hay là nàng bị tình yêu làm cho mờ mắt vậy mà lại không nhìn ra vẻ mặt của vân kiều không mang ý hận chỉ toát ra vẻ châm chọc ánh mắt nàng tựa như đang nhìn hắn lại giống như đang xuyên thấu qua người hắn nhìn về nơi xa xăm dưới ánh nhìn chăm chú này bùi thừa tư càng cảm thấy khó chịu ở da ngoài truyền đến giọng nhắc nhở cẩn thận nội thị nội thị lúng túng một hồi mắt thấy không có động tĩnh gì sợ trễ giờ lên triều cuối cùng đành trắng răng mở miệng lời nhắc này thật sự đã cứu bùi thừa tư ra khỏi hoàn cảnh khó khăn hắn ngượng ngùng xoa đầu ngón tay nói nàng nghỉ ngơi đi vân kiều chớp mắt sau đó thở dài rồi có một ngày ngươi sẽ đi lên vết xe đổ của tiên đế trước kia câu nói không đầu không đuôi khiến bùi thừa tư thay đổi sắc mặt mọi người đều biết bùi thừa tư không thích người cha ruột kia thậm chí có thể nói là chán ghét trước mặt lão bọn nịnh thần sẽ ca ngợi thánh thượng anh minh, sau lưng lại châm biếm quyết sách của lão. Đối với hắn mà nói, lời này giống như đang nguyền rủa hắn. Nếu lời này không phải Vân Kiều nói, mà đổi lại là một người khác, đương nhiên sẽ khó tránh khỏi trách phạt. Bùi thừa tư áp xuống buồn bực trong lòng, kiên quyết nói, không bao giờ. Vân Kiều cũng không muốn tranh cãi với hắn, chỉ kẻ cười thành tiếng. Chương 45, giữa ta và hắn, đã chú định là không có kết quả. Edip, khả khả. Diễn biến của tình huống không như dự kiến của Vân Kiều. Theo dự tính ban đầu của Vân Kiều, trước tiên nàng lặng lẽ bỏ đi đứa nhỏ này để tránh đêm dài lắm mộng, một khi bị người khác phát hiện thì có làm gì cũng đều trễ rồi. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, nàng tìm thời cơ thích hợp để rời cung. Vốn dĩ, Bùi thừa tư đã không còn kiên nhẫn với nàng, bên cạnh đó, cung phi mới vừa vào cung, luận về xuất thân hay gia thế đều có thể đảm đương vị trí hoàng hậu chẳng phải tốt hơn nhiều so với một người nửa đường mượn gia thế như nàng sao cho dù nàng trốn đi bằng cách gì thì hắn cũng sẽ không bị truy đuổi đến cùng chỉ cần công bố với thiên hạ rằng nàng lâm bệnh qua đời là được kết quả như vậy có thể nói là toàn vẹn đôi đường ai cũng vui vẻ nhưng không thể nào ngờ được bùi thừa tư lại mặc kệ ngu nhiễm vừa mới đón về hắn đích thân đến thanh hòa cung cho nên mọi chuyện mới bị bại lộ vân kiều bất lực ngã trên mặt đất lúc đưa tay chỉ đường cho hoài ngọc nàng từng nghĩ có phải bùi thừa tư đang tức giận tột độ muốn nghiêm trị nàng nàng đã không còn lòng tin với bùi thừa tư cho nên cũng không ngại phỏng đoán tiêu cực nhưng hiện thực thật bất ngờ bùi thừa tư không những không trách phạt nàng hình như còn gợi lại chút tình xưa thái độ tốt hơn lúc trước rất nhiều vì để cố tình lấy lòng nàng hành động của bùi thừa tư còn tân cần hơn nhiều khi hắn còn ở bình thành cho dù nàng không hề cảm kích luôn giữ bộ mặt lạnh nhạt hắn vẫn nhẫn nhịn, không hề nhắc đến quy cũ. con người hắn trời sinh đã thông minh, không phải là người không biết lấy lòng người khác, chỉ là trước giờ hắn lười làm thôi. nếu hắn để tâm, thì có thể làm tốt hơn người khác rất nhiều. niên ma ma nhìn tình cảnh này, không khỏi thở dài. nhưng vì tương lai của thanh hòa cung, cho nên bà tận tình khuyên nhủ lão nô biết, trước đây thánh thượng làm tổn thương trái tim ngài, nhưng giữa phu thê với nhau, chuyện va chạm sao có thể tránh khỏi? chỉ cần có thể sửa đổi để hòa hợp với nhau thì cũng tốt người đời đa phần đều khuyên giải không khuyên phân trước đây vân kiều cũng từng nghe những người thân trong tộc khuyên cô mẫu là mẹ của thiên thiên giống như vậy khi đó tuổi nàng còn nhỏ có cái hiểu có cái không cho nên không thể nói được gì cho đến khi cô mẫu chết ở từ gia cuối cùng nàng mới hiểu được đôi khi mọi chuyện không phải như chúng ta nghĩ có một vài phu thê có thể hòa hợp nhưng số còn lại thì không hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng thấy niên ma ma còn muốn khuyên nữa vân kiều khép quyển sách trên tay lại bình tĩnh nói nếu ta nhượng bộ tình hình này có thể kéo dài được thêm một hai năm nhưng tuyệt đối sẽ không kéo dài mãi được coi đòi tiên là bản chất của con người điều này thể hiện rất rõ trên con người của bùi thừa tư vẻ mặt niên ma ma cứng đờ vì lời này rõ ràng không sai im lặng một hồi bà không còn khuyên nhủ nữa chỉ thở dài nhưng cứ như thế này chẳng lẽ duy trì được lâu sao? Bởi vì bùi thừa tư đang buồn bã và ấy nấy cho nên mới chịu cúi đầu, nhưng suy cho cùng hắn là một đế vương đã quen được nịnh nọt, nếu vẫn không được đáp lại thì sẽ có một ngày hắn không còn kiên nhẫn nữa. Đến lúc đó, thanh hòa cung có được lợi gì? Đương nhiên là không. Vân Kiều dường như đã nghĩ thông, không phải buộc miệng nói. Nàng đón nhận ánh mắt bất đắc dĩ của Niên ma ma, cười thành tiếng, nhàn nhạt nói: cho nên giữa ta và hắn đã chú định là không có kết quả. Niên ma ma nhìn thái độ hờ hững không ham muốn của nàng, bà biết hiện tại bản thân có khuyên cái gì cũng là thừa, chỉ thở dài, không nói nữa. Vân Kiều trầm mặt một lúc rồi đột nhiên nói, có thời gian thì đi tìm cho ta một chuỗi vật châu. Niên ma ma không rõ nguyên do nhưng vẫn đồng ý. Kể từ sau đêm đó, Vân Kiều cáo bệnh đóng cửa không ra ngoài. Nàng miễn các phi tần thỉnh an, rồi sai người đến an khánh cung cáo bệnh với trần thái hậu thành thật ở trên giường tu dưỡng nếu không phải bùi thừa tư thường lui tới quấy rầy có lẽ mỗi ngày trôi qua của nàng sẽ được thanh thản chút kế hoạch ban đầu bị xáo trộn cho nên nàng phải cân nhắc lợi hại nghiên cứu kỹ hơn vân kiều hiểu rõ bùi thừa tư bất luận thế nào hắn cũng sẽ không cho phép nàng rời cung tựa như một đứa trẻ có tính chiếm hữu cực kỳ cao ngay cả khi hắn không thích món đồ chơi đó thà rằng ném vào góc để đóng bụi chứ tuyệt đối không chia cho người khác. Bùi thừa tư chính là người như vậy. Cho dù có một ngày hắn chán ghét nàng, hắn thà rằng đưa nàng đến lãnh cung, chứ không muốn để nàng tự do tự tại dưới bầu trời rộng lớn. Cho nên, kể từ ngày đó, nàng không đề cập đến chuyện rời cung nữa. Chỉ yên lặng chôn chặt trong đáy lòng, để hắn dần buông lơi cảnh giác. Hơn nữa, trước khi rời đi, nàng còn có chuyện phải làm. Lần trước gặp ám sát, là lật cô dùng tính mạng bảo vệ cho nàng trước khi chết lật cô còn dặn dò nàng bảo nàng không cần báo thù cho mình bởi vì lật cô biết hung thủ quyền cao chức trọng khó có thể đẩy ngã huống chi bùi thừa tư còn có ý che chở cho chúng thì ai có thể làm được gì đạo lý này vân kiều đều hiểu nhưng nàng vẫn cảm thấy không cam tâm nếu nàng không thử chỉ lo chạy trốn thì sợ sau này khi nhớ lại nàng sẽ không yên lòng ước chừng nghỉ ngơi hơn nửa tháng, cuối cùng Thái Y cũng gật đầu để nàng xuống giường tự do đi lại. Vân Kiều định đến An Khánh Cung để gặp Thái Hậu, nhưng lại có cung nhân đến bẩm nói từ cô nương đến. Từ lúc Phó Thác Thiên Thiên cho Phó Dư đưa ra ngoài cung, Vân Kiều chưa gặp lại mùi ấy, nàng rất vui và bất ngờ, nhưng lại có chút nghi ngờ. Vân Kiều lộ ra nụ cười thật tươi, tỏ vẻ không việc gì hỏi, sao muội lại tiến cung. Vân Kiều tỉnh dưỡng nhiều ngày như vậy, cho dù chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng có lớp son phấn che phủ, thì có nhìn kỹ cũng không nhìn ra bệnh được. Thiên thiên nhìn Vân Kiều từ trên xuống dưới, nàng ngập ngừng nói, là ý của Thánh Thượng. Ngài ấy truyền lời, bảo muội vào cung ở vài ngày để nói chuyện giải khoay với tỷ. Thiên thiên nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi, Vân tỷ đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên thiên đang ở ngoài cung, tin tức không được nhanh nhạy, hoàn toàn không biết được chuyện lúc đó nhưng nàng biết tính tình của bùi thừa tư cũng đã từng nhìn thấy thái độ của hắn khi hai người tranh cãi có thể khiến hắn trở nên khác thường đến mức nghĩ ra cách này để dỗ dành thì đương nhiên hắn đã đắc tội rất nặng chẳng qua cũng chỉ những chuyện vặt vãnh kia thôi hiếm khi được gặp nhau đừng nói đến những chuyện không vui nữa vân kiều không có ý định nói tình hình hiện tại cho thiên thiên biết nàng tìm cái cớ lãng sang chuyện khác kể cho ta nghe thời gian qua muội ở ngoài cung thế nào rồi quả nhiên Thiên thiên bị nàng dời sự chú ý đi chỗ khác, sau khi ngồi xuống, thiên thiên kể chuyện sau khi rời khỏi cung. Tính tình từ nhỏ của phó dư đã rất phóng khoáng, hắn ghét nhất là những lễ nghi phiền phức, đương nhiên sẽ không lấy quy củ áp lên người nàng. Hơn nữa, hắn xuất thân là võ tướng, cho nên không có kiên nhẫn nuôi tới các cao môn thế gia trong kinh thanh. Những mối quan hệ của hắn đều là các huynh đệ từ Tây Cảnh trở về. Tuy hắn không thạo văn chương, nhưng hành sự tiêu sái không so đo xuất thân của nàng, mỗi lần gặp mặt đều gọi tiểu muội. Ban đầu, thiên thiên còn chưa quen, nhưng qua một thời gian, nàng cảm thấy như thế này thật sự rất tốt. Sau khi ra hỏi cung, nàng cũng thường lui tới chỗ Nguyên Anh. Tuy là nói có thể dựa dẫm vào phó dư, nhưng nàng vẫn muốn học một cái gì đó để bản thân có thể dựa vào. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại muốn làm ăn giống Vân Kiều năm đó. Nguyên cô nương dạy muội rất nhiều điều, còn nói nếu muội đồng ý thì mai mốt có thể đi theo nàng xa nhà, học hỏi kiến thức. Vân Kiều vuốt ve vật châu trên cổ tay, chăm chú lắng nghe, sau lại gật đầu nói, chủ ý này không tồi. Tuy đôi lúc anh anh có hơi lỗ mãn một chút, nhưng rất đáng tin trong chuyện làm ăn, muội đi theo nàng ấy sẽ học được rất nhiều. Nếu nhẩm tính, hai người tách ra cũng không lâu lắm. Nhưng sau khi rời khỏi cung, không có Vân Kiều che chở, xong, tinh thần Thiên Thiên lại tốt lên rất nhiều, giống như cây non hứng chút mưa gió khiến nó cao lớn khỏe mạnh. Vân Kiều thật sự rất vui mừng, nàng càng cảm thấy may mắn vì quyết định lúc trước của mình, tâm tình cũng buông thả. Cho dù có một ngày nàng phải rời đi, thì thiên thiên cũng có thể tự lo được cho bản thân. Giữ thiên thiên lại dùng cơm trưa, sau đó nói chuyện phím một hồi, Vân Kiều trông thấy sắc trời đã tối, nàng chủ động mở miệng, không còn sớm nữa, muội về đi. Thiên thiên không ngờ nàng sẽ đuổi mình về, liền kinh ngạc, nhưng Thánh thượng bảo muội ở lại. Muội quan tâm hắn nói làm gì? Muội cứ yên tâm trở về, ta không sao, không cần lo lắng. Thái độ của Vân Kiều vô cùng kiên quyết. Nói xong, nàng lại phân phó niên ma ma, ngươi đưa muội ấy ra khỏi cung, đừng để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Chuyện của Lật Cô khiến nàng thần hồn nát thần tính, nàng sợ Thiên Thiên thân thiết quá với mình sẽ bị liên lụy. Vân Kiều tiễn Thiên Thiên ra cửa, đến đình viện đúng lúc nhìn thấy hoài ngọc đang tu sửa vài cây hoa trong viện thiên thiên ngơ ngác sau đó nhìn vân kiều lúc ở bình thành nàng từng gặp bùi thừa tư đương nhiên có thể nhìn ra nội thị này có vài phần tương tự hắn thiên thiên có thể nhìn ra nàng không tin vân kiều không nhìn ra đáng để kinh ngạc vậy sao vân kiều biết thiên thiên đang nghĩ gì chỉ khẽ cười nói bâng quơ giữ lại ngắm coi như là tưởng nhớ cố nhân sau khi xảy ra chuyện của đêm đó vân kiều từng tìm cơ hội hỏi ý hoài ngọc nhưng hắn không muốn rời đi mà chọn ở lại thanh hòa cung để hầu hạ vân kiều nghĩ có thêm hắn cũng không nhiều thiếu hắn cũng không ít cho nên nàng giữ lại đôi lúc nhìn hắn nhớ đến khoảng thời gian trước nàng lại càng thêm chán ghét bùi thừa tư sau khi tiễn thiên thiên hoàng hôn đã rủ xuống phía tây giờ này đến an khánh cung đã trễ rồi cho nên đành để đến ngày mai vân kiều cởi chuỗi ngọc trên tay nhẹ nhàng khẩy trên Phật Châu có điêu khắc chi chíp kinh văn, lại còn có hương đàn nhàn nhạt, khiến tâm tình người khác dần dần tĩnh lặng. Chỉ là, không gian yên tĩnh duy trì không được lâu, bị tiếng thông truyền bên ngoài phá vỡ. Biểu tình bình thản ban đầu dần lạnh đi, Vân Kiều giống như ngày thường, nàng biết bùi thừa tư đến nhưng không muốn nhìn. Lúc trước, khi học quy củ, bùi thừa tư từng nói không cần phải hành lễ. Nhưng khi đó, lương ma ma đứng bên cạnh như hổ trình mồi, nên vân kiều không dám làm theo lấy lý do sợ ra ngoài phạm sai lầm để uyển chuyển từ chối sau đó hắn khen ngợi nàng vì vậy lúc nào nàng cũng tuân theo quy củ nghiêm ngặt giờ đây nàng không thèm đứng dậy chứ đừng nói là hành lễ ngay cả làm cho có lệ nàng cũng không làm bùi thừa tư không so đo đương nhiên ma ma giáo tập cũng sẽ không dám nói gì ánh mắt bùi thừa tư dừng trên chuỗi phật châu trong tay vân kiều hắn cảm thấy xúc động quen biết ngần ấy năm bùi thừa tư biết vân kiều không phải là tín đồ của phật pháp mấy năm qua hắn chưa từng thấy nàng động vào những món đồ thế này nhưng vài ngày trước trên cổ tay nàng xuất hiện một chuỗi phật châu theo niên ma ma bẩm báo nàng đặc biệt cho người đi tìm ngẫm đi nghĩ lại thì cũng chỉ có thể vì hài tử đã mất kia hắn nghĩ khi cơn giận nhất thời qua đi vân kiều chắc đang cảm thấy hối hận tình cảm nhiều năm sau khi biết được mình bị lừa gạt cho nên nàng chịu đã kích mới có thể hành sự như vậy. Nếu hắn ngăn cản kịp thời, có lẽ sẽ thay đổi được tình thế. Có chuỗi Phật Châu này khiến Bùi Thừa Tư càng thêm ấy nấy, lại sinh ra chút hy vọng, hắn cảm thấy mình có thể đợi Vân Kiều hết giận. Sao lại để Thiên Thiên trở về rồi? Bùi Thừa Tư biết được việc này là do cung nhân bẩm báo, hắn nghi hoặc hỏi, để muội ấy ở lại giải khoay với nàng, không phải tốt hơn sao? Vân Kiều im lặng không nói, mí mắt cũng không hề nâng lên. Dạo gần đây, Bùi Thừa Tư đã quen với thái độ lạnh nhạt của nàng, hắn phải thường xuyên nói thì mới có thể nhận được chút ít hồi đáp của nàng. Hắn đã quen với việc được mọi người xu nịnh, ban đầu hắn cũng cảm thấy khó xử. Thỉnh thoảng đáp lại, nhưng điều đó khiến bọn chúng càng nhịn nọt, bợ đỡ nhiều hơn. Dần già cũng thành thói quen. Bùi Thừa Tư uống ngụm trà, lại nói tiếp, gần đây ta nghĩ, tuy thiên thiên mang danh là nghĩa muội của Phó Dư, nhưng vẫn không đủ chi bằng tìm ngày thích hợp cho muội ấy. Không cần. Vân Kiều cắt ngang lời hắn không chút lưu tình, xuất thân của muội ấy thấp như vậy, hiện giờ đã rất tốt, không thể gánh nổi những cái khác. Lúc trước vào cung, ý của Lương Ma Ma là để cho Thiên Thiên Hầu Hạ ở Thanh Hòa cung mấy năm, rồi lấy danh nghĩa là trưởng sự bên cạnh Hoàng hậu gã ra ngoài. Khi Ngu Kỳ muốn xin Thiên Thiên làm thiếp thất, vốn dĩ bùi thừa tư không thèm để tâm, giờ đây lại suy nghĩ cho muội ấy lúc trước ngươi không nghĩ đến chuyện này, thì bây giờ cũng không cần nghĩ nữa. Chương 46, giống như dính phải thứ gì đó dơ bẩn. Edip, khả khả. Quả thật, trước giờ bùi thừa tư không quan tâm đến thiên thiên. Tuy rằng, sau khi hắn cưới Vân Kiều, trên danh nghĩa hắn có quan hệ họ hàng với thiên thiên. Nhưng năng lực của hắn có hạn, để bao bọc cho Vân Kiều còn không đủ, sao hắn phải hao tâm tổn sức vì một tiểu nha đầu lúc hắn nghiêm túc nhớ ra thiên thiên là khi ngu kỳ xin người đối việc này hắn thì sao cũng được nhưng hắn biết vân kiều thiên vị nàng ta tuyệt đối sẽ không cho phép nên hắn đã từ chối ngu kỳ sau khi vân kiều đưa thiên thiên ra khỏi cung bồi thừa tư mới biết tin nhưng hắn không bận tâm càng không hỏi đến nguyên do gần đây nghiêm túc nghĩ lại hắn mới hiểu ra lúc trước vân kiều kiên quyết đưa thiên thiên vào kinh là sợ nàng ta ở lại sẽ bị người nhà ức hiếp chỉ có mang theo bên người mới yên tâm vài ngày trước thái độ nàng khác thường để thiên thiên rời đi một mình có lẽ là do nàng đã quá chán ghét hoàng cung này rồi hoặc có thể là vì lật cô khiến nàng cảm thấy bất an sợ không bảo vệ được người bên cạnh đường nào ít nguy hại hơn thì chọn cho nên mới đưa người ra khỏi cung nếu hắn cho lật cô một công đạo có lẽ vân kiều sẽ không bất an đến vậy nếu hắn chịu để tâm một chút thì sẽ không đến mức bây giờ mới phát hiện nàng bất thường bùi thừa tư biết trong cung này không ai có thể lấy lòng vân kiều được cho nên mới đặc biệt sai người tìm thiên thiên về để nói chuyện giải sầu với nàng ai ngờ đã không có hiệu quả lại còn chọc nàng thêm bực mình kỳ thật lúc trước hắn không tốt cho nên đối diện với ánh mắt châm chọc của vân kiều hắn cũng đành bất đắc dĩ nhận lấy không phải ta muốn nhúng tay vào sắp xếp của nàng chỉ hy vọng nàng có thể vui hơn một chút bùi thừa tư thở dài sau khi vân kiều tỉnh dậy dường như chưa bao giờ cười trước giờ nàng là người có tính tình hoạt bát vui vẻ khóe mắt đuôi mày luôn mang theo ý cười tựa như có thể tìm được niềm vui trong những ngày khó khăn vất vả nhưng hiện tại nàng lạnh lùng lãnh đạm không chỉ riêng đối với hắn mà ngay cả thị nữ hầu hạ nàng lâu nay nàng cũng chưa từng giãn mặt ra trong lòng hắn biết vân kiều muốn điều gì nhưng hắn không muốn cho cũng không thể tiếp nhận cho nên chỉ có thể sắp xếp chuyện khác quả nhiên nghe xong những lời này vân kiều vẫn thờ ơ như cũ sắc trời đã tối các cung nhân nối đuôi đi vào bày đồ ăn ra đầy bàn thời gian gần đây vân kiều luôn như vậy dù không muốn ăn nhưng vì để dưỡng lại thân thể ngay cả khi tâm trạng có sa sút nàng vẫn ăn cơm đều đặn theo lời dặn của thái y bùi thừa tư chọn món nàng thích ăn gấp vài đũa đưa qua nhưng vân kiều không cảm kích thậm chí còn đẩy cái đĩa kia ra xa một chút, càng không chạm vào đồ ăn trong đó, lộ rõ vẻ chán ghét. Cung nhân đưa thuốc nhìn thấy thánh thượng thay đổi sắc mặt, sợ đến mức hồn phi phách tán, chân tay mềm nhũng, nhưng lại thấy hắn căng hàm cố nhịn, không phát tác. Thanh đại đứng hầu hạ bên cạnh nhẹ thở ra, trong lòng thầm cảm khái, phong thủy xoay chuyển rồi. Trước giờ, đều là nương nương nhà mình nhìn sắc mặt thánh thượng để đoán tâm tư. Cũng bởi vì thánh thượng cho nên nương nương đối đãi với lương ma ma như một trưởng bối nếu không phải bà ta chạm vào giới hạn của nương nương e là giờ này cũng được coi là nửa chủ tử của thanh hòa cung rồi cũng nên hiện tại đã thay đổi thánh thượng phải nhìn sắc mặt của nương nương từ lúc đế hậu bất hòa tin tức phi tần vào cung truyền ra những ngọn cỏ đầu tường trong cung quen thói gió chiều nào theo chiều nấy nhìn thấy người của thanh hòa cung thì không còn cung kính như trước nữa không ai có thể ngờ được sau khi tân nhân vào cung Ngày nào thánh thượng cũng đến Thanh Hòa cung. Tuy Thanh đại cũng có nghi ngờ, đề phòng, nhưng sau khi xoay chuyển tình thế vô cùng thần kỳ khiến nàng cảm thấy hả dạ. Thái y đã làm hết sức mình, các loại dược liệu quý giá liên tục đưa đến, nhưng thân thể bị tổn thương, không thể phục hồi trong thời gian ngắn được. Bởi vì cơ thể bị hao tổn, cho nên gần đây, Vân Kiều luôn cảm thấy mệt mỏi, ngủ cũng nhiều hơn trước. Nàng cố gắng uống xong thuốc đắng, sau đó che miệng ngáp một cái rồi đứng dậy muốn đi vào nội thất rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi a kiều bùi thừa tư gọi nàng thấy vân kiều dường như không nghe thấy hắn đưa tay muốn kéo cánh tay nàng nhưng nào ngờ vừa mới chạm đến da thịt trên cổ tay lập tức bị nàng hất ra xa vân kiều giống như không hề đề phòng bị cái gì đó đột ngột ập đến khiến nàng sợ hãi phản ứng kịch liệt sau khi hất ra nàng lùi về sau một bước nhìn cánh tay đang đưa ra ở không trung sau đó nhìn hắn đầy cảnh giác không chỉ vậy thậm chí nàng còn dùng ống tay áo trà sát vào nơi vừa bị chạm như thể dính phải thứ gì đó dơ bẩn nếu nói những hành động và lời nói trước kia của nàng là giận dỗi thì hiện giờ ánh mắt nàng nhìn hắn rõ ràng là chán ghét không một nam nhân nào chịu được thái độ như vậy mí mắt bùi thừa tư nhảy lên hắn nhíu mày kiềm chế đang định mở miệng thì đúng lúc bên ngoài cửa có công nhân đến thông truyền bên tê hà điện truyền tin tức đến nói đột nhiên thân thể của ninh tần cảm thấy không được khỏe thân thể không khỏe thì thỉnh thái y đi bổn cung không tin thông y thuật vân kiều nhíu mày đáp lại sau đó thoáng nhìn thấy sắc mặt bùi thừa tư cứng đờ lúc này mới ý thức được lời nói mình sắc bén nàng cười lạnh thánh thượng không đến để xem sao tin tức này của tê hà điện thật ra là lời một đằng ý một nẻo phản ứng của bùi thừa tư nhanh hơn vân kiều những lời vừa định nói ra hắn chỉ đành nuốt vào tất cả sai lầm hắn có thể tìm mọi cách để bù đắp chỉ duy nhất việc này như nước đổ khó hốt hắn cũng biết việc này đối với vân kiều mà nói giống như có cây gai trong cổ họng hành động né tránh vừa rồi của nàng cũng có thể hiểu được suy cho cùng đều là do hắn tạo nên giờ đành phải gánh chịu vân kiều không đợi hắn trả lời đương nhiên cũng sẽ không thèm để ý đến ngu nhiễm càng không có tâm trạng gây hấn với nàng ta để tranh đoạt cái gọi là sủng ái nếu mà phải nói thậm chí vân kiều còn cảm thấy nàng ta đáng thương ở ngoài cung tự do tự tại biết bao nhiêu sao lại muốn tiến cung vì bùi thừa tư người như hắn có đáng để thật lòng không hôm sau dậy sớm vân kiều không hỏi đêm qua bùi thừa tư ở đâu sau khi để thị nữ trang điểm chải chuốt xong nàng đến an khánh cung thỉnh an như thường lệ vân kiều không rõ trần thái hậu có biết được chuyện xảy ra đêm hôm đó hay không chỉ thấy dáng vẻ điềm đạm như mọi ngày bà cũng không hỏi nhiều chỉ hỏi vài ba câu quan tâm đến thân thể nàng. Vân Kiều cười nhàn nhạt, cung kính nói, để mẫu hậu phải lo lắng, thần thiếp tỉnh dưỡng nhiều ngày, thân thể đã tốt hơn nhiều rồi. Đã như vậy thì đến chơi với ai gia ván cờ đi. Vân Kiều đồng ý, chọn cờ trắng giống như mọi khi. Trong lòng nàng hiểu rõ, khoảng thời gian này không đến đây, có nhiều chuyện tạm gác lại, Thái Hậu sẽ không rảnh rỗi giữ nàng lại để chơi cờ đâu. Hai quân cờ trắng đen ngày càng xuất hiện nhiều trên bàn cờ, bắt đầu trở nên gây cấn, đột nhiên Thái Hậu lên tiếng, một vài phi tần vừa mới vào trong cung, ngươi đã gặp chưa? Cảm thấy thế nào? Vân Kiều ngẫm nghĩ, vừa hạ cờ vừa trả lời, Thục Phi vẫn giống như trước, tính tình của nàng ta thế nào phần lớn kinh thành đều biết, thần thiếp cũng từng có hiềm khích với nàng ta, không tiện nói đến. Về phần Hiền Phi và An Tần Dung Mạo, quy củ của họ rất tốt, hoặc nhìn đều là những người đoan trang lễ nghĩa. Còn Ninh Tần Nàng lại hạ xuống một quân cờ, cười ấy nấy, không nên nhắc đến thì hơn. Thái hậu trầm ngâm nhìn nàng, sau đó hỏi chuyện khác. Những vấn đề Thái hậu hỏi không khó, bà muốn hỏi Vân Kiều không phải muốn nghe nàng nói gì, mà đơn giản chỉ muốn xem phản ứng của nàng. Ván cờ kết thúc, Thái hậu khẽ gật đầu, khen ngợi, cũng xem như có tiến bộ. Chợt nghe như đang khen kỳ nghệ của nàng, xong, lại có ẩn ý khác. Vân Kiều chớp mắt, cười nói, đều nhờ ngài chỉ dạy trước khi đến đây vân kiều đã chuẩn bị lời để nói nhìn thấy thái độ của thái hậu nàng đang định xin bà cho cung nhân lui xuống để tiện bề nói chuyện thì không may trần cảnh đưa linh nghi đến thỉnh an chuyện nào cũng có nặng có nhẹ người trần gia gặp nhau nàng là người ngoài không nên ở chung sau khi nghe thông truyền vân kiều đứng dậy nói nếu đã như vậy thần thiếp không tiện quấy rầy nữa được rồi trần thái hậu phất tay sau khi ra cửa vừa lúc chạm mặt với trần cảnh. Hắn khẽ gật đầu chào hỏi, nhưng không dời mắt ngay, ngược lại còn nhìn nàng chăm chú, mang theo chút ý tứ không rõ. Phản ứng của Linh Nghi đơn thuần hơn nhiều, sau khi công gối hành lễ, nàng kéo ống tay áo Vân Kiều hỏi, lâu rồi không gặp, sao nương nương trông gầy vậy? Đồ ăn trong cung không hợp khẩu vị người sao? Vân Kiều bị câu hỏi vô cùng thơ ngây của Linh Nghi làm cho vui vẻ, đã rất lâu rồi, nàng mới cười tươi như vậy. Đúng vậy, nàng sờ gương mặt phúng phính của Linh Nghi, sau lại đưa mắt nhìn về phía trần cảnh, nửa đùa nửa thật, ta thích đồ ăn quê nhà hơn. Hàng huyên vài câu, họ bước qua nhau. Vào trong điện, Linh Nghi lập tức đến bên cạnh Thái Hậu. Trần cảnh dung túng để cho nàng lại nhảy một hồi, lúc này mới sai cung nhân lấy món đồ chơi nàng thích, dụ nàng ra ngoài điện chơi. Nghiêm túc nói đến chuyện trong nhà. Trần Thái Hậu nghe xong, hỏi ngược lại, nhắc mới nhớ, ngươi có biết giữa đế hậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không rất nhiều người trong cung đều biết đêm đó ở thanh hòa cung xảy ra chuyện nhưng đó là chuyện gì thì không ai nói cả ngay cả đến an khánh cung trước giờ đều cập nhật tin tức thường xuyên cũng không biết sự tình đêm đó viện phán được triệu đến là tâm phúc của bùi thừa tư miệng mồm kính kẻ làm việc lại vô cùng thận trọng những phương thuốc dùng gần đây không hề bị lộ ra cho dù nói bóng nói gió nói xa nói gần cũng không thám thính được gì vì sợ kinh động đến Bùi thừa tư, Trần Thái hậu không sai người điều tra, chỉ biết sau đêm đó, thái độ của Bùi thừa tư trái ngược với những lạnh nhạt trước đó, ngày nào cũng đến trung cung của hoàng hậu, nói là thịnh sủng cũng không qua. Bà tự hỏi ở trong cung ngần ấy năm, kiến thức cũng đủ nhiều nhưng vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, mới khiến hoàng đế thay đổi đến vật. Thần cũng không rõ, nói không chừng, Trần Cảnh dừng một chút, ẩn ý nói, có lẽ dây đàn đã đứt ở cạnh nhau cũng đủ lâu trần cảnh rất hiểu bùi thừa tư qua chuyện ám sát kia hắn cũng coi như hiểu tính tình vân kiều xem ra quan hệ của hai người giống như dây đàn căng chặt lúc đầu có lẽ sẽ không thấy gì nhưng tháng ngày qua đi dây đàn sẽ chịu không nổi rồi có một ngày sẽ đứt đoạn vị thánh thượng này của bọn họ quả thật có tài trí nhưng cũng chỉ là khôn lõi người như vậy dễ bị phản vệ hơn kẻ ngốc trần cảnh không ở lại lâu sau khi để Linh Nghi ở lại An Khánh cung, hắn đi qua ngự hoa viên để đến Tử thần điện gặp Bùi thừa tư, muốn nhắc lại vài sự vụ tạm gác qua một bên. Vừa rồi khi gặp Vân Kiều, Trần Cảnh mơ hồ có dự cảm, cho nên việc gặp lại nàng trên đường đi cũng không có gì bất ngờ. Hắn bình tĩnh dừng bước, chờ nàng mở miệng. "Thái phó đại nhân, có muốn cân nhắc làm một giao dịch với ta không?" Vân Kiều không vòng vo, nàng đi thẳng vào vấn đề. Chương 47 Trần Gia có một vị hoàng hậu đã qua đời. Edip, khả khả. Đã lâu rồi, Vân Kiều chưa đến dạo ngự hoa viên, nhìn thấy khắp nơi cỏ xanh tươi tốt, nàng bất giác phát hiện mùa xuân đã qua, sắp sửa bước vào mùa hạ. Lúc trước, nàng sống trong bận rộn, sau lại nghỉ dưỡng trên giường một thời gian. Cuối cùng để lỡ cảnh xuân tươi đẹp. Đã bước sai đường thì không thể thay đổi, việc nàng có thể làm bây giờ là sửa sai, trở về con đường mình nên đi cho nên nàng quay lại nghề cũ tìm đến trần cảnh để thương thảo ban đầu vân kiều định thừa dịp thỉnh an nàng sẽ thương lượng với trần thái hậu chỉ là đúng lúc trần cảnh và linh nghi đến cắt ngang nàng nghĩ ngợi thuận thế sửa lại chủ ý ở chung một thời gian trần thái hậu đã hiểu bản tính của nàng đồng thời vân kiều cũng hiểu rõ tác phong làm việc của thái hậu năm đó hậu cung của tiên đế cực kỳ loạn thái hậu vẫn đứng ngoài cuộc cũng đủ thấy bà là người trầm ổn cho đến nay thái hậu vẫn luôn khuyên nàng hãy vì đại cục nếu muốn thái hậu đồng ý cho quyết định của nàng e là phải thuyết phục cực kỳ nhiều nhưng trần cảnh không giống vậy người này nhìn qua sẽ giống công tử thế gia công tồn lễ độ nhưng sâu trong xương cốt hắn lại giống dân cờ bạc chỉ cần giành được nhiều lợi ích chuyện tài trời nào hắn cũng dám làm giống như lúc trước y tìm bùi thừa tư ủng hộ hắn hồi kinh nhận tổ quy tông trong tình thế triều đình hỗn loạn lúc ấy y gần như cực toàn bộ tánh mạng của trần gia nếu thất bại thì không chỉ có tính mạng của bùi thừa tư gặp nguy hiểm mà toàn bộ trần gia cũng sẽ bị liên lụy nhưng y vẫn quyết tâm làm với việc bùi thừa tư ngồi lên vị trí trữ quân rồi ngồi lên vị trí hoàng đế trần gia đang trên đà suy tàn bổng trỗi dậy chiếm giữ vị trí ổn định trong triều vân kiều nghĩ có lẽ người như trần cảnh sau khi nghe nàng đề nghị hắn sẽ không phải thốt lên ngươi điên rồi trần cảnh bước theo nàng trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa thường ngày từ tốn nói nương nương muốn làm giao dịch gì ta muốn rời cung vân kiều quay đầu lại nhìn trần cảnh nàng sợ hắn không hiểu rõ lại bổ sung thêm là loại rời đi không bao giờ quay trở lại coi như đã qua đời nếu người khác nghe những lời này sợ là không mấy ai có thể bình tĩnh được nhưng biểu tình của trần cảnh không thay đổi gì tựa như nghe một chuyện rất bình thường chân mày hắn chỉ hơi nhướng lên, vì sao nương nương muốn tìm đến thần. Thấy Vân Kiều khó hiểu, hắn trầm ngâm nhắc nhở, ngài tìm phó tiểu tướng quân không phải là được rồi sao? Phó Dư sẽ giúp nàng. Thậm chí sẽ không cần phải trao đổi gì, chỉ cần nàng chịu lên tiếng, Phó Dư sẽ giúp đỡ nàng bằng mọi cách. Trong lòng Vân Kiều cũng hiểu rõ đạo lý này. Trước đó, Phó Dư từng đánh Ngu Kỳ vì đã khi dễ thiên thiên, hắn không quan tâm địa vị hiện giờ của Ngu Gia, chỉ muốn đánh người cho hả giận cho dù chưa từng ngỏ lời cho dù chỉ gặp lại nhau vài lần ít ỏi sau hội ngộ nàng vẫn tin tưởng hắn nói ra thật xấu hổ có người cách xa cả ngàn dặm sau vài năm gặp lại con của hắn vẫn không hề thay đổi nhưng có người rõ ràng ở ngay trước mắt trong thời gian ngắn lại có thể thay đổi đến bước đường này ta không muốn liên lụy đến hắn vân kiều thôi không nghĩ nữa nàng nói với trần cảnh huống chi ta vào cung dưới danh nghĩa của trần gia nếu có rời đi cũng nên báo cho trần gia biết trước đúng không chuyện này vốn dĩ không thể gạt trần gia ra ngoài được lúc trước là do trần cảnh giật dây bắt cầu cho nàng thân phận này sau này nàng mượn tay hắn thu hồi lại xem như là làm đến nơi đến chốn trần cảnh gật đầu nói nếu thần mạo hiểm giúp ngài việc này vậy thần sẽ nhận lại được gì thái phó đại nhân không muốn trừ bỏ triệu gia sao bùi thừa tư giữ lại bình hầu rồi nâng đỡ ngu gia là vì đề phòng trần gia bành trướng đợi đến lúc giống vi thị năm đó một tay che trời muốn giải quyết thì đã muộn rồi vân kiều hiểu rõ mọi chuyện đương nhiên trần cảnh cũng không xa lạ gì nhưng bởi vì hắn thấy quá rõ cho nên mới không thể làm được gì bằng không chẳng lẽ chứng minh cho mọi người thấy trần gia thật sự muốn ôm quyền bùi thừa tư muốn bọn họ khắc chế lẫn nhau nhưng thực tế hai nhà ngu Triệu đang đứng chung một thuyền, cố gắng tận dụng mọi thứ để chèn ép Trần Gia. Hôm nay hắn muốn đến tử thần điện là vì những chuyện tạm gác qua một bên do bất đồng ý kiến. Trần Cảnh khẽ cười, hắn không trả lời, chỉ hỏi lại, ngài có thể làm gì? Ta thế mỏng lực yếu, làm không được nhiều, nhưng vừa hay có thứ ngươi thiếu. Vân Kiều vuốt ve Phật Châu trên cổ tay, nhẹ giọng nói, ta muốn triệu gia chết một cách hợp tình hợp lý. Gần đây hắn cảm thấy ấy nấy với ra, ta lôi chuyện cũ ra tính sổ với hắn, phần thắng đương nhiên sẽ cao hơn ngươi. Ngươi không cần ra mặt, đến lúc đó chỉ cần đứng đằng sau đẩy nhẹ một phát là được. Lời này hiển nhiên là nàng đã nghĩ kỹ, phân tích cặn kẽ, thậm chí còn suy xét đến thái độ của bùi thừa tư, nói ra cực kỳ thuyết phục. Tựa như hắn không cần phải lo lắng gì cả, cứ việc ngồi chơi sơi nước. Từ lâu Trần Cảnh đã biết, nàng là nữ tử mồ côi có thể tự mình ra đời, làm ăn thì không phải là hạng ngu dốt nhưng hiện tại, hắn thật sự rất ngạc nhiên. Sau một hồi im lặng, Trần Cảnh cười nói, Ngài động thủ không phải là vì Trần Gia, mà chỉ là đang báo thù cho cái người đã chết kia thôi. Còn muốn hắn quạt gió thêm củi. Mục đích của ta là gì có không quan trọng sao? Trần Gia có thể thu được lợi trong chuyện này, chẳng phải đã đủ rồi sao? Bị vạch Trần, xong, Vân Kiều vẫn không hoảng, mặt nàng không đổi sắc nói, hơn nữa, Trần Gia có một tiên hoàng hậu đã qua đời, sẽ tốt hơn nhiều so với một phế hậu, đúng không? Đúng vậy. Trần Cảnh Nâng mắt nhìn nàng, nói, nhưng hà tất gì ngài phải làm như vậy? Ngài của hiện tại, mang trên mình chức danh hoàng hậu, ở lại cũng có thể sống tốt. Đối với Vân Kiều, lời này không thể xem là khen ngợi, thậm chí còn khiến nàng rét run. Nàng khẽ siết chặt bàn tay, nói, cũng chính vì vậy, cho nên ta mới càng phải rời đi. Hoàng thành này giống như lò luyện cổ Người bình thường không nên ở chỗ này, thậm chí nếu không cẩn thận sẽ mất mạng ngay. Chỉ có hòa lẫn trong đó mới có thể cảm nhận được thống khoái. Vân Kiều tự hỏi, mình không có tham vọng, cũng không muốn đảm đương vị trí trên vạn người, chỉ muốn mau chóng giải quyết phiền phức để rời xa nơi này. Mỗi người một chí hướng, Trần Cảnh đã hiểu ý tứ trong lời của nàng, hắn không có ý định khuyên can, chỉ chấp tay cáo lui, vậy thì thần sẽ chờ tin tức của ngài. Khi ở trước mặt Trần Cảnh, Vân Kiều vẫn duy trì dáng vẻ Vân Đạm phong khinh, nhưng đợi đến khi hắn đi xa, đôi vai thẳng tắp của nàng lập tức suy sụp, vả mồ hôi lạnh. Nàng rất hiếm khi giao thiệp với loại người nguy hiểm này, thật may vì nàng đã cược thắng. Trở về Thanh Hòa Cung, Niên Ma Ma dựa theo dặn dò của nàng, chuẩn bị một bộ dụng cụ điều chế hương cùng với rất nhiều tài liệu. Từ khi nhập kinh, Vân Kiều không còn động đến chúng nữa, bây giờ nhìn thấy, nàng ngơ ngác một hồi lâu. Khi bắt tay vào, mọi thứ dường như rất xa lạ. Nàng bày dụng cụ và tài liệu khắp thư phòng, nàng không có ý định học lại cầm kỳ thi họa nữa, mỗi khi rảnh rỗi, nàng sẽ điều chế hương giết thời gian. Người của Thanh Hòa Cung không ai dám xen vào. Khi bùi thừa tư đến, nha hoàng chỉ vào thư phòng. Vào đầu hạ, ánh nắng sau giờ ngọ vẫn có chút ấm áp, khiến người khác mơ màng muốn ngủ. Vân Kiều cởi bỏ hoa phục, mặc lên người bộ thanh y, tay áo bó sát vô cùng bình thường, mái tóc đen dài chỉ dùng trâm một búi lên, nàng mệt mỏi dựa lên bàn. Nàng chống cằm ngồi ở đó, hàng mi công dài rũ xuống thấp, một lúc sau liền ngủ gục trên bàn. Ánh nắng xuyên qua hoa văn khắc trên cửa sổ, chiếu lên gương mặt không son phấn của nàng, xinh đẹp đến mức khiến người khác tự giác thở nhẹ. Vì sợ quấy nhiễu đến nàng. Bùi thừa tư yên lặng đứng ở cửa, nhìn khung cảnh trước mắt, cảm giác giống như trở về năm tháng còn ở Bình Thành. Hắn ôn thi, vân kiều nghiên cứu chuyện làm ăn hai người đều bận rộn nhưng khi ngẩng mặt là có thể nhìn thấy nhau chính phủ khiến hắn mệt mỏi và mất kiên nhẫn vô hình đã cuốn đi hết những chuyện của lúc trước đều hiện lên trước mắt bùi thừa tư lặng lẽ ngồi xuống nhìn vân kiều đang say giấc nàng không còn lạnh lùng nhíu mày nét mặt đều thư giãn lộ ra vẻ dịu dàng và bình tĩnh của trước đây điều này khiến bùi thừa tư tự hồ như sinh ra ảo giác giống như lúc ban đầu hai người còn hòa hợp khi nàng mở mắt ra nàng sẽ vừa dụi mắt vừa hỏi hắn cơm chiều sẽ ăn gì hắn sẽ không ép buộc vân kiều vứt bỏ quá khứ chỉ muốn nàng đủ tư cách trở thành hoàng hậu trong mắt người khác giống như năm đó cũng được chỉ là sau khi vân kiều tỉnh dậy tất cả mộng tưởng của hắn đều tan thành mây khói khi nàng mơ màng mở mắt ra tựa như còn chút mông lung không phân rõ đâu là mộng đâu là thực lúc nàng nhìn hắn đâu đó còn có chút dịu dàng nhưng đến khi tỉnh táo nét mặt nàng lạnh xuống đối với bùi thừa tư ánh mắt kia giống như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu hắn kéo hắn ra khỏi ảo tưởng trở về thực tại vân kiều loay hoay với dụng cụ trên bàn bùi thừa tư chán nản đứng dậy nhìn nắm chiếc hộp trên giá trúc trong đó chứa đầy hương liệu mà vân kiều vừa mới điều chế bùi thừa tư lấy xuống lúc hắn mở ra không khỏi giật mình mùi hương này vô cùng quen thuộc với bùi thừa tư đây là hương liệu mà vân kiều đã tốn biết bao tâm tư công sức để đặc biệt điều chế cho hắn nàng chưa bao giờ chào bán ra ngoài tên là hương trầm trúc bùi thừa tư dùng mấy năm đến khi tới kinh thành hắn lại dùng long tiên hương của hiện tại lúc đó vân kiều từng rất bất mãn đổi hương lại cho hắn sau đó hương liệu dùng hết vân kiều không điều chế tiếp nữa hắn cũng chưa từng nhắc lại hiện tại nhìn thấy hương này trái tim bùi thừa tư đập nhanh hơn lập tức quay đầu nhìn về phía vân kiều mấy năm nay vân kiều sưu tầm ghi chép nghiên cứu chế tạo ra hơn trăm loại hương, nhưng khi nàng quay trở lại điều chế, hương đầu tiên nàng điều chế lại là hương trầm trúc liên quan đến hắn. Cho dù là vô tình hay cố ý đều đâm trúng hắn. Chỉ vì lúc trước làm nhiều nên thuận tay, cho nên mới điều chế ra trước, dường như Vân Kiều nhận ra suy nghĩ của hắn, nàng lạnh lùng nói, sau đó đứng dậy đánh đổ hộp trúc trong tay hắn, đừng nghĩ nhiều. Bùi thừa tư không ngờ được nàng sẽ động thủ, cho nên không cầm chắc, hộp trúc lão đảo úp trên mặt đất hương liệu cũng đổ theo. Cảm xúc vừa mới dâng lên, giờ đây giống như bị rơi ngã xuống đất. Vân Kiều phất tay áo rời đi, không quay đầu nhìn lại. Bùi thừa tư trầm mặt đứng yên tại chỗ, qua một lúc, hắn từ từ ngồi xổm xuống. Lật hộp trúc, hốt hương liệu lại. Chỉ là bột phấn rơi vào khe hở của gạch đá, dù làm cách nào cũng không thể hốt trở lại được. Hương trầm trúc này giống như tình yêu của Vân Kiều dành cho hắn lúc trước có nhiều lại không biết quý trọng, cho đến khi rơi đầy trên đất, hiện tại có hối hận thế nào cũng không thể gom lại được. hốc được hơn phân nữa, bùi thừa tư vẫn chưa đứng dậy. hắn giống như bị trúng tà, cố chấp đưa tay vào khe hở để lấy phấn hương trộn lẫn với các bụi, ngón tay ngọc thon dài dính đầy bụi đất, vì dùng sức cho nên đã nứt cả móng. tay đức tâm đau, cơn đau như kim châm chích truyền đến. nhưng phấn hương ở dưới khe hở đã sâu lại càng thêm sâu. Chương 48, Thánh Thượng không tuân theo quy củ nữa sao? Edip, khả khả. Từ sau khi các tân phi nhập cung, Trần Thái Hậu hạ lệnh miễn thỉnh an. Lão Phật gia muốn yên tĩnh, các phi tần không có cách nào để lân la làm thân, chỉ có Vân Kiều vẫn đến như thói quan, đôi lúc chơi cờ với bà. Linh Nghi ở lại An Khánh Cung để Thái Hậu bất buồn, mỗi khi Vân Kiều đến, đôi lúc gặp Linh Nghi, nàng cũng sẽ chơi cùng. Hôm nay, không biết vì sao Linh Nghi nảy ra hứng thú muốn đi thả diều. Các cung nhân lập tức đi tìm diều đủ màu sắc đến cho nàng lựa chọn. Vân Kiều rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên đi với nàng đến ngự hoa viên. Linh Nghi tuổi còn nhỏ, hăng hái nắm dây diều chạy, không lâu sau liền mệt bở hơi tai, lống đống xuất hiện mồ hôi. Cung nữ hầu hạ muốn phóng diều lên cho nàng, nhưng nàng không chịu, lại còn kéo diều vào trong đình. Vân Kiều lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Linh Nghi, sau đó lại nghe giọng nói trong trẻo hỏi nương nương có biết thả diều không đương nhiên là biết rồi vân kiều mỉm cười đáp sau đó đưa nước trà qua dặn dò cẩn thận chút coi chừng sặc linh nghi nghiêng đầu nhìn nàng cười nói nương nương muốn thử không chuyện này vân kiều do lự một lúc bởi vì với thân phận của nàng nếu nàng làm thật thì sẽ không còn trang nghiêm trong mắt của người khác nữa ngay sau đó nàng lại cảm thấy bất lực với phản ứng gần như theo bản năng của mình. Dường như những quy củ của lương ma ma dạy nàng lúc trước đã khắc sâu vào xương cốt, cho nên đến hôm nay nàng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ được. Sau khi gạt đi do dự, Vân Kiều vén lọn tóc mai bị gió thổi ra sau tai, đứng dậy cười, vậy để ta thử xem. Khi xưa, trước khi trong nhà xảy ra biến cố, Vân Kiều từng là đứa trẻ ham chơi, nàng từng làm ra một con diều, còn so tài với chúng bạn cùng trang lứa ở quê nhà xem diều ai bay cao hơn nhưng lâu rồi chưa đụng đến, nàng đã quên mất bí quyết. Khó khăn lắm mới bay lên được chút, xong, cánh diều không thể thăng bằng, lão đảo rơi xuống, đáp trên mặt hồ. Chút tự tin vừa rồi của Vân Kiều bay biến sạch, nàng ngẩn ngơ nhìn cánh diều bị dính nước ướt nhẹp. Còn Linh Nghi thì lại rất vui, nàng kêu cung nhân trở về lấy con diều khác đến. Vân Kiều vừa xấu hổ vừa buồn cười, quay về đình tạm nghỉ uống trà. Nàng nhìn điểm tâm đủ sắc màu trên bàn đá, đang phân vân xem nên ăn miếng nào trước thì nghe giọng nói đầy hào hứng của linh nghi phó ca ca vân kiều nghi ngờ nhìn theo tiếng gọi nàng nhìn thấy phó dư đi bên cạnh hắn là bùi thừa tư linh nghi nhận ra phó dư trước tiên sau đó mới phát hiện vị bên cạnh là thánh thượng nàng lập tức chột dạ lè lưỡi cười ngại ngùng đợi đến khi hai người tới gần linh nghi lập tức ngoan ngoãn tiến lên hành lễ lúc trước bùi thừa tư ở biệt viện của trần gia thường hay lui tới chỗ trần cảnh đương nhiên Linh Nghi nhận ra hắn, nhưng chỉ là lúc gặp mặt sẽ chào một vài câu chứ không hề thân thiết. Nếu so ra, thái độ của nàng với Phó Dư dường như nồng nhiệt hơn. Bùi thừa tư miễn lễ cho nàng, cười nói, hình như ngươi và vị Phó ca ca này rất thân thiết nhỉ. Có gặp qua vài lần, Linh Nghi cười thanh khách, nói, Phó ca ca đã dạy ta thả diều, huynh ấy rất lợi hại, thả diều cao hơn tất cả người trong phủ. Tuổi Linh Nghi còn nhỏ, không hiểu nhiều lắm, nhưng nàng có thể dùng trực giác để phân biệt được ai thích và có kiên nhẫn chơi với mình cho nên nàng mới vô cùng thích vân kiều sau này phó dư cùng thả diều với nàng cho nên nàng thích thêm hắn nữa đối với điều này vân kiều không hề cảm thấy bất ngờ từ nhỏ phó dư được mệnh danh là tiểu ma vương ở trong trấn phàm là những gì liên quan đến chơi bời hắn học rất nhanh gần như tinh thông mọi thứ trong lúc đang nói chuyện cung nhân đã lấy con diều khác đến Linh Nghi như được cứu, vội kéo Phó Dư đi bảo hắn dạy cho mình. Phó Dư hướng mắt về phía đình gật đầu với Vân Kiều, ý bảo đưa Linh Nghi ra xa một chút. Bùi thừa tư bước vào đình hóng gió, ngồi xuống cạnh Vân Kiều. Gương mặt tái nhợt gần đây của nàng đã có chút sắc hồng, hiện lên chút sức sống, thấy vậy hắn cười hỏi, vừa rồi nàng thả diều cùng Linh Nghi sao? Ngoài đình có rất nhiều cung nhân hầu hạ, Vân Kiều rủ mắt che giấu cảm xúc, không mặn không nhặt đáp lại bùi thừa tư lại nói tiếp nếu nàng thích thì sau này có thể chơi lúc nào cũng được không cần câu nệ so với thái độ trước đây có thể nói là khác xa một trời một vực vân kiều liếc mắt nhìn hắn cố nhẫn nhịn nàng cười châm chọc thánh thượng không cần tuân theo quy củ nữa sao nàng còn tưởng sau câu hỏi này bùi thừa tư sẽ im lặng nào ngờ hắn lại gật đầu thuận theo không cần nữa thật ra có rất nhiều quy củ đặt ra mà chẳng mang ý nghĩ gì cũng chẳng có chỗ nào tốt nó lập ra đơn giản chỉ để kìm hãm làm khó người khác năm đó bùi thừa tư hồi kinh hắn đã không tán đồng với cách làm của các thế gia nhưng lại muốn được bọn họ ủng hộ cho nên hắn cam chịu chấp nhận quy củ đã ban hành đồng thời cũng trồng những quy củ đó lên người vân kiều hắn đặc biệt cử lương ma ma đến dạy cho nàng tránh để người khác bàn tán sau lưng nói nàng xuất thân từ nông thôn không xứng để coi trọng tuy nhiên đến bây giờ nghĩ lại nó chẳng có nghĩa lý gì nó biến vân kiều thành bộ dạng bây giờ chẳng có chỗ nào tốt cả nàng không cần kiên dè gì cả dựa theo sở thích của nàng muốn làm gì thì làm đó bùi thừa tư nói lúc trước là ta đã sai thái độ của hắn bây giờ thật sự rất tốt ngoài việc quá muộn màng ra thì không có chỗ nào để chê nhưng muộn màng cũng đủ trí mạng rồi vân kiều nghe xong mặt không đổi sắc cũng không có cảm xúc gì chỉ chăm chú ăn điểm tâm đưa mắt về phía xa nhìn phó dư và linh nghi thả diều chỉ tốn chút sức phó dư đã thả diều được lên cao theo hướng gió thổi diều càng bay cao hơn vừa rồi con diều kia ở trong tay nàng còn cứng đầu giờ đây rất biết nghe lời không biết hắn đã làm cách nào đợi con diều bay ổn định phó dư cúi người nói gì đó với linh nghi giống như truyền thụ kinh nghiệm cho nàng trên mặt mang theo nụ cười đắc ý dường như phó dư cảm nhận được ánh mắt của nàng hắn quay đầu lại đối mắt với nàng nụ cười càng sâu thêm bùi thừa tư vẫn luôn để mắt đến vân kiều đương nhiên sẽ nhìn thấy được qua lại của hai người tình huống như này thì có là gì cho dù có tin đồn giữa hai người thì hắn cũng không có lý nào để nghi ngờ nàng nhưng vì vân kiều quá lạnh nhạt với hắn cho nên so ra khó tránh khỏi chênh lệch không phải lúc trước đã nói sẽ lựa chọn hôn sự cho phó dư sao bùi thừa tư nhắc lại chuyện cũ vân kiều không hiểu sao bùi thừa tư đột nhiên lại nhắc đến chuyện này nàng nhíu mày ta không có sở thích kéo thuyền làm mai hơn nửa tuổi của hắn không còn nhỏ việc hôn nhân đại sự hắn có thể làm chủ được người ngoài xen vào làm gì phản ứng này của nàng nghe qua như đang mất kiên nhẫn nhưng bùi thừa tư biết nàng đang bực dọc với mình chứ không phải là không có kiên nhẫn lo chuyện của phó dư tựa như chuyện thiên thiên vào cung vài ngày trước vân kiều bực mình vì hắn dài tay quản đến chuyện của người bên cạnh nàng. Trong lòng Vân Kiều đã vạch ra giới hạn. Từ Thiên Thiên và Phó Dư đều nằm trong giới hạn của nàng, hắn cũng từng nằm ở đó, nhưng hiện tại đã bị nàng loại ra ngoài. Khoảng cách chênh lệch lớn như vậy, giống như cây gai mắt vào tim hắn, đau đớn không nguôi. Nhưng hắn không có cách nào nhổ cây gai ra được, tựa như dù bị ra tấn cỡ nào, hắn cũng sẽ không để Vân Kiều rời đi. Hai người trầm mặt, nội thị đến thông truyền nói vài vị đại thần tuyên triệu đã chờ ở tử thần điện. Bùi thừa tư phá vỡ bầu không khí, đứng dậy nói, ta còn chính vụ phải xử lý, không ở lâu được. Vân Kiều đứng lên hành lễ cho có lệ. Không biết là bùi thừa tư muốn để phó dư chơi cùng Linh Nghi hay còn lý do khác, mà hắn không lệnh phó dư đi cùng. Đến khi bùi thừa tư đi xa, lúc này Vân Kiều mới đến bên cạnh Linh Nghi. Phó dư thấy nàng đến, lập tức đứng thẳng dậy, thừa dịp linh nghi không chú ý hắn thấp giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì vân kiều giả ngơ hỏi lại hả đừng giả ngay với ta phó dư không dễ dàng bị nàng gạt đôi mày kiếm hơi nhíu lại ngày đó thiên thiên trở về đã nói với ta muội ấy nói ngươi trông có vẻ không ổn thiên thiên vậy mà đã học đọc cách cáo trạng sau lưng ta rồi xem ra ta phải tính sổ với muội ấy mới được vân kiều đánh trống lãng tựa như đang rất thoải mái pha trò Vân Kiều, Phó Dư gọi cả tên lẫn họ của nàng, một lúc sau, hắn nghiêm mặt nói, nếu ngươi không muốn chúng ta phải lo lắng thì hãy nói rõ mọi chuyện, để chúng ta cùng nhau giải quyết. Còn hơn ngươi cứ giấu giếm mãi khiến chúng ta phải lo lắng suy đoán lung tung. Khi nói lời này, nét cười trên mặt hắn đã không còn, thậm chí còn lộ ra vẻ nghiêm túc, khiến cho Vân Kiều sinh ra cảm giác như bị ai đó giáo huấn. Vân Kiều muốn nói, không có việc gì to tác cả, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Phó Dư, nàng lại không nói nên lời. Nàng rũ mi mắt, mũi chân khảy hòn đá nhỏ dưới chân, ta tự biết chừng mực. Rõ ràng nàng chưa nói gì cả, nhưng dường như Phó Dư có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn hỏi thẳng, chẳng lẽ ngươi sợ liên lụy đến ta sao? Phó Dư không kiềm chế được hỏi dồn dập, nàng bất đắc dĩ nói, ngươi phải đổi mạng ở xa trường mới có được ngày hôm nay, cho nên phải cố gắng quý trọng. Ta đánh đổi mạng sống không phải vì quyền thế, danh lợi, mà là vì một ngày nào đó có thể che chở cho người ta muốn bảo vệ." Phó Dư cắt ngang lời nàng, hắn hỏi ngược lại, "Nếu ngươi gặp chuyện mà ta lại khoanh tay đứng nhìn chỉ vì để bảo toàn địa vị, thì chẳng phải là thật giả lẫn lộn sao?" Có lẽ hắn không đủ kinh nghiệm, không đủ khéo léo nhưng hắn biết mình rất tỉnh táo. Quyền thế giống như binh khí nằm trong tay, nên dùng nó để che chở người mình yêu. Nếu cứ lo trước lo sau, lẫn lộn thật giả thì chẳng phải sẽ trở thành công cụ để quyền lực thao túng sao. Khả, má ơi, ra đây mà coi nè, con muốn làm dân kiều, con muốn để con cho phó dư, ư, 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 ư. Chương 49, Mê Hương Edip, khả khả Hiện tại, ở trước mặt nàng, phó dư không còn là chàng trai nói gì nghe nấy như mọi ngày. Khi nói những lời này, thái độ và ngữ khí đều vô cùng nghiêm túc. Đôi mày kiếm càng làm cho ánh mắt hắn sáng rực, khiến Vân Kiều cảm thấy chột dạ. Cho đến nay, Vân Kiều đều xem Phó Dư như là đệ đệ của mình. Mặc dù hắn cao lớn hơn nàng rất nhiều, khi nói chuyện nàng phải ngửa đầu nhưng ý niệm đó vẫn không hề thay đổi. Đột nhiên, hiện giờ bị hắn giáo huấn một hồi làm nàng ngơ ngác. Ta biết có người làm ngươi thất vọng, Phó Dư nói bóng gió, âm giọng nhẹ đi rất nhiều, nhưng ta thì không. Hãy tin ta. Vân Kiều ngơ ngác nhìn Phó Dư, nàng cảm thấy nơi mềm yếu nhất trong lòng bị ai đó nhéo một cái, cảm giác chua xót liền kéo đến. Nhưng đồng thời, nàng lại cảm thấy yên tâm. Nàng đã từng lao đầu vào tình yêu, toàn tâm toàn ý tin tưởng bùi thừa tư, nhưng những chuyện sau này lại xóa sạch tình cảm và lòng tin của nàng. Bên trong hoàn thành này, thứ tình cảm không sờ được, không thấy được không đáng tin bằng lợi ích ràng buộc và điều kiện trao đổi. Cho nên nàng mới cân nhắc lợi hại, tìm đến trần cảnh để thương lượng. Ta, vân kiều mất máy môi không biết nên nói gì cho phải phó dư nhìn nàng chằm chầm, đôi mắt đen lấy phản chiếu hình ảnh của nàng ánh mắt trong veo khiến vân kiều gần như không dám đối diện trong lúc nói chuyện linh nghi đã đến bên này vân kiều gạt bỏ do dự nói nhanh khi nào cần hỗ trợ ta sẽ không thách khí trong lòng phó dư hiểu rõ ngay lúc này nàng sẽ không nói cho hắn biết sau khi nghe được câu này cũng xem như hài lòng nét mặt hắn giãn ra cười nói đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời vân kiều đưa mắt nhìn hắn sau đó cười nói đương nhiên rồi nương nương cười rộ lên rất đẹp lúc linh nghi đến gần nàng cảm khái lần này gặp hình như không thấy ngài hay cười giống như lúc trước nữa vân kiều cúi người lau mồ hôi trên trán linh nghi bất đắc dĩ giải thích gần đây sự vụ hơi nhiều vân kiều còn chưa nói xong phó dư liền nói rồi sẽ tốt thôi Vân Kiều ngẩng đầu nhìn về phía hắn theo bản năng, im lặng một lúc, nàng mỉm cười, đúng vậy. Khoảng thời gian Linh Nhi ở trong cung, tâm tình của Vân Kiều tốt hơn rất nhiều. Nhưng dù sao nàng ấy vẫn là người ngoài, sau khi ở bên cạnh Thái hậu 10 ngày nửa tháng đã bị người nhà gọi về, Vân Kiều lại khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh như trước. Bùi thừa tư thấy vậy, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, nếu hài tử của hắn và Vân Kiều còn thì mối quan hệ của cả hai có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Hài tử của hắn và Vân Kiều nhất định sẽ rất thông minh lanh lợi, khiến người khác yêu thích. Nếu là hoàng tử, hắn sẽ tự mình dạy dỗ, tuyệt đối không để hài tử phải chịu cực khổ như mình. Nếu là công chúa, hắn sẽ dung túng, cưng chiều như hòn ngọc quý trên tay. Hắn biết rõ, nước đổ khó hốt, sẽ không có nếu ở đây. Tưởng tượng hết lần này đến lần khác ngoài việc tra tấn bản thân ra thì chẳng có gì tốt nhưng hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về nó. Thậm chí bùi thừa tư cũng đã mơ. Trong giấc mơ, hắn thấy trời vào đông nhưng không biết của năm tháng nào, tuyết lớn như lông ngỗng, Vân Kiều chơi với hài nữ trên giường, chỉ nó phá cửu liên hoàng. Khi thấy hắn trở về, nàng phủi bông tuyết vương lên vai hắn, mỉm cười dục hắn kể chuyện cổ tích cho nữ nhi nghe. Nữ nhi trắng trẻo đáng yêu bò trên giường, miệng gọi cha, hai tay đưa lên muốn hắn ôm. Hắn bước lên, nhưng không thể cử động được bước chân, giống như bị chôn chặt tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể dương mắt nhìn nữ nhi rơi từ trên giường xuống. Khi hắn bừng tỉnh, hắn thấy tim mình đập nhanh như trống trận. Hắn nhìn ánh nến xuyên qua tấm màn một lúc lâu, cuối cùng mới vùng vẫy thoát khỏi bóng đen đang đè hắn. Nội thị trực đêm nghe động tĩnh, hắn cảnh giác bước lại, qua một lúc, hắn nghe tiếng khàn khàn từ trong trướng truyền ra, thêm nhiều hương an thần một chút. Có lẽ hắn đã lạm dụng quá mức. Từ khi ngồi trên đế vị, Bùi Thừa Tư không có giấc ngủ nào yên ổn, hắn thường xuyên dựa vào hương an thần của Thái Y Kê mới có thể đi vào giấc ngủ. Gần đây tinh thần hắn sa sút không thể không tăng lượng hương an thần lên. Bùi Thừa Tư biết vậy là không tốt, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn cần hôm sau đầu óc phải tỉnh táo để đối mặt với chính vụ và xử lý muôn vàng chuyện phiền toái khác. So ra mà nói, mỗi ngày của Vân Kiều trôi qua nhẹ nhàng hơn nhiều nàng đã quen với cung vụ lại có niên ma ma hỗ trợ mỗi ngày nàng chẳng tốn công gì nàng học theo thái hậu tu thân dưỡng tính miễn các phi tần thỉnh an vô cùng thanh tịnh lúc rảnh rỗi nàng sẽ đọc sách để giải trí điều chế hương liệu trong cung còn có rất nhiều sách cổ mà bên ngoài không tìm thấy ngày nọ đột nhiên vân kiều nhớ ra một chuyện nàng lập tức cho người đi tìm chuyên tâm khôi phục phương thuốc cổ truyền mặc dù nàng không thể rời hoàng cung vào lúc này nhưng trước mắt nàng có thể chuẩn bị cho tương lai. Đúng như Vân Kiều dự đoán, bình yên trong cung không kéo dài được lâu. Lúc trước, khi các phi tần vừa mới tiến cung, Triệu Nhạn Lăng khiêu khích Vân Kiều đến Tê Hà Điện. Lúc Vân Kiều vừa gặp Ngu Nhiễm, nàng cũng nhắc đến việc này những hai lần. Ngày ấy, Ngu Nhiễm từng quỳ trước nàng một hồi lâu, trừ khi nàng ta thật sự khoan hồng độ lượng, bằng không sẽ ghi hận Triệu Nhạn Lăng đã bán mình. Còn Triệu Nhạn Lăng vốn đã chướng mắt hành động của Ngu Nhiễm, cho nên chuyện hai người xung đột là điều không thể tránh khỏi lúc cung nhân đến báo giờ vân kiều vừa tán gẫu với hoài ngọc vừa nghe tiếng mưa rơi hồi nhỏ hoài ngọc từng theo phụ thân đến trời nam biển bắc để làm ăn sưu tập vàng bạc đá quý chứng kiến rất nhiều chuyện ly kỳ vân kiều từng nghe hắn nhắc đến vài lần cảm thấy rất thú vị nên mỗi khi rảnh rỗi nàng thường triệu hắn đến nói chuyện phím cho đỡ buồn bên tê hà điện truyền tin nói hôm nay ninh tần có gặp thục phi ở ngự hoa viên sau đó ninh tần trượt chân rơi xuống nước vân kiều dừng lại việc mình đang làm thắc mắc hỏi sao lại náo loạn đến mức này nàng nghĩ hai người sẽ xảy ra xung đột nhưng không ngờ lại lớn chuyện đến vậy nàng nghĩ một hồi rồi nói hiện giờ ninh tần thế nào rồi thái y đã đến xem nghe nói còn đang hôn mê chuyện xảy ra như vậy nàng thân là hoàng hậu đương nhiên không thể khoanh tay làm ngơ nhưng Vân Kiều không đi qua liền, nàng chậm chậm thu dọn hương liệu mới điều chế xong, miệng lẩm bẩm, chuyện đến thật đúng lúc là ngươi ở trên trời đang hiển linh sao. Đợi đến khi làm xong chuyện của mình, Vân Kiều mới đứng dậy phân phó, đi thôi, chúng ta đến đó xem một chút. So với lần trước đến, không hiểu sao lần này, Tê Hà Điện có chút tiêu điều. Vân Kiều vào điện, nhìn quanh một vòng, nàng không thấy bùi thừa tư. Có lương ma ma ở đây, chuyện gì có liên quan đến hoàng tự, nhất định sẽ truyền tin đến tử thần điện nhưng không biết là công việc bận rộn hay có lý do khác mà không thấy bùi thừa tư đến đây vân kiều bước vào nội thất của ngu nhiễm nhìn thấy nàng vẫn còn hôn mê theo như thái y nói là còn chưa qua khỏi nguy hiểm vẻ mặt lương ma ma nghiêm túc quỳ xuống thỉnh tội bà ta nói mình sơ sẩy nên không chăm sóc tốt cho ninh tần người ở trong cung này đã lâu có phạt hay không hoặc phạt thế nào thì phải xem ý của thánh thượng Vân Kiều cũng không muốn nói nhiều với bà, chỉ hỏi, Thục Phi đâu? Sau khi xảy ra chuyện, Thục Phi nương nương đã trở về chiêu dương điện, nhà hoàng hồi môn của ngu nhiễm trả lời thay. Vân Kiều ngồi ở ghế chủ vị, mặt không lộ cảm xúc, nói, truyền nàng ta lại đây. Sau khi vào cung, Triệu Nhạn Lăng không còn được gia đình che chở, cho nên nàng ta sẽ không còn là quận chúa tùy hứng làm bậy như trước nữa. Cho dù miễn cưỡng đến đâu, nàng ta cũng không dám kháng lệnh của hoàng hậu nhưng khi xuất hiện, nàng ta luôn khẳng định mình không hề chạm đến ngu nhiễm dù chỉ một ngón tay, chuyện rơi xuống nước hoàn toàn là do ngu nhiễm. Xích cầm phụng mệnh đối chất với nàng, khóc lóc, nói hay lắm, vì sao nương nương nhà nô tỳ phải lấy thân mình ra đùa giỡn. Lời này cũng không sai, cho dù có cố ý hãm hại đi chăng nữa cũng không ai dám đem hoàng tự ra mạo hiểm. Triệu nhạn lăng hết đường chối cãi, mặt mày đỏ bừng vì tức giận. Nếu là người khác, có lẽ Vân Kiều sẽ không quản nhiều, trực tiếp ném phiền toái này cho bùi thừa tư xử lý. Nhưng chuyện này thì khác. Với nàng mà nói, thì đây chính là cơ hội tốt ông trời ban cho nàng. Đợi Ninh Tần tỉnh dậy, để xem nàng nói thế nào. Vân Kiều dừng một chút, sau đó nói với Triệu Nhạn Lăng, nhưng trước đó, Thục Phi hãy đến Phật đường đọc kinh, để cầu phúc cho Ninh Tần. Sắc mặt Triệu Nhạn Lăng lập tức thay đổi, tựa như chịu một nỗi nhục vô cùng khủng khiếp. Từ nhỏ nàng ta đã được nuông chiều, cha mẹ yêu thương vô điều kiện, cho dù phạm phải sai lầm gì nàng ta cũng không bị trách phạt, giờ đây nàng ta lại phải quỳ ở Phật đường vì chuyện mình không làm. Nàng ta muốn phản bác lập tức, nhưng bị ma ma ở sau túng góc áo giật ngăn cản. Thành ma ma này tiến cung cùng với Triệu Nhạn Lăng là người của Bình Hầu Phu Nhân sắp xếp riêng để chăm sóc cho nàng ta. Sau khi biết được chuyện Ninh Tần rơi xuống nước, bà ta đã biết việc này chỉ có thể nhịn, nếu lúc này chống đối lại hoàng hậu thì chỉ làm mọi chuyện đi xa không thể cứu vãn được thôi. Bà ta đỡ triệu nhạn lăng đứng dậy. Sau khi rời khỏi tê hà điện, nàng ta tức giận nói, ta không chạm vào nàng ta. Lão nô biết, thành ma ma thấp giọng nói, nhưng vừa rồi ngài cũng thấy đấy, ninh tần quyết tâm ụp tội danh này lên người chúng ta. Việc này chúng ta không có chứng cớ, không thể cãi lại, chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Triệu nhạn lăng tức đến đỏ mắt từ nhỏ đến lớn chỉ có nàng đi ức hiếp người khác làm gì có chuyện nàng bị thua thiệt đến thế này có hầu gia ở đây thánh thượng sẽ không làm gì ngài hoàng hậu càng không dám làm gì thành ma ma trấn an tạm thời trước mắt ngài cứ nhẫn nhịn đi đợi cho việc này qua đi món nợ này chúng ta từ từ tính sau nếu không triệu nhặn lăng cũng không thể nghĩ ra được cách nào khác chỉ đành nín nhịn phật đường trong cung là do hoàng đế mấy đời trước tín ngưỡng đạo phật cho người xây dựng sau này tiên đế tuổi cao cũng cực kỳ tin theo Phật giáo, còn từng luyện đang để trường sinh. Bùi thừa tư khinh thường chuyện này, cho nên chưa từng cho người đến dọn dẹp, nơi này từ lâu đã hoang phế. Hiện giờ, cỏ dại mọc ung tùng trong sân, trong điện phủ đầy tro bụi. Màn trướng lay động theo gió, bụi đất dày đặc làm cho triệu Nhạn lăng che mặt mũi lại, quay đầu đi chỗ khác ho sặc sụa. Đây là nơi quỷ quái nào vậy? Triệu nhạn lăng tức giận nói. Thành ma ma cũng không ngờ Phật đường lại hoang tàn đến mức này, bà chỉ đành thỉnh nàng ra ngoài, sau đó phân phó cung nhân đến chùi rửa. Ban đầu, Triệu Nhạn Lăng nghĩ chỉ hoàng hậu phạt cho có lệ, nhưng Phật đường còn chưa dọn dẹp xong thì đã có người của Thanh Hòa cung phụng mệnh đến giám sát. Nàng không có cách nào, chần chừ một hồi, rồi miễn cưỡng quỳ xuống trước tượng Phật. Lễ vật mới được dân trước bàn thờ Phật, bên trong lư hương cũng đã đốt nhang. Khói trắng lượng lờ bay lên, mùi hương gỗ đàn thanh tịnh lan khắp điện. Nhưng tâm trạng cáo kỉnh của Triệu Nhạn Lăng vẫn như vậy không hề thuyên giảm, trên mặt nàng hiện rõ ba chữ không kiên nhẫn. Lúc này cũng đã chạng vàng, mưa ngày càng nặng hạt, sắc trời cũng tối sầm đi. Triệu Nhạn Lăng quỳ một lát, mất kiên nhẫn hỏi, hoàng hậu muốn bổn cung ở đây đến khi nào? Niên ma ma thêm hương mới vào trong lò, đáp, hoàng hậu nương nương nói, đã là cầu phúc cho ninh tần và hoàng tự, Đương nhiên là phải ở đến khi nàng ấy tỉnh dậy rồi nói tiếp. Triệu Nhạn Lăng không thể tin, nói, nếu nàng ta vẫn không chịu tỉnh, chẳng lẽ bắt bổn cung qua đêm ở đây sao? Niên Ma Ma không đáp, sau khi thêm hương xong, liền xoay người bước ra đại điện, hạ lệnh đóng cửa. Người của Chiêu Dương điện đã bị đuổi ra ngoài từ lâu, bên trong điện trống rỗng chỉ còn một mình Triệu Nhạn Lăng, đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi. Lúc sau, không còn ai coi ngó, Triệu Nhạn Lăng cũng không thèm quỳ nữa thuận thế ngồi trên nệm, ôm đầu gối. Ánh nến chiếu lên tượng Phật, nửa người chìm trong bóng tối, vốn dĩ là một tượng Phật vô cùng trang nghiêm nhưng lúc này lại có chút đáng sợ. Mưa gió càng lớn, thổi xuyên qua khe hở cửa sổ, phát ra từng tiếng rít khiến người khác sởn gai óc. Mùi đàn hương ngập tràn đại điện, mùi hương thanh tịnh nay trở nên dày đặc, nồng hơn. Triệu Nhạn Lăng cảm thấy mùi hương gỗ đàn này có gì đó khác lạ, nhưng lại không thể nói được nó là chỗ nào nàng ôm gối càng chặt hơn, thân thể rã rời, mơ mơ màng màng nâng mắt nhìn lên. Nhưng nàng lại phát hiện tượng Phật vốn dĩ đang xót thương chúng sinh, không biết từ khi nào đã biến thành lệ quỷ hung tận. Giọng nói như bị ai đó bóp nghẹn, nàng muốn hét lên nhưng lại không phát ra tiếng gì. Triệu nhạn lăng dụi mắt lại nhiều lần thì phát hiện tượng Phật vẫn vậy, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Một nửa số nến bị gió thổi thắt, nàng giật mình đầy sợ hãi, vội quay đầu lại, thì thấy xung quanh mình toàn là đống lửa xanh của quỷ tựa như đang ở trong bãi tha ma mưa to không ngớt bên trong hương khói dày đặc dường như đâu đó có mùi hôi thối ngoài cửa sổ lại có tà áo trắng lướt qua sau đó hình như còn truyền đến tiếng đập cửa yếu ớt phật đường được xây dựng ở nơi vắng vẻ nhất trong cung dưới trời mưa to những ai không phận sự thì sẽ không đến đây cho nên dù có la khản cổ cũng bị mưa gió nuốt chửng tuy có che dù nhưng vì mưa gió quá lớn nên khi hoài ngọc trở về Sim y đã ướt đẫm vạt áo không ngừng nhỏ giọt chỉ chừng nửa khắc đã ướt nhẹp vân kiều mặc trung y mỏng manh mái tóc dài hất ra đằng sau dưới ánh đèn nàng mịn màng giống như tơ lụa cao cấp nàng nhìn qua cửa sổ khép hờ ngắm mưa dưới hiên không quay đầu lại hỏi sao rồi hoài ngọc thất giọng trí huyển mê hương cực kỳ lợi hại cùng với những thủ đoạn nhỏ kia nàng ta sợ đến mức tâm thần bấn loạn, những gì ngài muốn biết nô tài đều đã hỏi xong. Chương 50, Thánh Thượng không cần đại cục nữa sao? Edip, khả khả. Lúc trước, Lật Cô đã hy sinh thân mình để trắng mũi tên cho nàng, chết không rõ ràng. Vân Kiều biết Bùi Thừa Tư sẽ lấy đại cục làm trọng, cho nên nhân lúc ra ngoài cung tưởng nhớ Lật Cô, nàng đã đến tìm Trần Cảnh. Trần Cảnh đưa ra câu trả lời hợp tình hợp lý nhưng Vân Kiều vẫn không tin hoàn toàn, cho nên mới giả thần giả quỷ thử như vậy. Triệu Nhạn Lăng là đại tiểu thư chưa từng trải qua sóng gió gì, tâm trí không kiên định, thường sẽ không chịu nổi sợ hãi. Vân Kiều tốn biết bao công sức, tự tay điều chế trí huyễn mê hương, rồi trộn nó vào đàn hương châm trong Phật đường. Hơn nữa, lúc nhỏ, Hoài Ngọc từng đi theo người nhà để du lịch, trong lúc sưu tầm vàng bạc đá quý, vô tình biết được thủ đoạn giả thần giả quỷ. Không quá khó để hắn hỏi được mọi chuyện từ miệng của Triệu Nhạn Lăng. Lời của Trần Cảnh nói đều là thật, thậm chí có thể nói, hắn chưa từng lừa nàng. Lúc trước, Ngô Kỳ vô tình biết được nàng muốn đưa Lật Cô ra ngoài cung trước tiết Thanh Minh. Ở tầng lâu sở quán, hắn gặp được Triệu Đạt, thuận miệng nhắc đến chuyện này. Hắn biết ân oán của Lật Cô và Triệu Đạt, cho nên làm bộ nói đùa, bảo Triệu Đạt nhân cơ hội này báo thù. Triệu Đạt nghe xong lập tức ghi nhớ. Lúc trước Triệu Đạt bị Lật Cô đâm cho bị thương, suýt nữa không giữ được mạng sau khi tỉnh lại hắn phải nằm trên giường tỉnh dưỡng một thời gian dài nhưng vân kiều lại cố tình giữ lật cô ở biệt viện sau đó lại mang theo tiếng cung có thể nói là bảo vệ kính kẻ không cho hắn cơ hội để báo thù mấy năm gần đây hắn đã quen tung hoành ngang dọc trước giờ hắn đều là người có thù tất báo ghi hận trong lòng triệu đạt đoán được lật cô thừa dịp gần đến thanh minh nên xuất cung đương nhiên là muốn dân hương cho nữ nhi chết sớm kia sau đó hắn quyết định cho người bố trí thích khách suốt cả đêm. Triệu Nhạn Lăng bị kinh sợ, nói năng lộn xộn, lúc sau bị dọa đến mức ngất xỉu. Về phần muốn giết Vân Kiều là sớm đã có dự tính hay thuận đường, xử luôn thì chưa biết được. Thấy Hoài Ngọc lộ ra vẻ xấu hổ, Vân Kiều cười khẽ, điều này cũng không quan trọng, ta không để tâm. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Nói xong, nàng lại phân phó, đi thay sim y đi, rồi nghỉ ngơi ta cho người chuẩn bị canh gừng cho ngươi, xua đuổi hàng khí. Hoài Ngọc ngẩn người, ngay sau đó liền rũ mắt. Có lẽ vì xuất thân bần hàn, cho nên Vân Kiều hay ân cần quan tâm hạ nhân, mặc dù nàng là hoàng hậu nhưng chưa từng kiêu căng, đối xử với hạ nhân bên cạnh vô cùng ôn tồn và nhã nhặn. Mấy năm ở trong cung, Hoài Ngọc đã quá quen với thói đời khắc nghiệt, đừng nói là chủ tử, ngay cả thái giảm trưởng sự thôi cũng đã hất mặt lên trời rồi. Tuy hắn sớm đã nghe nói Trần Thái Hậu đối xử với hạ nhân rất rộng lượng, nhưng khi hầu hạ bên cạnh nàng rồi mới biết cảm giác đó là thế nào. Thấy hắn vẫn đứng yên bất động, Vân Kiều thắc mắc, sao vậy? Hoài Ngọc hơi do dự, hắn thấp giọng nói, buổi tối gió lạnh, nương nương cũng nên đi nghỉ sớm thôi. Kỳ thật, hắn không nên nói như vậy, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nói ra khỏi miệng. Đọc phun tại truyền phung vn Cửa sổ mở hé, gió đêm mang chút nước mưa xuyên qua hành lang tạt vào trong. Trung y mỏng manh bị ướt một vùng, chỉ là vừa rồi nàng đang miên mang nghĩ đến một chuyện nên không để ý đến. Sau khi Hoài Ngọc nhắc nhở, Vân Kiều hời hợt đáp, biết rồi. Đợi hắn lui ra ngoài, Vân Kiều mới thu lại chiếc khăn nhỏ lật cô đã theo ở trên bàn, rồi cục lại mái tóc dài để trước ngực, sau đó tự đi nghỉ. Ngày hôm sau thức dậy, có một tin tức khiến nàng phải tỉnh táo tức thì. Ninh Tần đã tỉnh rồi, nhưng hài tử trong bụng không thể giữ được. Niên ma ma nói. Vân Kiều sững sờ tại chỗ. Khi Triệu Nhạn Lăng tức giận và uất ức lên án, nàng cũng từng nghĩ, có phải việc này là do ngu nhiễm cố ý hãm hại. Nhưng hiện giờ hình như nàng đã đánh bay suy nghĩ này. Cho dù ngu nhiễm có hận Triệu Nhạn Lăng đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể lấy hoàng tự ra đùa giỡn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nàng đang cân nhắc thì niên ma ma lại nói thêm, đêm qua mưa lớn. Thục Phi quỳ đọc kinh ở Phật đường bị cảm lạnh, sáng nay khi phát hiện ra thì nàng đã hôn mê bất tỉnh vì sốt cao. Đã đưa về chiêu dương điện, thỉnh Thái Y đến khám. Lời nói vô cùng hợp tình hợp lý, lặng lẽ che giấu chuyện đêm qua. Tựa như chuyện rất đổi bình thường trong hoàng cung này. Lúc trước, khi Triệu Nhạn Lăng kêu căng ngạo mạn trước mặt Vân Kiều, tùy tiện khinh thường người khác, chắc có lẽ nàng ta sẽ không thể ngờ rồi sẽ có một ngày đến lượt mình vân kiều gật đầu nàng rửa mặt chải đầu rồi ăn chút cháo trắng sau đó đi đến an khánh cung nàng biết những thủ đoạn vụng về của mình có thể sẽ qua mặt được người khác nhưng tuyệt đối không thể thoát được cặp mắt của thái hậu cho nên khi đến thỉnh an nàng khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng đọc phun tại trinhfun vn cũng may thái hậu không có ý truy cứu chuyện này đối với việc ninh tần sảy thai tuy thái hậu có hơi bất ngờ nhưng cũng không tiếc nuối mấy dù sao thì hài tử này cách Trần gia 8 sào cũng không tới. Nếu nó được sinh ra, thậm chí có thể gây trở ngại cho Trần gia. Còn về ngu nhiễm, Thái hậu nhìn Vân Kiều thật lâu, cuối cùng nói, ngươi tự liệu mà làm. Vân Kiều không ngờ mình dễ dàng thoát tội đến vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng cũng có nghi ngờ, hình như Trần Cảnh đã nói gì rồi, cho nên thái độ của Thái hậu mới khác thường như vậy. Tuy chỉ mới bước qua 30 nhưng trần cảnh đã là người cầm quyền của trần gia đến cả thái hậu cũng đa phần nghe theo lời hắn đây cũng là lý do lúc trước vân kiều kiên quyết đến tìm trần cảnh mặc kệ nguyên do là gì ít nhất nàng đã trót lọt chỗ thái hậu kế tiếp nàng phải đối mặt với bùi thừa tư tuy bùi thừa tư không thường xuyên quản chuyện hậu cung nhưng chỉ cần muốn điều tra đương nhiên sẽ tìm ra dấu vết còn sót lại hắn sẽ biết nàng đã động tay động chân vào phật đường nhưng vân kiều nghĩ cho dù bùi thừa tư biết sự thật đi chăng nữa hắn cũng sẽ không nói gì từ lúc bắt đầu bùi thừa tư giữ lại triệu gia cũng chỉ vì thế lực của bình hầu lớn không thể triệt hạ trong một sớm một chiều được hơn nữa hắn cũng cần một gia tộc lớn để kìm hãm trần gia tránh để trần gia bành trướng không ngoài dự đoán sau khi bãi triều bùi thừa tư liền đến thanh hòa cung hậu cung xảy ra chuyện lớn hai phi tần liên tiếp hôn mê còn không giữ được long tự vân kiều thân là hoàng hậu đương nhiên không thoát được căn hệ chí ít cũng là tội quản không nghiêm nhưng bùi thừa tư không trách nàng sau khi hỏi qua tình hình cụ thể hắn chỉ nói đợi cho thục phi tỉnh dậy cấm túc nàng nửa năm chỉ bằng một câu hắn dễ dàng cho qua chuyện này dễ như trở bàn tay bùi thừa tư đã ra mặt giải quyết nàng đỡ phải suy nghĩ nên xử phạt thế nào vân kiều nhẹ thở ra người của chiêu dương điện đã truyền tin ra ngoài vân kiều ngẫm nghĩ trầm tư nói có lẽ lúc này bình hầu đã biết chuyện nói không chừng họ sẽ nổi trận lôi đình hận không thể giết được nàng đọc phun tại phung vn nàng chưa từng giao tế với bình hầu nhưng để giáo dục ra loại nhi tử như triệu đạt những năm gần đây ý thế hoành hành ngang dọc hãy biết bao mạng người thì có gì tốt lành ánh mắt bùi thừa tư nhìn nàng muốn nói rồi lại thôi vân kiều chạm vào mắt hắn nàng liền hiểu rõ ngươi đã biết rồi nàng không nói rõ điều gì nhưng Bùi Thừa Tư vẫn hiểu ý nàng, hắn gật đầu nói, đúng vậy. Vân Kiều không nhìn hắn, chuyện tâm uống trà. Nàng phí bao công sức để sắp xếp chuyện này là vì, Bùi Thừa Tư dừng một chút, thấp giọng nói, muốn hỏi cho rõ chuyện lúc trước sao? Chuyện lúc đó rõ ràng là sai rành rành nhưng hắn lại giải quyết qua loa. Vân Kiều không trả lời, cũng không phủ nhận, coi như là ngầm thừa nhận. Trong không gian yên tĩnh, giống như Bùi Thừa Tư đang tự nói chính mình hệt như vai diễn độc thoại. Triệu Đạt không muốn giết nàng. Bùi thừa tư khó khăn mở miệng, ngày đó, vốn dĩ nàng muốn đi tìm Nguyên Anh, chỉ là không ngờ nàng lại đi cùng hạ nhân ra ngoại ô viếng mã. Hắn cho người mua sát thủ chỉ vì muốn thanh toán thù hận với lật cô. Ở khoảng cách xa, thích khách không thể phân biệt được nàng và lật cô, trời xuôi đất khiến mới xảy ra cớ sự như vậy. Vân Kiều nghi hoặc nhìn hắn người ta sai đi điều tra chuyện này không chỉ có một mình trần cảnh mà còn có ám vệ của hoàng gia bùi thừa tư giải thích lúc sau ta cũng từng cảnh cáo bình hầu bảo hắn phạt triệu đạt cho thật nặng để chuộc tội vì đã động đến nàng nếu triệu gia thật sự cố ý hại nàng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn lời giải thích này nghe cũng hợp lý nhưng vân kiều lười phân biệt thật hay giả cũng không thèm để tâm chỉ cười trào phúng cho đến giờ này ngươi vẫn không rõ sao Ta hận triệu gia không phải vì bọn họ muốn giết ta, mà vì bọn họ đã giết lật cô. Đọc phun tại phun vn Trong mắt bùi thừa tư, lật cô hèn mọn như cỏ rác, không đáng để nhắc tới. Nhưng trong mắt vân kiều thì không như vậy. Vân kiều không bắt buộc bùi thừa tư đồng cảm với nàng, cũng không hề trông đợi hắn sẽ làm gì cho nàng, thù của nàng, nàng sẽ tự báo. Giết triệu đạt có thể khiến nàng nguôi giận sao? Đột nhiên bùi thừa tư hỏi vân kiều im lặng một lúc rồi cười lạnh có lẽ vậy nhìn thấy biểu cảm này của nàng bùi thừa tư đã biết đáp án là không hề chuyện của hắn và vân kiều không phải chỉ giết một triệu đạt là có thể giải quyết được nhưng hắn vẫn nhượng bộ vậy tùy ý nàng vân kiều nhướng mày thánh thượng không cần đại cục nữa sao nếu thật sự giết triệu đạt sẽ tương đương với việc trở mặt với bình hầu cho nên chỉ có thể phế bỏ triệu gia không những bị liên lụy diện rộng đã thương căn cơ, mà còn đảo lộn hết bố cục hắn đã an bài. Không cần. Chương 51, giống như thế thân của hắn. Edip, khả khả. Lúc trước, Vân Kiều cẩn trọng theo lương ma ma học quy cũ, tập luyện thư pháp tẻ nhạt, dù rằng nàng chưa từng oán hận nửa lời nhưng trong thâm tâm luôn mong chờ bùi thừa tư dỗ dành nàng. Hắn không cần làm điều gì lớn lao, chỉ cần một chút lời ngon ngọt dỗ dành cũng được rồi. Nhưng chưa bao giờ hắn làm. Khi đó, bùi thừa tư xem trọng đại cục và triều chính hơn bất cứ thứ gì. Khi ở trước mặt nàng, hắn là cửu ngũ chí tôn vô cùng bận rộn, đôi khi lại là một phu tử khắc khe, không hề xuất hiện phu quân ôn hòa trong trí nhớ của nàng nữa. Vân Kiều chỉ đành nhủ thầm với bản thân, không sao cả. Bùi thừa tư gạt bỏ mọi ý kiến của triều thần, giúp lòng mang hậu vị đến cho nàng, đương nhiên nàng phải gánh vác trọng trách lên vai, không thể phụ lòng tin của hắn. Nàng còn nghĩ, ở trong triều bùi thừa tư không căn cơ và không có thân tín, cho nên nàng không thể làm khó hắn. Còn về khó khăn của nàng, chỉ cần không gây ầm ĩ, bùi thừa tư cũng sẽ không để tâm lắm. Cho đến khi nàng nản lòng, quyết liệt chặt đứt vướng mắt giữa hai người, xé rách sự bình yên một nát kia, bùi thừa tư mới chịu hạ mình cuối người nhìn nàng, nhìn thấy được những điều bao lâu nay mình đã xem nhẹ. Nếu là trước đây, khi biết bùi thừa tư từ bỏ đại cục vì mình, có lẽ vân kiều sẽ cực kỳ vui sướng đến mức nằm mơ cũng có thể cười tích mắt, rồi sau đó sẽ khuyên hắn không cần phải làm như vậy đâu. nhưng hiện tại vân kiều chỉ muốn cười cười bản thân mình trước đây và cười bùi thừa tư hiện tại. vân kiều không quan tâm rốt cuộc bùi thừa tư đang nghĩ gì, mặc kệ là xuất phát từ ấy nấy hay để lót đường cho sau này, chỉ cần có thể báo thù được cho lật cô là được rồi. sau khi làm xong chuyện này, nàng sẽ mượn tay trần cảnh để rời cung cuộc đời sau này sẽ không có bất kỳ điều gì liên quan đến hắn theo lệnh của bùi thừa tư chuyện của hai nhà triệu ngu đã được giải quyết xong sau khi ngu nhiễm tỉnh lại nàng ta không rời khỏi tê hà điện nghe nói là vừa tổn thương thân thể vừa tổn thương tinh thần cho nên nằm liệt trên giường dậy không nổi về phần triệu nhạn lăng chuyện ở phật đường đêm đó dọa cho nàng mất nửa cái mạng sau khi tỉnh dậy tinh thần hoảng loạn phải uống canh an thần vài ngày mới có thể dần khôi phục lại nhưng nàng bị phạt cấm túc nửa năm cho dù không cam lòng thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể bị nhốt bên trong mặt khác hai vị phi tần còn lại vốn không thích gây chuyện bị chuyện này làm cho kinh sợ càng thêm an phận hoàng cung ban đầu không mấy náo nhiệt giờ đây khôi phục lại dáng vẻ yên ắng bên trong hoàng cung giống như hồ sâu không thấy đáy hòn đá vô tình rơi xuống tạo thành chút gợn sóng không bao lâu liền khôi phục lại trạng thái ban đầu giống như chưa từng phát sinh chuyện gì giờ ngọ vào giữa hè có chút nóng bức nhưng lại khiến người khác mơ màng muốn ngủ vân kiều nằm trên giường trong thư phòng nghỉ ngơi bên ngoài có tiếng ve râm rang vọng vào khiến tâm trạng nàng càng thêm bức bối cửa bên ngoài bị đẩy vào động tác vô cùng nhẹ gần như không gây ra tiếng động gì vân kiều nâng mắt nhìn sang quả nhiên nàng nhìn thấy hoài ngọc đang rón rén đi vòng qua bức bình phong có lẽ hắn không nghĩ nàng còn thức khi đối diện với ánh mắt của nàng hắn mở to mắt đầy kinh ngạc sau đó hành lễ vấn an, dựa theo phân phó của ngài, nô tài đã sắp xếp xong. Tốt. Vân Kiều nghiêng người gối lên cánh tay, vui vẻ đáp lại. Sau đó nàng đưa tay chỉ đĩa trái cây đặt trên bàn sứ trắng, nó đã được ướp lạnh, người mang đi, có tác dụng giải nhiệt. Hoài Ngọc Nương theo ngón tay mảnh khảnh của nàng nhìn sang, liền ngơ ngác. Hiện giờ ở Thanh Hòa Cung, hắn quản rất nhiều chuyện, hắn biết Vân Kiều đang điều dưỡng thân thể, nên cho dù mùa hè nóng bức thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không chạm vào đồ lạnh mà mâm trái cây này chưa hề bị động đến có lẽ là chuẩn bị riêng cho hắn hắn ra ngoài cung làm việc trong tiết trời nắng gắt trung y mặt trên người đã ướt đẫm giống như bị phơi nắng hái má có dấu hiệu sưng đỏ đau nhức âm ỉ nhưng giờ này hắn lại không cảm thấy mệt mỏi tạ nương nương đã quan tâm hoài ngọc cúi đầu tạ ơn hắn không lấy trái cây rời đi ngay mà hỏi lại nương nương không thể nghỉ ngơi được là vì tiếng ve bên ngoài sao. Hắn đang bày ra tư thế, chỉ cần Vân Kiều gật đầu một cái, hắn lập tức cho người bắt hết đám ve kia lại. Không hẳn như vậy, Vân Kiều đè đè ấn đường, lắc đầu cười nói, là do tâm của ta không tỉnh, những con ve này không ảnh hưởng gì nhiều. Nàng trở mình, sa y màu xanh biết rủ xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn như củ sen. Hoài Ngọc giống như bị đốt mắt, hoảng loạn dời tầm mắt vân kiều nhắm mắt một hồi vẫn không thể ngủ được khi nàng mở mắt thấy hoài ngọc vẫn còn ở đó nàng cũng không đuổi hắn đi thuận miệng hỏi ngươi từng học đàn sao lúc nhỏ có học qua nhưng mấy năm rồi chưa động vào hơn phân nửa đã quên hết hoài ngọc cẩn thận nói mấy ngày nay ở gần vân kiều ít nhiều gì cũng biết chút chuyện của hoài ngọc nếu như trong nhà không gặp biến cố có lẽ hắn có thể bình yên trưởng thành sẽ là một công tử tuấn tú nho nhã chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, khiến hắn lưu lạc đến tình cảnh này. Điều hiếm thấy là, Hoài Ngọc không vì vậy mà gục ngã, than trời trách đất, mà sâu trong xương cốt hắn là ý chí kiên cường. Giống như cỏ dại ở ven đường, cho dù bị người ta dẫm đạp tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa, chỉ cần còn rễ ở đó, nó vẫn có thể lớn lên được. Không có quá nhiều giả tâm, nhưng cũng không phải tầm thường. Không sao. Vân Kiều không bận tâm, nói, ra ngoài có đàn, đàn một khúc cho ta nghe trong phút chốc hoài ngọc do dự nhìn thấy vân kiều nhắm mắt lại hắn không nỡ từ chối hắn lẳng lặng vòng qua bức bình phong lúc này mới phát hiện cây đàn vốn dĩ đã xếp xó từ lâu nay lại nằm ngay ngắn trên bàn dạo trước gia đình hắn buôn bán đồ cổ lúc nhỏ được nhìn thấy nhiều thứ cho nên ánh mắt của hắn cũng không tồi vừa nhìn thấy đàn hắn khá chắc chắn đây là đàn cổ của tiền triều để lại đầu ngón tay lướt qua dây đàn rung lên vang lên âm thanh dễ nghe. Đã nhiều năm rồi, Hoài Ngọc chưa từng động đến đàn, lúc đầu chạm vào có hơi không quen, khiến tiếng đàn đứt quãng, lạc nhịp. Nhưng không lâu sau, hắn đã quen dần, tiếng đàn mềm mại êm đềm hơn, là khúc an thần. Tiếng ve ồn ào từ bên ngoài bị che lấp, bất giác Vân Kiều đã chìm vào giấc ngủ. Vừa bước vào thanh hòa cung, bùi thừa tư loáng thoáng nghe được tiếng đàn, có chút bất ngờ. Bởi vì Vân Kiều không có thiên phú về âm luật, nàng đi theo nữ tiên sinh học một thời gian, cũng chỉ đàn được vài khúc cơ bản. Cho dù hắn đặc biệt tìm đàn cổ tiêu vĩ về cũng không có tiến bộ gì. Bùi thừa tư ngăn không cho cung nhân thông truyền, tự mình đi theo tiếng đàn đến thư phòng. Lúc đẩy cửa ra, hắn phát hiện nội thị mặt thanh y ngồi ở đó đánh đàn. Tiếng đàn đột ngột dừng lại, nội thị kia vội quỳ xuống, cúi đầu thật thấp thỉnh an. Từ lâu, bùi thừa tư đã biết Vân Kiều có thu nhận một nội thị tên là Hoài Ngọc, còn báo thù cho gia đình hắn lật lại nợ của bắt giam nội sự trần cát đưa vào đại lao đợi sang thu sẽ xử trảm nhưng hắn không truy cứu chỉ nghĩ vân đang muốn thể hiện quyền lực bồi dưỡng tâm phúc cho đến khi vừa rồi cuối cùng bùi thừa tư cũng nhìn rõ dung mạo của hoài ngọc lúc nhìn thấy y có rất nhiều cảm xúc trong hắn nổi lên kinh ngạc đến độ nói không nên lời ngươi bùi thừa tư dừng một chút sau đó khó khăn nói tiếp ngẩng đầu lên hoài ngọc biết chuyện này không xong rồi xong hắn không có lựa chọn nào khác chỉ đành nghe theo hắn ngẩng đầu lên đôi mắt cụp xuống tránh né ánh mắt của bùi thừa tư ánh mắt của bùi thừa tư dần lạnh đi buồn phiền trong lòng càng mãnh liệt hơn hai loại cảm xúc đang dằn xé nhau tựa như muốn làm hắn mất khống chế hắn muốn chất vấn vân kiều vì sao lại giữ nội thì có dung mạo giống hắn ở bên người xong hắn lại muốn lập tức cho người áp giải nội thì xuống từ nay về sau không được xuất hiện ở Thanh Hòa cung nữa, để mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được. Bùi Thừa Tư biết nếu hắn phạt người bên cạnh Vân Kiều, chỉ khiến nàng càng giận thêm. Quan hệ của hai người giờ đây không thể chịu thêm được bất kỳ khúc mắc nào nữa. Ai cho ngươi động vào đàn này? Bùi Thừa Tư hỏi. Hoài Ngọc lại gục đầu xuống, thấp giọng giải thích, nương nương thấy tiếng ve bên ngoài ồn ào, khó đi vào giấc ngủ nên lúc này mới lệnh cho nô tài đánh đàn bùi thừa tư ngây người hắn quay đầu lại thấp thoáng nhìn thấy có người nằm trên giường đằng sau tấm bình phong không động đậy tựa như đang ngủ say hắn bình tĩnh lại hắn biết lúc này không phải là lúc nên truy cứu âm giọng hạ thấp xuống theo bản năng ra ngoài đi hoài ngọc cung kính lui ra ngoài trong phòng chỉ còn lại hai người không gian chìm vào yên tĩnh chỉ có tiếng ve vọng lại bùi thừa tư phủ tay lên đàn nhưng vẫn không nhúc nhích. Hắn giỏi âm luật, khi còn ở Bình Thành, thỉnh thoảng sẽ đánh đàn cho Vân Kiều nghe. Đương nhiên, khúc tan thần hắn đánh rất nhuần nhuyễn. Chỉ là, hắn tưởng tượng đến tên nội thị kia vừa ngồi ở chỗ này, cảm giác lại khó chịu. Bùi thừa tư nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc Vân Kiều nghĩ gì mà lại giữ một người như vậy ở bên cạnh. Mặc kệ nàng nghĩ thế nào, thì đáp án cuối cùng vẫn khiến hắn nghẹn họng. Trong phòng truyền đến động tĩnh, Vân Kiều trở người sau tấm bình phong, giống như sắp thức. Bùi thừa tư do dự một lát, sau đó rung dây đàn, đánh một khúc an thần thanh tâm khác để trấn an nàng. Vân Kiều ngủ say, đến mức không hề hay biết chuyện xảy ra ở gian ngoài. Mãi đến sau giờ ngọ mới tỉnh dậy. Nàng dụi mắt, nghe thấy tiếng đàn trong phòng vẫn chưa dừng, xuyên qua mành trúc nàng nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, bèn mở miệng, đến giờ này rồi, ngươi không biết lén lút lười biến sao giọng nói mang theo ý cười bất đắc dĩ vì mới vừa thức giấc âm giọng có hơi khàn nhưng ngữ điệu lại vô cùng dịu dàng bùi thừa tư nghe được liền ngẩn ra đã lâu rồi hắn chưa nghe vân kiều nói chuyện như vậy không biết từ khi nào đứng trước mặt hắn vân kiều ngày càng ít cười từ sau khi trở mặt với hắn nàng cũng không còn những biểu cảm giả dối nữa một chút ý cười cũng lười trưng ra cho đến lúc này bỗng nhiên bùi thừa tư mới ý thức được hóa ra bên trong nàng vẫn mềm mại dịu dàng giống như trước. Chỉ là không lộ ra trước mặt hắn thôi. Sự thật này khiến hắn cảm thấy ghen ghét tên nội thị hoài ngọc kia, thù địch ban đầu bị hắn đè xuống giờ đây lại trỗi dậy. Vân Kiều dụi mắt, nàng không thấy hoài ngọc tiến đến dân trà như mọi khi, sau khi tiếng đàn dừng lại thì không có động tĩnh gì nữa, lúc này nàng mới phát giác có gì đó không đúng. Vân Kiều xỏ giày theo, nghi ngờ vòng qua bình phong, sau đó sững sờ tại chỗ bùi thừa tư yên lặng nhìn nàng ánh mắt u ám bất định hai người không ai nói gì cuối cùng vân kiều thức tỉnh trước nàng xoay người quay về lại nội thất bùi thừa tư thấy vậy liền lên tiếng ngăn nàng giọng hắn trầm thấp nàng dưỡng nội thì kia là có ý gì hắn dùng từ rất mờ ám vốn vân kiều đã không được vui nàng lập tức đanh giọng hỏi ngược lại vậy lời này của ngươi là có ý gì chi bằng cứ nói thẳng ra bùi thừa tư nói không nên lời bình tĩnh xem xét lại hắn không nghĩ vân kiều thật sự coi trọng nội thị này chỉ là trong lúc nhất thời hắn không kiềm chế được cảm giác chua xót trong lòng cho nên mới chất vấn nàng ngươi không cần phải nghi thần nghi quỷ vân kiều không muốn chọc giận bùi thừa tư để rồi hại hoài ngọc nàng cẩn thận tìm từ nói ta giữ lại hắn cùng lắm chỉ vì hắn làm việc nhanh nhẹn nếu ngươi cảm thấy thanh hòa cung này chỉ có thể cài người của ngươi thì cứ việc đuổi hắn đi Bùi thừa tư bị nàng làm cho á khẩu không thể đáp lại được gì, chỉ cố giải thích, nàng biết là ta không có ý này mà. Hắn không ngại để Vân Kiều dưỡng tâm phúc, chỉ là hắn không thể chấp nhận được nội thị này giống như thế thân của hắn. Chương 52, hiện tại ta không thích, cũng không có kiên nhẫn nghe. Edip, khả khả. Nếu như thường ngày, bùi thừa tư sẽ không để nội thị kia vào mắt. Chỉ là khi hắn đẩy cửa thư phòng, nhìn thấy khung cảnh kia, không hiểu sao hắn lại nhớ đến những ngày sống ở bình thành lập tức xuất hiện bóng ma tâm lý khi ấy phần lớn thời gian hắn dùng để ôn thi chuẩn bị cho khoa cử không có thời gian rảnh rỗi nhưng sau khi vân kiều biết hắn giỏi đánh đàn nàng quay lại trấn bên nói có mối làm ăn lớn trong lúc hứng chí nàng chi nửa số tiền mình kiếm được để mua đàn hắn cảm thấy không cần thiết bảo vân kiều trả lại đàn rồi mua y phục trang sức cho mình nhưng vân kiều không chịu nàng cong mi mắt cười nói ta mua đàn để thỏa mãn yêu thích của bản thân chàng đừng phí lời khuyên ta chi bằng đàn một khúc cho ta nghe đi hắn nói không lại vân kiều lại thấy nàng tràn đầy mong đợi nên đành giữ đàn lại lúc rảnh rỗi sẽ đàn cho vân kiều nghe vân kiều không thạo nhạc lý cũng lười nghiên cứu chỉ nghe cho vui thỉnh thoảng nàng chống cầm nhìn hắn đến ngay người nếu qua giờ ngọ nàng nghe hắn đàn thì nàng sẽ ngủ gục những lúc như vậy hắn chỉ đành ngừng lại bế nàng lên giường để nàng ngủ được thoải mái hơn. Từ sau khi vào kinh, cả ngày bùi thừa tư đều vùi mình vào chính vụ, không có thời gian rảnh, Vân Kiều cũng hiểu chuyện không nhắc đến, cứ như vậy chuyện này bị gác sang một bên. Vừa rồi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy nội thì có dáng vẻ tương tự mình đánh đàn cho Vân Kiều ngủ, trong lòng bùi thừa tư trùng xuống, mơ hồ sinh ra cảm giác lo lắng. Bùi thừa tư vẫn luôn biết rõ, thật ra, người Vân Kiều thích chính là tiến Đình lúc trước cùng bên nàng lúc khó khăn chỉ là từ khi hắn nhập kinh hắn đã vứt bỏ bản thân của trước kia từng bước đi xa không thể quay đầu nhưng hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một nội thị như vậy nội thị này lúc nào cũng ở bên cạnh hầu hạ vân kiều y đánh đàn cho nàng giải khuây làm cho người nàng nhẹ nhõm thoải mái chẳng phải còn giống kiến đình hơn cả hắn sao sự thật này khiến bùi thừa tư không có cách nào bình tĩnh để đổi mặt với sự việc này nhưng hắn cũng không dám xử lý theo thói quen bởi vì với cách thức của hắn, Vân Kiều tuyệt đối sẽ không chấp nhận được. Vì vậy, chuyện này đành tạm thời gác lại ở đây, hóa thành cây gai đâm vào ít hầu hắn, chỉ nghĩ đến thôi là cực kỳ khó chịu. Từng giây từng phút nhắc nhở hắn nhớ, hiện tại, thậm chí hắn còn không bằng một tên nội thị ti tiện. Sau khi bùi thừa tư rời đi, Vân Kiều lập tức cho người tìm Hoài Ngọc về, hỏi rõ chuyện đã xảy ra ban nãy. Hoài Ngọc kể, bùi thừa tư đến đây, bắt gặp mình đang đánh đàn sau đó hắn quan sát phản ứng của vân kiều việc này vân kiều suy tính một hồi nàng cảm thấy việc này không khả quan lắm cho dù nhất thời bùi thừa tư không truy cứu nhưng không thể đảm bảo được khi hắn kích động lên hắn sẽ làm trái lẽ thường nàng thoáng do dự sau đó hỏi hoài ngọc ngươi có muốn rời cung không hoài ngọc không có ý định rời đi nhưng khi nghe nàng nói lời này hắn khẽ thở ra ngày đó vân kiều uống thuốc hoa hồng nàng đuổi hết hạ nhân trong thanh hòa cung ra, chỉ để một mình hắn ở lại trong phòng. Ban đầu, Hoài Ngọc cảm thấy khó hiểu, nhưng cách một lớp màn che, hắn nghe được những lời cắt đứt quyết liệt của Vân Kiều với bùi thừa tư, hắn cũng mơ hồ hiểu được. Bởi vì hắn có dung mạo hao hao giống thánh thượng cho nên mới lọc vào mắt hoàng hậu. Kể từ đó về sau, mỗi khi Vân Kiều đối xử tốt với hắn, hắn có cảm động, xong, lại nghĩ có phải nàng đối xử tốt với hắn là vì thánh thượng nàng giữ lại hắn là để trả thù thánh thượng. Cho đến hôm nay, khi nghe Vân Kiều dốc lòng tính toán cho hắn, muốn hắn rời đi thì chút ngờ vực ban đầu đã tan thành mây khói, tảng đá treo trong lòng cũng được hạ xuống. Vân Kiều không biết suy nghĩ phức tạp trong lòng Hoài Ngọc, thấy hắn không những không hoảng hốt mà ngược lại còn lộ ra nụ cười khó hiểu, mơ hồ mang theo cảm giác mỹ mãn. Ta không nói đùa với ngươi, Vân Kiều nghiêm túc nhìn Hoài Ngọc, dường như nàng rất khó mở miệng, nàng dừng một lát rồi nói tiếp, ngươi là người thông minh có một số lời ta không cần nói ngươi sớm cũng đã đoán được sau sự việc hôm nay ngươi ở lại trong cung cũng không an toàn nếu sau này ngươi thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc chưa chắc ta có thể bảo vệ được cho ngươi bùi thừa tư đã không còn là người lương thiện như trước nữa thái độ hiện giờ của hắn sẽ không giữ được lâu nếu hắn tức giận muốn trở mặt e là sẽ lấy mạng hoài ngọc vì vậy vân kiều muốn đuổi người đi nhưng hoài ngọc dường như không hiểu được tình huống hiện tại cũng như không rõ khổ tâm của nàng hắn cứ vậy lắc đầu từ chối ngài còn cần nô tài hoài ngọc bình tĩnh nói nếu lúc này nô tài rời đi có một số việc ngài yên tâm giao cho người khác làm sao cho dù không yên tâm thì ta cũng sẽ có cách vân kiều không ngờ hắn lại có suy nghĩ như vậy nàng dở khóc dở cười nói ưu tiên việc khẩn cấp an nguy tính mạng của ngươi quan trọng hơn hoài ngọc im lặng một lúc sau đó hắn cười bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn biết Vân Kiều không hề có chút tư tình nào với mình. Nàng chính là một người như vậy, dù không phải hắn mà đổi lại là một người khác, nàng cũng sẽ đối xử như vậy. Nhưng sau ngần ấy năm gian khổ, chút ngọt ngào này cũng đủ để hắn nâng niu như báu vật. Đợi giải quyết xong Triệu gia, báo thù cho vị cô cô kia, không phải ngài cũng muốn đi sao? Hoài Ngọc thấp giọng nói, đến lúc đó nô tài sẽ rời cung nhìn thấy vân kiều vân không yên tâm hắn lại tiếp tục ngài yên tâm nô tài tự có chừng mực vân kiều không biết vì sao hoài ngọc tự tin như vậy nhưng thấy hắn đã hạ quyết tâm mặc kệ lời khuyên bảo của nàng nàng trừng mắt nhìn hắn bất lực nói nếu ngươi muốn đổi ý thì có thể báo với ta bất kỳ lúc nào được hoài ngọc mỉm cười đồng ý cơn mưa tầm tã trút xuống kéo dài hai ba ngày xua tan cái nắng nóng còn sót lại mỗi lúc rảnh rỗi Bùi Thừa Tư thường đến Thanh Hòa cung, dù không nhận được sắc mặt tốt của nàng, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, giống như đã trở thành thói quen. Vân Kiều nhìn hạt mưa tí tách rơi dưới mái hiên, hiếm khi nàng chủ động mở miệng đề cập đến chuyện mình muốn xuất cung một chuyến. Qua tai Bùi Thừa Tư giống như là chuyện đại sự, tiếng đàn lập tức dừng lại. Đợi đến khi hắn hiểu được ý của nàng là muốn ra cung đi dạo nửa ngày, chứ không phải rời khỏi hoàng cung, lúc này hắn mới nhẹ thở ra nếu nàng muốn ra ngoài thì hãy mang theo nhiều người một chút để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn bùi thừa tư bình tĩnh nói tuy hắn đưa ra được một lý do chính đáng nhưng cả hai đều rõ bùi thừa tư đang sợ nàng nhân cơ hội này rời đi sẽ không bao giờ quay trở về nữa vân kiều cười lạnh nếu ta không muốn mang theo thì sao bùi thừa tư biết suy nghĩ của mình đã bị nàng nhìn thấu hắn im lặng một hồi bất đắc dĩ giải thích mọi chuyện ta đều có thể nghe theo nàng nhưng chỉ có chuyện này là tuyệt đối không thể thật sao vân kiều hỏi lại ngay sau đó nói tiếp đã như vậy thì thỉnh sinh thánh thượng từ đây về sau đừng đến cung của ta đánh đàn nữa nếu ta thật sự muốn nghe đàn trong cung có rất nhiều con hát lành nghề ngẫu nhiên chọn một người đến là được cần gì ngài phải hạ mình đến đây ra vẻ tài giỏi vẻ mặt bùi thừa tư cứng đờ lúc trẻ ta cuốn lấy ngươi muốn nghe đàn là vì khi ấy ta thích ngươi cho nên mới tìm cái cớ để ở cùng vân kiều cười tự dẻo sau đó uyển chuyển nói tiếp nhưng hiện tại ta không thích nữa cũng không có kiên nhẫn để nghe khi ngươi thích một ai đó ngươi sẽ thấy mọi thứ của người đó đều hoàn hảo khi ngươi không thích người ta cho dù cố gắng đến mấy cũng sẽ nhìn thấy điểm không tốt lúc trước bùi thừa tư có được sự yêu thích của nàng nhưng hắn chưa từng quý trọng hiện giờ ngã xuống bùn cho dù dân cả trái tim đến cũng chỉ có thể bị dẫm đạp lúc trước hắn xem thường Vân Kiều, giờ đây nhận về gấp bội. Đau chém trên người mình mới có thể cảm nhận được đau đớn đến nhường nào. Bàn tay đặt trên đàn bất giác nắm chặt, dây đàn sắc bén cứ đứt tay, máu tươi đỏ rực đập vào mắt, giống như chuỗi hạt châu bị đứt, rơi xuống thân đàn. Dường như bùi thừa tư cũng chưa tỉnh ra, hắn xấu hổ nói, nàng không thích nghe, vậy ta không đàn nữa. Vân Kiều bị sắc đỏ kia làm chướng mắt, nàng vội dời mắt, vất áo bỏ đi thái giám tổng quản đứng ngoài cổng chờ nhìn thấy máu tươi đầm đìa trên bàn tay bùi thừa hắn sợ đến mức mặt mũi trắng bệch vội vàng gọi cung nữ mang nước và thuốc trị thương đến rồi sai người đi truyền thái y bùi thừa tư đưa tay lên nhìn nó thần sắc mệt mỏi nói không cần đâu hắn không thèm để ý thường tổng quản lại không dám trái lệnh tận tình khuyên nhủ nên thỉnh thái y đến xem nhỡ đâu phạm vào gân cốt bùi thừa tư nhớ lại phản ứng của vân kiều hắn hững hờ đáp xem như đây là hậu quả mà trẫm nên gánh thường tổng quản không dám nhiều lời âm thầm thở dài lúc này vân kiều rời cung không thể nào cải trang giản dị như trước nữa ngoài hoài ngọc và thanh đại ra nàng còn mang theo hai thị vệ bên người theo như hoài ngọc nói có lẽ còn có ám vệ đi theo thái độ của nàng ngày một cứng trắng ngoài mặt bùi thừa tư tỏ thái độ đánh mắng tùy ý nàng nhưng sau lưng lại đề phòng nàng giống như trộm cướp thân phận địa vị của bùi thừa tư với quyền lực trong tay, hắn sẽ không trực tiếp làm. Tuy nói Trần Cảnh đã đồng ý, sau này sẽ sắp xếp cho nàng một đường lui, nhưng Vân Kiều cũng không hoàn toàn đặt hết hy vọng lên hắn, tùy từng thời điểm nàng sẽ có tính toán riêng. Xe ngựa dừng lại, thị vệ lái xe bước xuống, cung kính mời, "Nương nương, đến phó gia rồi ạ." À. Từ sau khi Phó Dư hồi kinh, luận công ban thưởng, Bùi thừa tư thấy hắn không có ruộng đất ở kinh thành, cho nên thưởng thêm tòa viện này cho hắn nhưng rất ít khi hắn ở đây phần lớn là ở quân doanh mãi cho đến khi thiên thiên xuất cung nơi này mới có thêm chút ít khói lửa đây là lần đầu tiên vân kiều lại đây lão nô bột gác cổng đi vào thông truyền không bao lâu sau thiên thiên nhẹ bước ra đón đi bên cạnh còn có nguyên anh đã lâu rồi nguyên anh chưa gặp vân kiều lập tức nàng tiến lên nắm tay vân kiều giận dỗi nói khó khăn lắm ngươi mới được ra cung sao lại không đến gặp ta vân kiều vừa nhìn thấy nàng đã nở nụ cười lấy lòng ta nghĩ tiện đường đến gặp thiên thiên trước sau giờ ngọ sẽ đến nhà ngươi quấy rầy vậy thì còn được nguyên anh nhìn phía sau vân kiều ánh mắt chạm phải hoài ngọc nàng liền sửng sốt sau đó nàng vờ như không có việc gì cười nói lần này ra ngoài sao mang theo nhiều người thế này thiên thiên đã được nhắc trước nàng phân phó nô bột gác cổng lý bá đưa vài vị cung nhân đến phòng khách tiếp đãi cho chu đáo Hoài Ngọc và Thanh Đại mỉm cười cảm tạ, còn thị vệ lại ngập ngừng do dự. Vân Kiều liếc nhìn bọn họ, các ngươi yên tâm đi, bổn cung sẽ không để các ngươi khó xử. Chương 53, muốn triệu đặt thân bại danh liệt, vạn người thoá mạ. Edip, khả khả. Lý bá đưa cung nhân đến phòng khách để tiếp đãi, Nguyên Anh kéo tay Vân Kiều, đi cùng thiên thiên vào trong viện. Vừa mới quẹo qua hành lang, Nguyên Anh liền thay đổi sắc mặt, ta thấy sao mấy thị vệ kia giống đi theo để giám sát ngươi vậy vân kiều khẽ cười chắc là sợ ta bỏ chạy bọn họ không có cách nào quay về phục mệnh được khi nàng nói những lời này dáng vẻ rất bình thường tựa như đang nói đùa nhưng nguyên anh quá hiểu nàng cho nên không dễ bị lừa có phải ngươi và vị kia đã trở mặt rồi không nguyên anh chỉ chỉ về phía hoàng cung hạ giọng hỏi vân kiều nhìn nàng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc để tránh cho mọi người lo lắng, nàng chưa từng kể cho Thiên Thiên về những chuyện trong cung, cho nên không biết vì sao Nguyên Anh lại đoán ra được. Nguyên Anh nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Vân Kiều, nàng thở dài giải thích từ trước đến giờ người đối với vị kia luôn nhường nhịn, còn hắn lại càng muốn lớn tới, chuyện đến ngày hôm nay cũng không thể tránh được. Sau khi biết Tinh Phi Tần vào cung, Nguyên Anh thầm mắng Bùi Thừa Tư, đồng thời nàng cũng mơ hồ có linh cảm sớm hay muộn gì Vân Kiều và Bùi Thừa Tư cũng sẽ có chuyện không thể kéo dài được lâu. Hôm nay, vừa nhìn thấy tình hình này, nàng đã biết linh cảm của mình có tám phần đúng. Vân Kiều hơi gật đầu, cười bất đắc dĩ, trước giờ lời ngươi nói luôn có lý. Lúc trước nàng và Bùi Thừa Tư kết thân, Nguyên Anh tặng riêng một phần lễ hậu hĩnh, nhưng với tư cách là một nửa hồi môn, xong, Nguyên Anh lại không mấy hài lòng với Bùi Thừa Tư. Không phải vì nàng ấy chơi gia cảnh hắn bần hàng, mà nàng ấy cảm thấy tình cảm của Bùi Thừa Tư đối với Vân Kiều không sâu nặng như của Vân Kiều đối với hắn. Nguyên Anh còn từng trêu chọc, nói nàng ra ngoài làm ăn không khéo biết nhường nào, sao ở phương diện tình cảm lại cam tâm tình nguyện chịu thua lỗ. Khi ấy, nàng đang lao đầu vào cho nên cảm thấy chuyện tình cảm không thể cân đo như vậy được. Cho đến khi lỗ sạch vốn, nàng mới tỉnh ngộ. Có một số người, một số việc, cho dù dùng tâm đối đãi thế nào cũng không mang lại kết quả tốt. Nguyên Anh nghe được liền nhíu mày, lo lắng, vậy sau này ngươi có dự tính gì? Vân Kiều đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ cười mà không nói, cho đến khi ba người vào phòng ngồi ổn định mới mở miệng, lần này ta ra cung là muốn gặp mặt các người, nếu không, sợ là không còn cơ hội nữa. Nguyên Anh và Thiên Thiên nghe xong đều chết lặng, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và lo lắng. Giữa ta và hắn không còn gì có thể quay đầu nữa, trong cung cũng không có gì đáng để lưu luyến, chi bằng quay về. Vân Kiều sách ấm trà, rót từng chén trà nhỏ cho ba người, nhẹ giọng nói, nếu một ngày nào đó, hai người nghe tin Trần Hoàng Hậu, Hoang Thệ, thì cũng không cần phải đau khổ vì ta. Đến lúc đó, có lẽ ta đã rời khỏi Kinh Thành, tiêu giao tự tại dưới đất trời rộng lớn rồi. Đây là lần đầu tiên nàng đề cập đến tính toán của người với người khác. Thiên Thiên khiếp sợ nói không nên lời, vẫn là Nguyên Anh có phản ứng trước. Ngươi dự định làm thế nào? Có cần ta giúp gì không? nguyên anh quan tâm hỏi lúc này thiên thiên cũng phản ứng theo nói muội cũng vậy ta đã an bài mọi chuyện chu đáo rồi hai người không cần tham dự vào chỉ cần sống tốt là được vân kiều nhẹ nhàng nói đợi thêm vài năm nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau nàng thân cô thế cô cho dù có mất đi thì người khóc cho nàng chẳng có mấy ai lúc này nàng đã giải thích thỏa đáng với nguyên anh và thiên thiên không còn gì để vướng bận nữa Thiên Thiên nghe xong bay mắt đỏ hoe, còn Nguyên Anh lại nhíu chặt mày. Sớm biết hắn hại ngươi đến nông nổi này, thì lúc trước mặt kệ ngươi có nói gì, ta cũng nhất quyết ngăn chặn hôn nhân của hai người. Tuy Vân Kiều không rõ rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng người có tình tình nhẫn nại tốt như Vân Kiều bị bức đến nông nổi này, thì tất cả mọi lỗi sai đều do bùi thừa tư. Vân Kiều chỉ cười cho qua chuyện, nàng vỗ nhẹ mu bàn tay Nguyên Anh, nói bằng giọng tinh nghịch, xin uống một ngụm trà để bớt giận, Ngươi không cần phải tức giận vì chuyện như vậy, không đáng. Nguyên Anh bị Vân Kiều thuyết phục, nàng nâng chung trà lên, cuối cùng mắng thêm một câu, ngươi nói đúng, cậu nam nhân kia không đáng. Vân Kiều nói hết dự định của mình, sau đó hỏi Thiên Thiên, chuyện lúc trước ta nhờ Phó Dư làm, thế nào rồi? Ngày ấy, sau cuộc nói chuyện ở Ngự Hoa Viên, Vân Kiều có nhờ Phó Dư làm một chuyện, muốn hắn giúp nàng điều tra những chuyện sằng bậy của Triệu Đạt gây ra hậu quả lớn trong những năm gần đây. Phó Dư là nam nhân bên ngoài, không tiện ra vào hậu cung, vì vậy thiên thiên trở thành cầu nối đưa tin cho hai người, đây cũng là điều dễ hiểu. Đã tra được gần hết, nghe Phó ca ca nói, những món nợ cũ đã được ém nhẹm cũng bị khui ra. Thiên thiên nhấp ngụm trà, vui mừng nói, còn tìm thấy được nhân chứng chịu ra làm chứng. Ở Tây Cảnh, Phó Dư không chỉ luyện tập vũ lực, mà còn nhận nhiệm vụ bí mật, tuân theo lệnh của tướng quân lẻn vào nước Tây Vực, tìm hiểu tin tức, thu thập tình báo. Hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, có thể nói là cao thủ trong cao thủ. Để hắn điều tra chút chuyện này của Triệu Đạt giống như là dùng dao mổ trâu để giết gà. Không cần tốn nhiều công sức, đã âm thầm đưa Triệu Đạt ra ánh sáng, điều tra rõ ràng. Thật trùng hợp, bên này đang bàn luận, Phó Dư vừa hay từ bên ngoài trở về. Vân Kiều ngạc nhiên, Phó Dư cũng kinh ngạc không thôi, ngay sau đó hắn cười nói, ta thấy xe ngựa trong cung dừng ở ngoài phủ cứ nghĩ là người của ngươi sai đến sao ngươi lại tự mình đến đây ở trong cung buồn chán đã lâu muốn ra ngoài đi dạo chút vân kiều giải thích với nguyên anh và thiên thiên vài câu sau đó đi theo phó dư đến thư phòng để thương nghị về việc của triệu gia mặc kệ ngươi có nhìn hay không phần lớn các quan lại đều bày bừa thư phòng của mình để thể hiện dòng dõi thư hương so với bọn họ thư phòng của phó dư trông có vẻ hơi trống trải không bày biện nhiều đồ trang trí trên kệ sách chỉ có một tầng đầy đó đều là sách luận binh thư hình như đã lật rất nhiều vân kiều vừa thấy liền nở nụ cười phó dư gãi tráng bất đắc dĩ nói ta thường không có ở nhà cũng chưa dọn dẹp gì để ngươi phải chê cười rồi chỉ là ta đang nhớ đến chuyện hồi nhỏ vân kiều khẽ cười trong giọng nói mang theo chút hoài niệm xa xăm phó bá phụ là tiên sinh dạy học còn ngươi lại ương bướng không thích những kinh sử tử cho dù có nhét ngươi vào trong đống sách vở đó, không bao lâu ngươi đã ngủ gục, sau đó còn bị bá phụ phạt. Ta còn nhớ, khi đó bá phụ cực kỳ lo lắng cho ngươi, sợ sau này ngươi vô công rỗi nghề. Chớp mắt, ngần ấy năm đi qua, ngoại trừ binh thư ra, Phó Dư vẫn không thích thú gì khác. Nhưng hắn không phải vô công rỗi nghề, tuổi còn trẻ đã xây dựng công danh sự nghiệp, nếu phó bá phụ ở trên trời có linh thiên nhất định sẽ được yên lòng nhắm mắt. Phó Dư cũng nhớ đến những chuyện gà bay chó chạy khi xưa, hắn cảm thấy thật buồn cười, xong lại có chút cảm động. Hắn và Vân Kiều tán gẫu một hồi, sau đó lấy chứng cứ từ vách ngăn bí mật đưa cho nàng xem. Ở đây ngoại trừ rất nhiều hành vi phạm tội của Triệu Đạt, còn có bè cánh chống phá của Bình Hầu, tham ô, khinh rẻ dân thường, Phó Dư vừa nói, đôi mày hắn vô thức nhíu lại. Ánh mắt vốn dĩ rất dịu dàng, giờ đây trở nên sắc bén. Tuy nói các đại tộc thế gia thường che giấu sự dơ bẩn của mình, nhưng loại người như triệu gia là cực kỳ hiếm thấy. Con người của Bình Hầu vô cùng giảo hoạt, lại thông thuận gió chiều nào theo chiều ấy. Khi còn tiên đế, quan hệ của hắn và Vi Gia rất tốt, cũng từng thông đồng làm bậy. Nhưng từ khi Vi Quý Phi mất, thân thể tiên đế ngày càng sa sút hắn liền cảm thấy gió thổi không đúng hướng nữa, hắn không muốn cùng hội cùng thuyền với Vi Gia nữa. Thậm chí, sau khi bùi thừa tư đắc thế hồi kinh, hắn quay sang bán đứng vi gia. Ngần ấy năm, hắn như ngọn cỏ đầu tường thông minh, hắn thuận theo thời thế, cướp lấy lợi ích tốt nhất. Mà dường như trời cao không có mắt. Kẻ làm việc ác thì vẫn hô mưa gọi gió, còn những người dân thường bị khinh khi, chết quan chôn vùi trong các bụi. Mấy năm nay, tính tình của Phó Dư đã bị mài dũa trầm ổn hơn xưa rất nhiều, nhưng khi hắn điều tra tường tận về triệu gia, trong lòng hắn lại dấy lên bất bình không thể kiềm chế. Hai ngày trước, hắn cùng uống trà với Trần Cảnh, hắn nhịn không được, liền hỏi, tiên đế mắt mù tai điếc, dĩ nhiên không đề cập đến chuyện đó đi, nhưng sao hoàng thượng lại có thể chấp nhận được một gia tộc như vậy? Trần Cảnh mỉm cười như không, đương nhiên, đến thời điểm hiện tại, hắn mang lợi về nhiều hơn tội. Mạng sống của bá tánh như con kiến, người nắm quyền không chịu cúi đầu, mắt sẽ không thấy, càng không phải bận tâm. Tiên đế đã như vậy, bùi thừa tư cũng như vậy. Vân Kiều tập trung lật xem chứng cứ, hàng mày xinh đẹp càng nhíu chặt lại, nàng vô thức cắn môi mình, vì dùng quá sức nên không còn chút huyết sắc nào. Trước đây, nàng từng nghe lật cô nói triệu đặt rất có nhiều chuyện xấu xa, những năm qua, số cô nương rơi vào tay hắn đếm không xuể. Nhưng khi tận mắt chứng kiến những bằng chứng này, nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giang dâm với tỳ nữ trong phủ, chiếm đoạt dân nữ, thậm chí, khi đối phương chống đối, muốn kiện lên trên thì hắn bị đặt tội danh hãm hại phụ mẫu của cô nương kia, đến nỗi mất mạng. Sau khi cô nương kia biết được tin, cũng chỉ biết thắt cổ tự vẫn theo. Dường như giữa những hàng chữ đầu thấm đẫm máu tươi. Phó dư thấy sắc mặt Vân Kiều ngày càng khó cô, đôi môi suýt chút nữa bật máu, hắn bội đưa tay quơ quơ trước mặt nàng, rồi thấp giọng nói, chúng ta sẽ làm hết sức để cho các nàng một công đạo. Ngữ khi hắn vừa dịu dàng lại rất trịnh trọng, khiến người nghe vô cùng yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vân kiều nâng mắt nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau nàng gật đầu nói được trước cửa phủ kinh triệu có chiếc trống đỏ lớn tự xưng lạc trống kêu oan nếu dưới cáo trên thì đến vỗ trống này sau đó lãnh một hình phạt mới có thể dâng cáo thư nếu là vu cáo thì hình phạt sẽ càng nặng thêm đây là quy củ lập ra để phòng có người sinh sự những việc không đâu nhưng trong đó có một ý nghĩa sâu xa mà không một ai nói ra Sáng sớm hôm đó, nha dịch vừa mới ăn sáng xong, rảnh rang trêu chọc nhau vài câu thì nghe thấy tiếng trống kêu oan ngoài cửa vang lên. Ra ngoài xem thì chỉ thấy cô nương mặc bộ y phục trắng dùng sức gõ lên trống. Thân hình cô nương này mảnh khảnh, vừa ngẩng đầu, mọi người đều thấy trên má nàng có hai đường sẹo dài đã thâm đen, giống như con trùng xuyên vẹo, gương mặt trắng bệch, trông có hơi đáng sợ. Quan sai lấy lại bình tĩnh, chất vấn, ngươi tên là gì? Muốn cáo trạng người nào? Đôi mắt đen nhánh của nữ tử khẽ rung lên, đảo qua các vẻ mặt khác nhau của bọn nha dịch, rồi kiên quyết nói, dân nữ tên là Hoa Sương, muốn cáo trạng thế tử của Bình Hầu, Triệu Đạt. Quan sai kinh ngạc, nghi ngờ hỏi lại nhiều lần, bên trong lời nói mang theo ý đe dọa muốn dẹp chuyện phiền toái này đi, nhưng Sương Hoa dù có chết cũng muốn cáo trạng, không hề có một tia khoan nhượng. Hắn không còn cách nào khác, đành đi bẩm đại nhân. Kinh Triệu Doãn là một nghề vô cùng phiền phức, nói là đảm nhận sự án trong kinh nhưng khắp cả kinh thành này có ai dám nắc tội với quan gia, một khi động đến thì tay chân run rẩy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thì hơn. Biết được có người muốn cáo trạng thế tử của Bình Hầu, cho dù có dọa thế nào cũng không rút lui. Quách đại nhân trầm mặt một hồi lâu, phân phó, trước mắt đưa nàng vào nhà lao, qua vài ngày sau hỏi lại. Quách Khải Bân thật sự không muốn tiếp thư cáo trạng này. Tác phong làm việc của Triệu Đạt Hắn đã nghe thấy, cũng biết vị thế tử này làm không ít chuyện thương luôn bại lý, về tình về lý đều không thể bao che nổi, hắn cũng đã từng cho người điều tra. Nhưng cho dù có chứng cứ xác thực thì hắn cũng không thể đắc tội nổi đến Bình Hầu, đến lúc đó cũng sẽ không thể kết thúc vụ án, chi bằng ngay từ đầu đừng tiếp nhận thư cáo trạng này. Quan sai đang chuẩn bị làm theo lệnh, đột nhiên có nha dịch vội vã tiến vào nói phó tiểu tướng quân đến thăm. Mặc dù, phó dư thành danh không lâu, nhưng hắn là hậu duệ dưới trướng tưởng lão tướng quân lại được thánh thượng coi trọng đương nhiên quách khải bân không dám chậm trễ vội vàng ra ngoài đón tiếp vốn tưởng hắn đến đây vì có việc gì quan trọng nhưng không ngờ vừa ra đến cửa đã thấy hắn nói chuyện với nữ tử bạch y kia đây là quách khải bân ngập ngừng nói phó dư nhìn về phía y làm bộ như không có việc gì cười nói vị này là sương hoa cô nương người quen cũ từng giúp đỡ ta lời này vừa nói ra quách khải bân không có cách nào làm theo tính toán ban đầu đưa người nhốt vào đại lao được y nhận thấy có gì đó không ổn nhất thời lưỡng lự phó dư vỗ vai quách đại nhân kéo y vào gian trong vừa hay gặp lại để ta nghe một chút quách khải bân lau mồ hôi nhưng lúc này hắn không thể làm gì được chỉ có thể cắn răng làm theo quy củ không biết rốt cuộc ai đã tiết lộ chuyện này ra mà kinh triệu phủ chưa thẩm án xong các trà lâu quán rượu đã truyền nhau tin tức rồi nói một nữ tử yếu ớt cắn răng chịu mười hèo để cáo trạng thế tử của bình hầu một hòn đá dậy sóng cả mặt hồ trước nay đối với loại chuyện này mọi người luôn thích nghe ngóng cắn hạt dưa uống trà bàn luận sôi nổi những gì mình nghe được về tội ác mà triệu đạt đã làm sự tích thật thật giả giả truyền đi còn nhanh hơn một cơn gió sau một lúc lâu đã có thư sinh trăm phẫn từ trong đáy lòng đề bài thơ lên tường của trà lâu trách cứ hầu phủ ỷ thế hiếp người khen ngợi sương hoa dù là nữ tử yếu đuối nhưng dũng cảm đứng lên thậm chí còn có người đến gần kinh triệu phủ để nhìn xem kết quả thế nào khi bùi thừa tư biết được chuyện này từ hạ nhân hắn đang nghị sự với trần cảnh nàng đang muốn cho triệu đạt thân bại danh liệt vạn người thoá mạ xem như bùi thừa tư đã hiểu được vì sao lúc trước nàng từ chối đề nghị thanh toán triệu đạt của hắn một mực tự mình ra tay trần cảnh đã mơ hồ đoán được ý đồ của vân kiều khi phó dư điều tra triệu gia nhưng lúc này hắn vẫn lộ ra thần sắc kinh ngạc vậy thì tùy nàng thôi bùi thừa tư hơi run rẩy nâng chén trà lên nói với trần cảnh về chuyện của bình hầu phiền thái phó nhọc lòng hơn rồi miệng vết thương do dây đàn cứa đứt trên tay bùi thừa tư vẫn chưa khỏi hắn đôi khi cử động sẽ có chút đau trần cảnh khẽ liếc nhìn sau đó gật đầu đồng ý thần nhất định sẽ làm tốt bổn phận của mình khả, hay lắm anh Dư ơi, xong bộ này tôi đổi tên là Phó Phu Nhân nhé chị em. Chương 54, giết người thì đền mạng. Edip, khả khả. Phó Dư ngồi phía sau quan viên ghi chép, quyết tâm xen vào chuyện này. Quách Khải Bân thu lại vẻ hoang mang ban đầu, hắn biết chuyện này tám phần không phải là trùng hợp, mà là đã chuẩn bị từ trước. Nhưng hắn cũng không thể nào nghĩ ra, không biết vì điều gì mà vị phó tướng quân này lại không chịu bỏ qua cho Bình Hầu không bỏ qua thì không nói đi, còn muốn mượn tay mình. Bất luận là bên này hay bên kia thì một kinh triệu doãn như y cũng không thể đắc tội nổi. Quách Khải Bân toát mồ hôi, xem xét thời thế, trước mắt chỉ đành dựa theo ý của Phó Dư. Tiếp nhận thư cáo trạng, sau khi hỏi đầu đuôi sự việc, trong lòng Quách Khải Bân đã có kết luận. Y chần chờ một hồi, nhưng khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Phó Dư, y đành phải phá án theo quy trình y bạo gan cho nha dịch đi truyền triệu đạt tới công đường để đối chất. Bọn nha dịch chưa từng làm chuyện khó khăn này, trong lòng đều nơm nớp lo sợ. Mà triệu đạt kia lại xem thường chuyện bọn chúng, thậm chí hắn còn không lộ diện, người vừa tới cửa đã bị hắn đuổi đi. Bọn nha dịch liếc mắt nhìn nhau, không ai dám to gan xông vào hầu phủ, đành bất lực trở về. Quách Khải Bân đã liệu được kết quả thế này, hắn bối rối nhìn Phó Dư, Phó Tướng, ngài nhìn thấy đấy, đọc phun tại truyenphun.vn triệu thế tử không để quốc pháp vào trong mắt, thật khiến người khác phải mở mang tầm nhìn. Ngoài miệng Phó Dư nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có chút gì là kinh ngạc, ngày mai lâm triều ta sẽ dân tấu, thỉnh xin thánh thượng hỏi bình hầu đã dạy hài tử như thế nào. Triệu đạt nào có ngờ, chỉ mới một lúc, tội danh hắn được công thêm một tội. Quách Khải Bân hoàn toàn hiểu được, Phó Dư đây đang quyết tâm bóc trần bình hầu. Y mừng rỡ ném củ khoai lang nóng bỏng tay đi, liền nói, vậy làm phiền phó tướng xong phó dư lại nói dù sao chuyện này cũng phải trình lên thánh thượng nhưng trước mắt quách đại nhân cứ xử theo lẽ công đi để tránh phạm tội tắc trách quách khải bân lập tức muốn lên cơn tiền đình tin tức nha dịch của kinh triệu phủ đến hầu phủ tuyên triệu thế tử nhưng không thể đưa được người đến nhanh chóng truyền ra tuy rằng trong lòng bá tánh bình dân đều biết cái gọi là vương tử phạm pháp xử như thứ dân chỉ đem ra để lừa người nhưng khi thấy đãi ngộ khác biệt họ vẫn cảm thấy căm phẫn bất bình. Lúc trước, chuyện hầu phủ ỷ thế hiếp người không phải ít, ngay cả thái độ của các quản sự trong phủ cũng trịch thượng không kém. Chỉ là xét về địa vị, dù bá tánh bình thường có bất mãn thế nào cũng chỉ dám lén oán hận vài câu. Nhưng lúc này có lẽ vì có người quạt gió thêm củi, cũng có thể là bọn họ đã tìm thấy cơ hội đã phát tiết, những tiếng bất mãn vang to hơn, giống như tức nước vỡ bờ, càng lúc càng nghiêm trọng. Kinh động đến cả bình hầu sau khi nghe hạ nhân bẩm báo bình hầu nhạy bén phát giác ra chút gì đó bất ổn lão ý thức được chuyện này không thể qua loa lấy lệ giống như trước quách khải bân không phải là người thích ôm chuyện cho dù thật sự có người muốn cáo trạng a đạt y cũng sẽ tìm mọi cách áp xuống sau đó sai người tới phủ thông báo một tiếng để tạo ân tình chứ không phải trực tiếp sai nha dịch đến bắt người như hôm nay bình hầu phân tích cặn kẽ trừ phi thuộc dạng bất đắc dĩ không thể không làm theo huống chi Việc này đến quá đường đột, sợ là đã có chuẩn bị. Hạ nhân ngập ngừng nói, vậy theo ý của ngài thì ta nên làm gì? Cho người đi thỉnh đại phu đến đây, nói a đạt ngã bệnh. Bình Hầu phân phó, rồi đến kinh Triệu phủ một chuyến, nói a đạt bị bệnh đi lại bất tiện, đợi đến khi chuyển biến tốt sẽ tự mình đến. Sau đó, mang lễ đến cho Quách Khải Bân, hỏi rõ sự tình thế nào. Quách Khải Bân lần đầu nhận lễ vật của Hầu phủ, hắn liền kinh sợ, nhưng ban ngày phó dư đã xen vào cho nên hiện giờ hắn không dám tùy tiện hứa hẹn gì có thể đưa thư cáo trạng kia cho người của hầu phủ xem qua để bọn họ có sự chuẩn bị ngày hôm sau sự việc đã rộn ràng truyền đi khắp nơi thậm chí lúc lâm triều không cần phó dư dân tấu ngự sử đã dành nói trước bình hầu đã sớm chuẩn bị lý do ngụy biện hắn tranh cãi với ngự sử qua lại một hồi cuối cùng nhìn về bùi thừa tư đang chễm chệ ngồi trên cao bá tánh dân làng đang kích động, cho dù muốn bảo vệ triệu đạt cũng khó, huống chi, bùi thừa tư không có ý định giữ lại y, cho nên hắn quyết định rất nhẹ nhàng. Tam ti hội thẩm, ra rõ vụ án này. Bùi thừa tư thản nhiên nói, phái thái y đến hầu phủ xem bệnh, nhanh chóng chữa khỏi cho thế tử, tránh làm trì hoãn chính sự. Nghe lời biết ý, đọc phun tại truyên phun.vn Triều thần vừa nghe phán quyết này thì đã biết thánh thượng không còn thiên vị triệu gia, trong lòng vài quan viên phụ trách thẩm án đã biết hướng làm. Sắc mặt bình hầu tái mét, thậm chí còn không thể thốt ra được lời nào. Tuy, sáng nay hắn đã đoán được, sự việc không dễ gì lắng xuống nhưng hắn không thể ngờ, việc này lại rắc rối đến mức tam ti hội thẩm. Mấy năm nay bình hầu tích lũy nhiều kinh nghiệm, nên trong lòng hắn biết rõ, hiện nay hắn không chỉ lo lắng cho an nguy của triệu đạt, mà có khi còn liên lụy đến cả hầu phủ. Tiết trời thay đổi, đại án lần này kéo từ giữa hè đến đầu thu mới thẩm vấn xong liên đới đến vô số người mới đầu triệu gia còn muốn bảo vệ thế tử nhưng sự tình ngày càng bị phanh phui bọn họ ốc không mang nổi mình ốc chỉ đành chặt đứt cánh tay này thậm chí còn lén lút đẩy tội danh lên người triệu đạt để mình hắn gánh chịu khắp các phố phường đều nghị luận về chuyện này lúc sau vì chuyện này bá tánh không còn cố kỵ hầu phủ nữa địa vị của triệu gia lung lay sắp đổ thanh danh bại hoại ban đầu hoài ngọc dựa theo ý của vân kiều đi tung tin đồn kích động quần chúng sau hắn không cần làm gì cả bá tán đã mạnh dạn gọi triệu gia ra mắng nhiếp thậm tệ hoài ngọc thành thật kể cho vân kiều nghe về những việc hắn đã chứng kiến ngoài cung hắn cảm thán kinh thành sau lần này bọn người thế gia sẽ nâng cao cảnh giác thu tay lại không ít bây giờ không phải là thời tiên đế khi đó để bọn họ muốn làm gì thì làm mà không sợ chịu trách nhiệm mấy năm tiên đế tại vị chướng khí mù mịt phủ khắp triều đình. Sau khi bùi thừa tư lên cầm quyền, hắn thanh tẩy con sâu làm rầu nồi canh vi thị, sau đó hắn suy xét nhiều yếu tố để cân bằng trần gia, cho nên hắn giữ lại bình hầu. Vân Kiều không hiểu mưu quyền đế vương, cũng không hiểu suy nghĩ của bùi thừa tư. Ban đầu, khi nàng thấy bùi thừa tư ưu phiền vì triều chính, nàng có từng hỏi đến, muốn thử chia sẻ với hắn. Nhưng, bùi thừa tư lại không muốn nói với nàng, chỉ bân quơ đáp nàng không hiểu đâu, rồi sau đó không nói gì nhiều. Bùi thừa tư chán ghét học thức của nàng, Vân Kiều còn từng tự ti, ảo não vì mình không giúp được gì. Cho đến hôm nay, nàng sẽ không vì điều đó mà khổ sở nữa, cũng lười phân tích suy nghĩ của hắn. Triều cục này có những đại nhân vật đó chăm lo, nàng học thức nông cạn, hà tất phải dây vào, khiến cả người hôi hám. Chỉ cần có thể lấy được mạng của triệu đạt, vậy là đủ rồi. Đọc phun tại tuyên phun.vn Cuối cùng, Tam ti hội thẩm xin chỉ thị của bùi thừa tư phán quyết chém đầu thị chúng triệu đạt. Tin tức này có thể nói là cực kỳ xoa dịu lòng người, một khi truyền ra, bá tánh liền hào hứng vỗ tay vui sướng. Nhưng Vân Kiều không dám lơ là, thừa dịp thiên thiên vào cung thăm, nàng bảo muội ấy nhắn cho phó dư nhìn chầm chầm triệu đạt bên trong ngục. Tuy nói bình hầu ốc không mang nổi mình ốc, nhưng dù sao triệu đạt cũng là đích tử của hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không để con mình bị chém đầu trước ngọ môn. Vân Kiều giải thích với Thiên Thiên, mặc dù không có bằng chứng gì, nhưng ta cứ có cảm giác triệu gia sẽ tìm cách động tay động chân. Phòng ngừa vạn nhất, mùi bảo phó dư bỏ công lưu ý giúp ta. Thiên Thiên nghiêm túc ghi nhớ, sau khi ra cung, nàng lập tức chuyển lời cho phó dư. Nàng có cùng suy nghĩ với ta. Phó dư gật đầu, sau đó cười nói, yên tâm đi, ta đã âm thầm sắp xếp tai mắt trong nhà lao kia, nếu có gì bất ổn, y sẽ thông báo cho ta dù là như vậy nhưng suýt nữa vẫn xảy ra sai sót không biết là vô tình hay cố ý trước hai ngày triệu đạt hành hình khi nhà lao đổi ca gác đêm tai mắt của phó dư bị điều đi nơi khác sau khi nhận được tin tức hắn lập tức nâng cao cảnh giác do dự một hồi hắn ra ngoài suốt cả đêm nhưng còn chưa đuổi đến nhà lao giam giữ triệu đạt đã nhìn thấy ánh lửa ở phía đằng xa sáng hôm sau vân kiều đang dùng đồ ăn sáng thanh đại vào cửa thông truyền nói vị ở chiêu dương điện náo loạn muốn gặp nàng. Vì chuyện ngu nhiễm lúc trước nên triệu nhạn lăng bị cấm túc, chuyện bên ngoài không biết được bao nhiêu. Cho đến cách đây không lâu, khi biết tin tức huynh trưởng của mình bị phán quyết chém đầu, nàng ta lập tức hôn mê bất tỉnh. Cung nhân trong chiêu dương điện muốn thỉnh Thái Y đến xem, cho nên đến xin phép Vân Kiều. Vân Kiều cũng không làm khó nàng ta, hào phóng cho Thái Y đi qua thăm khám. Nhưng vẫn không bỏ lệnh cấm túc, bảo nàng ở trong cung suy ngẫm về những việc mình đã làm. Vân Kiều không ngờ Triệu Nhạn Lăng lại muốn gặp mình, quanh quẩn cũng chẳng có việc gì nên nàng đến Chiêu Dương Điện một chuyến. Lâu rồi không gặp, Triệu Nhạn Lăng dường như biến thành con người khác. Thân thể gầy đi rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, quan trọng là đôi mắt không còn thần thái như xưa nữa. Cao môn thế gia dưỡng ra một mỹ nhân đầy cao ngạo, nhưng lúc đầu thì bị cấm túc, lúc sau lại biết tin trong nhà xảy ra chuyện, khó tránh khỏi bị đã kích. Giống như cạn kiệt tinh thần, vốn là một mỹ nhân kiều diễm lấn ác cả hoa thơm cỏ lạ, giờ đây không còn gì cả. Đọc phun tại phung vn Sau khi nhìn thấy Vân Kiều, Triệu Nhạn Lăng không chịu cung kính hành lễ, mà như phát điên chất vấn Vân Kiều, đêm đó ở Phật đường là ngươi dở trò ma quỷ phải không? Khi đó, nàng sợ đến mức thần hồn điên đảo, một thời gian sau đó nàng mới có thể hồi phục lại, lúc bấy giờ mới nảy sinh nghi ngờ. Tiếp đó, khi biết huynh trưởng xảy ra chuyện nàng sâu chuỗi những gì đêm đó mình bị ma quỷ hỏi, rốt cuộc nàng cũng hiểu ra. nàng còn tưởng rằng vân kiều sẽ phủ nhận, nào ngờ đối phương chỉ cười bâng quơ, nói đúng thì như thế nào? cho dù là giả thần giả quỷ, chẳng lẽ nghiêm trọng hơn giết người sao? vân kiều tiến sát lại, hỏi huynh trưởng của ngươi cưỡng hiếp tỳ nữ, hại chết người khác, trên tay dính không biết bao nhiêu máu tanh, chẳng lẽ ngươi thật sự xem như không có gì sao? theo bản năng triệu nhạn lăn ngã ra sau muốn tránh né nàng. Cho nên, ngươi có gì phải uất ức, bất bình. Giết người đền mạng vốn là lẽ đương nhiên. Nói không chừng ngày nào đó ngươi xuống điện Diêm La, Diêm Vương sẽ tha cho ngươi vì ngươi đã khai ra hung thủ cũng không biết chừng. Vân Kiều nhìn gương mặt trắng bệch của Triệu Nhạn Lăng, nhẹ giọng nói. Triệu Nhạn Lăng bị lời của nàng công kích, liền giơ tay muốn cào mặt nàng, nhưng nàng đã nghiêng người né được. Thục Phi bị điên rồi, giải nàng ta xuống. Vân Kiều lạnh giọng phân phó, nhìn thấy Triệu Nhạn Lăng vẫn dãy dụa không muốn buông tha, nàng lại nói, nếu như nàng ta vẫn còn bị trúng tà, vậy thì nhốt nàng ta vào Phật đường, tịnh tâm suy nghĩ lại. Triệu Nhạn Lăng lập tức ngậm miệng lại. Tuy nàng biết, đêm đó chỉ là thủ đoạn giả thần giả quỷ của Vân Kiều, nhưng nghĩ đến cũng rất đáng sợ. Nếu bị nhốt vào nữa, sợ là nàng sẽ bị bức đến điên mất. Từ trước đến nay, nàng giỏi nhất là lấy thế hiếp người, cho dù khi ngu nhiễm hãm hại, nàng biết có hầu phủ ở đây, ngu nhiễm sẽ không làm được gì, giờ đây nàng không có tự tin đó. Dù trên tay ngươi không dính mạng người, nhưng cũng không thể rũ bỏ liên quan. Vân Kiều nhìn dáng vẻ chật vật của nàng ta, từ từ nói, chi bằng bớt một chuyện, đọc kinh nhiều hơn để chuộc tội. Rời Chiêu Dương điện, Vân Kiều đến An Khánh cung gặp Trần Thái hậu, cũng lúc này, nàng biết được chuyện hỏa hoạn ở lao ngục đêm qua. Nói ra cũng thật trùng hợp ngọn lửa kia bốc cháy ngay gian của tử tù, Triệu Thế Tử vừa hay tán thân trong biển lửa. Tân ma ma còn chưa nói xong, Vân Kiều không nhịn được, hỏi: "Thật sự là Triệu Đạt sao?" Nghe nói là đã có người kiểm tra, dáng người giống hệt, ngay cả vết sẹo cũ trên người cũng giống. Tân ma ma trả lời: "Tuy là như vậy, nhưng Vân Kiều vẫn thấy không đúng lắm." Lúc này, nàng không ở An Khánh cung lâu, chỉ ngồi một lát rồi trở về Thanh Hòa cung. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp đến vậy. Ngày mai ra ngọ môn xử trảm, đêm nay đã bị cháy, lại còn thiêu đúng gian nhà tù của Triệu Đạt. Nàng nhíu mày trầm tư, sau đó quay sang nói với Hoài Ngọc, vì ngươi ra ngoài cung một chuyến, đến phó gia hỏi phó dư có từng phát hiện ra điều gì khác lạ không. Hoài Ngọc cầm lệnh bài định đi ra ngoài thì gian ngoài truyền tin đến, nói từ cô nương tới. Thiên Thiên bước nhanh vào cửa, nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Vân Kiều, nàng nhẹ giọng nói, Vân Tỷ yên tâm, phó ca ca bảo muội đến nói cho tỷ biết, đã bắt được người lại. Chương 55, tra tấn ta và cũng bị ta tra tấn. Edip, khả khả. Đêm trước, phó dư cảm thấy có gì đó bất ổn, sau đó lại thấy nhà lao phía xa nổi lên đám cháy. Một phút chốc do dự, hắn biết lúc này chạy đến nơi thì đã trễ, cho nên hắn chuyển hướng đến cổng Xuân Bình. Có rất nhiều hướng để ra khỏi thành, cổng Xuân Bình tương đối hẻo lánh, bên trong và bên ngoài thành không có người ở có đi hướng này thì không dễ bị phát hiện. Lúc trước khi điều tra triệu đạt, phó dư từng phát hiện ra thủ lĩnh cấm quân phụ trách canh giữ cổng này đã từng chịu ân huệ của bình hầu. Nếu muốn âm thầm đưa người ra khỏi thành thì nhất định sẽ đi qua nơi này. Đọc phun tại phun vn. Phó dư đánh cược, thúc roi ngựa đuổi theo. Thật trùng hợp, đúng lúc này hắn nhìn thấy một đám vệ binh lén lút mở cổng thành thả một chiếc xe ngựa ra. Trước khi cổng thành đóng lại. Phó Dư đã kịp đuổi theo, sau một hồi đánh nhau, hai hộ vệ của Triệu Gia bị đánh trọng thương, hắn tóm được Triệu Đạt đang thừa dịp đêm đen để tẩu thoát. Vất vả nửa đêm, cuối cùng hắn vẫn không phụ giao phó của Vẫn Kiều. Vân Kiều biết được chuyện đêm qua từ thiên thiên, nàng thở vào nhẹ nhõm. Khi biết Triệu Đạt hiện đang bị giam giữ ở Phó Gia, nàng do dự một lúc rồi thay quần áo ra khỏi cung. Dường như biết nàng sẽ đến, phó dư vừa hạ triều đã báo cáo tình hình đêm qua cho bùi thừa tư rồi sau đó xin phép về nhà ý thánh thượng là muốn ta xử lý triệu đạt phó dư giải thích sau trận hỏa hoạn đêm qua triệu gia đã nhận thi thể kia tin tức triệu đạt tán thân trong biển lửa đã truyền ra ngoài nếu để mọi người biết trước khi hành hình y đổi trắng thay đen thay mận đổi đào suýt nữa để tội phạm chạy thoát e là tổn hại đến thanh danh của triều đình còn về phần triệu gia trần thái phó đã nắm thóc được hắn đủ để hắn không thể trở mình được, cùng lắm chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì cũng có kết cục như chuyện này. Con rết trăm chân, chết không ngã xuống, Trần Cảnh cũng không có ý định một lưới bắt hết vây cánh của triệu gia, để tránh chọc cho chó cùng rứt dậu, lúc đó càng không thể thu dọn được. Cho dù, Bùi Thừa Tư đã ngầm đồng ý, nhưng hắn vẫn cứ từ từ vây bắt. Vân Kiều cũng không mấy ngạc nhiên với chuyện này, nàng nhàn nhạt nói, vậy, giết hắn đi. Phó Dư nói, không muốn giải hắn đến thỉnh tội trước mộ lật cô sao lúc ra cung ta cũng có ý nghĩ như vậy muốn hắn quỳ trước mộ của lật cô và tiểu đào dập đầu thỉnh tội rồi sau đó giết hắn vân kiều dừng một chút sau đó khẽ lắc đầu nhưng bình tĩnh nghĩ lại ta thấy không nên con người xấu xa dơ bẩn như hắn chỉ liếc mắt thôi cũng khiến người khác ghê tởm không nên làm bẩn mắt mẫu tử các nàng được phó dư lập tức đồng ý vân kiều ở trong phòng uống trà chỉ mới qua một chén trà nhỏ phó dư đã quay lại đã giải quyết thỏa đáng rồi phó dư trầm giọng nói còn về xác chết ta đã cho người ném ra bãi tha ma mấy năm nay triệu đạt đã quen làm sằng làm bậy cho dù có hại mạng người hắn cũng không thèm an táng đàng hoàng chỉ quấn vào một tấm chiếu tách ném ra bãi tha ma nữ nhi của lật cô đã nhận kết cục như vậy giờ đây xem như một vòng nghiệp chướng nhân quả báo ứng đọc phun tại tuyên vn Vân Kiều không tận mắt đi xem, nhưng nàng biết Phó Dư sẽ không lừa mình, hắn nói Triệu Đạt đã chết, tức là y đã xuống địa ngục, hình phạt núi đao biển lửa đang chờ y ở đó. Tất cả trù tính, chờ đợi của nàng bao lâu nay đều vì ngày hôm nay. Hiện giờ đã báo được đại thù, Triệu Gia cũng đại thương căn cốt, không dám tạo ra sóng gió gì, ở kinh thành này không có gì đáng ngại nữa. Ta muốn đến thăm lực cô, thắp nén hương, nói chuyện tốt này cho nàng biết. Vân Kiều nhẹ giọng nói. Dường như bất kỳ yêu cầu nào của nàng, Phó Dư đều đồng ý, hắn nói, ta đưa ngươi đi. Cho dù hiện giờ hắn là nhân vật có quyền thế, nhưng hắn không ra vẻ mình là tướng quân, vẫn thân thiết với chiến hữu như huynh đệ, ngay cả bổng lộc ban thưởng hắn cũng chia cho nhân huynh đệ có hoàn cảnh khó khăn, không hề có ý định tích nghiệp gia sản. Đứng trước mặt Vân Kiều cũng thế, giống hệt như năm đó. Tuy tuổi hắn không lớn lắm, nhưng về mặt này khiến người khác vô cùng yên tâm vào thu hoa lại khi ngày xuân đã biến mất phía trên mặt hồ lóng lánh cũng rất ít du khách tiêu điều hơn trước rất nhiều vân kiều chỉ đến đây hai lần lần đầu là đến cùng lật cô để tưởng nhớ nữ nhi nàng lần thứ hai là đến an táng cho lật cô còn lần này là đến thắp hương cho nàng nhưng vân kiều vẫn nhớ rất rõ đường đi chân nông chân sâu bước trên đồng ruộng phó dư im lặng đi bên người vân kiều không hề nói bất cứ lời nào nhưng lúc nào cũng để ý đến nàng, thỉnh thoảng hắn đưa tay ra khoảng không phòng hờ, sợ nàng té ngã. Gần đến nơi, phó dư sách giỏ tre cho Vân Kiều, đứng đợi ở đó. Lật cô, ta đến thăm ngươi đây, Vân Kiều ngồi xổm xuống, nàng nhổ sạch cỏ dại mọc quanh mồ, sau đó đánh lửa đốt giấy tiền, rồi nhẹ giọng nói, lúc trước ta đã từng nói. Nhất định sẽ không tha cho những kẻ xấu đã hại ngươi Giờ đây, cuối cùng cũng có thể đòi lại công đạo cho ngươi Chỉ tiếc là, ngày này đến hơi trễ ở trên trời ngươi và tiểu đào đoàn tụ với nhau hẳn sẽ rất vui qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ rời khỏi hoàng cung rời xa kinh thành sau này sợ là không thể đến thăm ngươi được nữa lúc trước ngươi đã từng nói muốn ta hãy vì bản thân mình trước nói như vậy nhất định ngươi sẽ vui vì quyết định này của ta sau khi lật cô mất vân kiều đưa thiên thiên ra ngoài cung bên cạnh không còn ai có thể tâm sự tất cả hỷ nộ đều giấu kín trong lòng Lúc này, cuối cùng đã có chỗ để tâm sự, nàng lại nhảy nói một hồi lâu. Cho đến khi giấy tiền cháy hết, nàng mới dừng lại. Lật cô, ta đi đây. Vân Kiều ngửa đầu nhìn đám mây ở phía chân trời, lộ ra nụ cười. Vân nghĩa là mây, mây sắp được tự do rồi. Khi nàng đứng lên, cẳng chân vừa tê vừa mỏi, suýt nữa đứng không vững. Cũng may phó dư kịp thời phát hiện, nhanh chân tiến đến đỡ nàng. Cảm ơn chân trẳng vân kiều chậm chạp lui ra thuận miệng nói mới chớp mắt đã đến tiết trời này một thời gian nữa hoa quế trong trấn quê ta cũng sẽ nở vào cuối thu hương thơm bay khắp đất trời rõ ràng từ nhỏ đến lớn đã quen thuộc với nó vậy mà giờ đây nhớ lại giống như đã trải qua mấy đời từ sau khi phó dư rời nhà hắn chỉ mới về nhà vào hôm tiết thanh minh đầu năm cũng đã nhiều năm không gặp trong lòng có chút buồn nhưng ngoài miệng hắn vẫn cười nói ta còn nhớ cách đây không lâu, người nói là đã học xong cách làm bánh quế hoa, nói là muốn trổ tài cho bọn ta thấy. Đọc phun tại truyenphun.vn. Kết quả, thành phẩm thảm hại vô cùng, không màu, không vị. Bạn bè trong nhóm đều giải tán, chỉ có hắn lo lắng cho Vân Kiều, nên mới cắn răng động viên nàng, còn ở lại ăn hai khối bánh. Cuối cùng, thân thể khó chịu suốt vài hôm, suýt nữa còn đi thỉnh đại phu. Vân Kiều nhớ đến chuyện xấu hổ của vài năm trước nàng dở khóc dở cười nhưng nàng muốn biện minh cho bản thân sau này trù nghệ của ta khá hơn nhiều rồi đặc biệt là sau khi gả cho bùi thừa tư trù nghệ của nàng đã tiến bộ vượt bậc nàng đã từng nghiêm túc muốn làm một thê tử tốt sống thuận hòa với bùi thừa tư đến bách niên giai lão chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi để đi đến bước đường này phó dư nhìn nàng thẫn thờ hắn mơ hồ đoán được chút ít nhưng hắn không vạch trần chỉ thuận thế cười nếu sau này có cơ hội ngươi thử trổ tài một lần, để ta xem có phải là đã tiến bộ hay không. Vân Kiều lấy lại tinh thần, treo gẹo theo, không nói đến mùi vị, nhưng sẽ không để ngươi ăn đến mức gọi đại phu. Gió lạnh xua đi cơn nắng nóng. Phó Dư quay đầu, thoáng nhìn thấy tóc mai của nàng bị gió thổi bay, đầu ngón tay hắn khẽ xoa xoa. Chỉ là, hắn chưa kịp mở miệng đã mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía xa dồn dập truyền đến, sắc mặt hắn nghiêm lại. Với kinh nghiệm xa trường, hắn đặc biệt nhạy bén với động tĩnh này. Tuy Vân Kiều không phát hiện gì, nhưng thấy sắc mặt Phó Dư thay đổi, nàng cũng ý thức được, bèn hỏi, làm sao vậy? Hỏi xong, nàng nhìn theo ánh mắt Phó Dư, lúc này mới miễn cưỡng thấy một đội nhân mã ở xa tiếp. Ở loại địa hình này, theo lý mà nói thì sẽ không xuất hiện trận hình thế này. Nhãn lực của Phó Dư tốt hơn Vân Kiều, khi nàng còn đang hít mắt quan sát, thì hắn đã nhìn ra, rồi trầm giọng nhắc nhở, là thánh thượng vân kiều thay đổi sắc mặt nàng kinh ngạc sững sờ tại chỗ nàng ngơ ngác nhìn bùi thừa tư ngày càng đến gần cho đến khi hắn đến trước mặt lúc này nàng mới hồi phục tinh thần nâng tay áo che tránh bụi đất phó dư hành lễ bùi thừa tư làm như không nhìn thấy hắn xoay người xuống ngựa đến trước mặt vân kiều a kiều bùi thừa tư nhẹ nhàng thở ra mặt mày vẫn nghiêm nghị hắn đưa tay muốn kéo vân kiều nhưng nàng lại lùi về sau hai bước tránh đi ánh mắt hắn sầm xuống lại đây vân kiều nhìn thấy được hắn không vui nhưng nàng không quan tâm xoay người đến xe ngựa cách đó không xa đồng tử của bùi thừa tư co lại hắn im lặng một hồi rồi đi theo sau thanh đại canh giữ bên xe im lặng như ve sầu mùa đông sau khi hai người lên xe nàng ta lập tức đưa mắt về phía phó dư cách đó không xa nhờ giúp đỡ lần này vân kiều rời cung hết sức vội vàng cũng không đến xin chỉ thị của bùi thừa tư trước bên người không có thị vệ giám sát nàng đoán bùi thừa tư sẽ nóng vội nhưng không ngờ hắn lại tự mình xuất cung nàng không vì vậy mà cảm thấy vui mừng chỉ cảm thấy phiền phức và bất an đọc phun tại truyenphun vn hai người chìm trong bế tắc cuối cùng bùi thừa tư lên tiếng trước lần sau rời cung nàng nên thông báo trước với ta một tiếng vân kiều đè nén cảm xúc bất an trong lòng cố giữ hòa khí nói ta chỉ muốn đến thăm lật cô bùi thừa tư dừng một chút rồi nói ta biết khi biết Vân Kiều lén trời cung, Bùi thừa tư lập tức hoảng loạn. Đọc phun tại phung vn Vì bản thân hắn biết rõ, nàng an phận ở lại trong cung là vì canh cánh chuyện của Lật cô, muốn báo thù cho nàng ta. Hiện giờ đại thù đã báo, trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ nàng muốn trời đi. Cho nên lúc này mới tự mình đuổi theo. Cũng may Vân Kiều vẫn còn ở đây, chứ không hoàn toàn bạc vô âm tính, bằng không không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Trong lòng ngươi rõ hơn ai hết, Vân Kiều dương mắt nhìn về phía hắn, khẽ nhíu mày, càng giữ ta ở bên cạnh sẽ càng khiến ngươi bị tra tấn nhiều hơn. Có nghĩa lý gì sao? Rất hiếm khi Vân Kiều đề cập rõ chuyện này, Bùi Thừa Tư im lặng một lúc lâu, lúc nàng cho rằng hắn sẽ không đáp lại, thì hắn chậm rãi nói, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Vân Kiều dời tầm mắt, nàng không muốn tranh cãi với hắn, trong lòng thầm nói, không bao giờ. Có một số việc sẽ bất giác thay đổi theo năm tháng. Tỷ như tảng băng cứng rắn rồi sẽ có một ngày bị tan chảy. Nhưng tình yêu của nàng và bùi thừa tư không phải bị phong ấn bởi hiểu lầm, mà là bị đổ bỏ đi không thương tiếc, tựa như nước đổ khó hốt. Chương 56, là do hắn gieo gió gặt bão. Edip, khả khả. Phó Dư đưa Vân Kiều ra kinh, đến tế lễ lật cô, cuối cùng bị bùi thừa tư mang về. Hồi kinh, vào cung, giữa đường không hề dừng lại, một mạch chạy thẳng sau khi xe ngựa đi qua cánh cửa cung màu son rộng lớn vân kiều để ý hình như bùi thừa tư nhẹ thở ra tựa như đây mới chính là nơi khiến hắn yên tâm còn vân kiều lại cảm thấy ngột ngạt ngay cả khi ngồi chung một chiếc xe ngựa với hắn cũng khiến nàng khó chịu xe ngựa vừa mới dừng lại vân kiều không đợi nội thì kê bật thềm nàng đã vén rèm lên nhẹ nhàng nhảy xuống nàng đi thẳng vào thanh hòa cung không quay đầu lại cánh tay vươn ra đỡ nàng của bùi thừa tư dừng ở khoảng không các cung nhân xung quanh gục đầu xuống, im bặt như ve sầu mùa đông, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vừa về Thanh Hòa Cung, Niên Ma Ma ngồi trên đống lửa nhìn thấy nàng liền vuốt ngực, thở phào, lần sau nương nương đừng lỗ mãn như vậy nữa. Thánh Thượng tự mình đến đây, khi biết ngài tự tiện rời cung, sắc mặt đã lập tức thay đổi. Vân Kiều không nói gì, chỉ lặng lặng thay quần áo, đợi Niên Ma Ma nhắc nhở xong, lúc này nàng mới cười nhàn nhạt đáp, ta biết rồi. Sau khi giải quyết triệu đạt xong, nàng không phải bận tâm chuyện gì nữa, cũng không cần phải ra cung, việc bây giờ của nàng là chờ đợi. Đợi Trần Cảnh xử lý xong triệu gia, chọn thời cơ thích hợp thực hiện lời hứa với nàng. Hơn nữa, cho dù nàng có lỗ mãn thì mọi chuyện không phải dễ làm. Từ ngày đó, Bùi Thừa Tư luôn nhìn nàng chầm chầm, đến mức hơi thái quá. Ngoại trừ lúc lên triều, triệu tập quan viên nghị sự, thì phần lớn thời gian hắn đều ở Thanh Hòa Cung, thậm chí còn cho nội thị mang tấu chương sang bên này tạm thời gác lại phúc đáp theo như lời hoài ngọc nói đội hình phòng ngự trong cung cũng đã âm thầm thay đổi sau khi vào thu đôi lúc vân kiều thường ho khang bùi thừa tư nghe thấy lập tức truyền thái y đến thăm khám dáng vẻ cho lo lắng từng chút một kia giống như xem nàng là ngọn đèn mỹ nhân gió thổi một cái là bay ban đầu viện phán còn tưởng có chuyện gì nhưng y bắt mạch một hồi lâu cuối cùng cũng không tìm ra chứng bệnh gì, chỉ đành kê phương thuốc la hán quả chân cách thủy. Bùi thừa tư lại phân phó thêm, vốn dĩ ba ngày bắt mạch một lần, nay sửa lại, hai ngày bắt mạch một lần. Nếu không phải hắn thấy Vân Kiều bất mãn, sợ là mỗi ngày hắn đều bảo Thái Y đến bắt mạch cho nàng. Tuy là vậy, Vân Kiều vẫn phán bác, thân thể ta thế nào, ta tự biết, không cần phải chuyện bé xé ra to. Phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh. Bùi thừa tư liếc viện phán ở bên, huống chi, cũng chẳng tốn công gì. Viên phán hiểu ý, vội vã gật đầu đáp lời, đúng vậy. Đối với hai người kẻ sướng người họa này, Vân Kiều không còn gì để nói, cũng lười tranh cãi, cứ mặc kệ hắn vậy. Khi nàng đến An Khánh Cung Thỉnh An, Trần Thái Hậu giữ nàng ở lại chơi cờ, rồi làm như thuận miệng nhắc đến tục lệ xưa của Hoàng gia, trong đó có Thu săn Người khai quốc là Võ Đế, ngày ấy giỏi cưỡi ngựa bắn cung, năm đó tự mình lãnh binh đoạt lấy thiên hạ trong thời loạn lạc. Sau khi đăng cơ nắm giữ quyền lực, bản lĩnh của ngài ấy vẫn không hề bị thụt lùi. Thu sang là tập tục của hoàng gia, do ngài ấy định ra. Mỗi năm vào tiết trời này, sẽ là lúc hoàng thất, công tử thế gia và nhóm võ tướng bộc lộ khả năng của mình. Trăm năm trước, có vị tướng tiết phượng gia vang danh tứ hải, giành chiến thắng trong thu sang lần đó, được ban thưởng rất nhiều. Tiên đế không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cũng không bao giờ xuất trận, chỉ mượn danh thu sang đưa vi quý phi ra cung du ngoạn hưởng lạc, còn từng chậm trễ không chịu hồi kinh. Năm trước thánh thượng vừa mới đăng cơ, mọi việc còn chưa ổn thỏa, cho nên tập tục thu săn chỉ đành gác lại. Trần Thái Hậu hạ xuống một quân cờ, bà lơ để nói, nhưng thu săn là cơ hội tốt để thể hiện hoàng uy, cho nên có lẽ năm nay sẽ tổ chức. Vân Kiều còn đang tưởng rằng mình sẽ nghe được một câu chuyện thú vị, nhưng khi nghe xong câu lấp lửng này, nàng cầm quân cờ nâng mắt nhìn bà nếu ngươi không thích ở trong cung buồn chán vậy thì nhân cơ hội này đi ra ngoài giải sầu trần thái hậu tựa như vô tình nói theo lý thì hoàng hậu nên đi theo nhưng kết quả thế nào còn phải xem ý của thánh thượng ánh mắt vân kiều sáng rực trong lòng nàng hiểu nếu không phải có mục đích thái hậu sẽ không vô duyên vô đề cập đến chuyện này hoàng cung này bị bùi thừa tư nắm trong lòng bàn tay có một số việc không thể ra tay được nhưng khi ra ngoài sẽ có rất nhiều nơi nàng có thể động tay động chân được lúc này nàng mới hạ xuống quân cờ cảm tạ thái hậu chỉ điểm nhìn thấy trạng thái tinh thần của vân kiều thay đổi vì tin tức này trần thái hậu liền biết nàng đã cảm nhận được ý của trần cảnh phượng vị hoàng hậu này không biết là có bao nhiêu nữ tử hao tâm tổn trí muốn có được còn vân kiều lại né tránh không kịp trăm phương ngàn kế muốn bỏ đi ngươi trần thái hậu muốn nói rồi lại thôi vân kiều đợi một lát thấy bà vẫn chưa nói ta nàng cẩn thận hỏi lại nương nương muốn hỏi gì sao trần thái hậu vén tóc mai không trả lời vân kiều thấy vậy tạm thời đè nén nghi ngờ xuống chuyên tâm đánh cờ không biết là tài nghệ chơi cờ của nàng tiến bộ hay là thái hậu đang thất thần không yên mà thế cờ này nàng đã thắng từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng thắng cờ thái hậu vân kiều có chút vui sướng không thể giáo sau đó liền mím môi cười với thái hậu may mắn thắng được người, xem ra vận khí hôm nay của thần thiếp không tồi. Thái hậu gật đầu cười nói, là ngươi đã tiến bộ. Không muốn cung nữ đến hầu hạ, Vân Kiều từ nhặt phân loại những viên cờ, sau đó nhớ đến chuyện vừa rồi, nàng hiếu kỳ nói, vừa rồi ngài thất thần chuyện gì vậy? Thái hậu nhận chung trà từ tân ma ma, thổi hơi nóng bốc lên, nâng mắt nhìn Vân Kiều xuyên qua làng hơi sương lượng lờ, nhẹ giọng nói, ai da bỗng nhiên nhớ đến vi thị. Vân Kiều giật mình, Lúc này nàng mới hai người Thái Hậu đang nhắc đến là Vi Quý Phi năm đó. Khi Vân Kiều vào kinh, Vi Quý Phi đã hoang thệ, nên chưa bao giờ chính thức gặp mặt. Chỉ nghe qua từ lời bàn tán của người khác, nàng biết được vị này là yêu phi ngang tàn, cương ngạnh, tàn nhẫn độc ác. Hơn nữa, nguyên nhân bùi thừa tư lan bạc giang hồ bao nhiêu năm nay cũng là vì nàng ta, cho nên Vân Kiều không hề có chút ấn tượng tốt nào. Ngàn vạn lần không ngờ đến, Thái Hậu lại nhìn nàng nhớ đến vi thị nhìn thấy đôi mắt phân rõ trắng đen tràn đầy vẻ khó hiểu trần thái hậu nâng tay đuổi hết cung nhân trong điện ra ngoài để kể cho vân kiều nghe về chuyện năm xưa vì quý phi không phải xuất thân từ danh gia vọng tộc có thể xem là nhi nữ của thợ săn còn tiên đế khi đó cũng không phải cửu ngũ chí tôn mà chỉ là một hoàng tử không được sủng ái mẫu thân tiên đế là cung nữ xuất nhân thấp hèn tướng mạo tầm thường vô tình được huệ đế lâm hạnh trong lúc say thậm chí còn không được đưa về hậu cung chỉ để lại ở hành cung. Hoàng tử nối giỏi của Huệ đế đông đúc, mới đầu lão không thèm để tâm đến một hoàng tử như vậy. Tuy tiên đế là huyết mạch của hoàng thất nhưng những năm ở hành cung, cuộc sống còn không bằng những nô tài ở đây, từng chịu không ít khuất nhục. Vì gia làm việc ở hành cung, không lâu sau đó, vi quý phi làm bạn với tiên đế, xem như là thanh mai trúc mã, đôi lúc nàng lén lút giúp mẫu tử bọn họ miếng ăn. Sau này, những hài tử mà Huệ Đế coi trọng tranh giành đoạt đích đến độ lưỡng bại câu thương, người chết, kẻ bị giam. Lúc này, lão nản lòng, rốt cuộc mới nhớ đến nghi tử ở hành cung, nên cho người đón về. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Từ đây, tiên đế một bước lên mây, sau này đăng cơ làm hoàng đế, liền đưa vi thị vào cung phong vị tần. Khi đó, tuy rằng vi thị mạnh miệng nói không tha thứ cho người, nhưng vẫn chưa đến nỗi đanh đá ương ngạnh chỉ là phi tần trong cung đông đúc rất nhiều người ghen ghét nàng được sủng ái cho nên hãm hại nhau càng ngày càng nghiêm trọng sau khi vi thị sinh hoàng tử nàng được tấn phong lên hàng phi nhưng nào ngờ tiểu hoàng tử còn chưa được một tuổi đã mất mạng khi điều tra ra thì phát hiện hiền phi sai vũ cơ đang được sủng ái hạ độc thủ vì vậy vi thị mới phát điên dìm chết nữ cơ kia xuống hồ sen giữa trời đông lạnh giá cũng từ đó căm hận luôn cả tiên đế Tiên đế ấy nấy cùng cực, lão phế hiền phi, nâng vi thị lên làm quý phi, lại còn phá lệ đề bạc người nhà của nàng, tìm mọi cách để bù đắp. Mọi người đều nói, vi thị ý vào tình cảm của tiên đế nên mê hoặc đế vương. Trần Thái Hậu khẽ thở dài, nhưng ai ra thấy, nàng dường như bị hậu cung này bức đến điên rồi. Lúc trước, Trần Thái Hậu cũng từng căm hận vi quý phi, sau này nhìn lại, bà lại cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng giận. Đối với giao dịch của Trần Cảnh và Vân Kiều, ban đầu Trần Thái Hậu không đồng tình, sau, bà nghĩ đến chuyện của Vi Thị khi xưa, cho nên dần già thay đổi ý định. Thật ra, bà không cảm thấy với tâm tính của Vân Kiều thì nàng có thể hại đến mạng người, chỉ là nếu nàng ở lại thì ai cũng không có kết quả tốt. Vân Kiều uống hơn phân nửa chén trà nhỏ, trầm mặt một hồi rồi thở dài. Từ trước đến nay, trong lòng Vân Kiều, Vi Quý Phi luôn ứng với ba chữ nữ nhân ác, giờ đây nghe xong chuyện này không đến nỗi xóa bỏ hết những tội ác mà bà gây ra nhưng không tránh khỏi thổn thức nói là thanh mai trúc mã nhưng một bên thì hắn yêu thương chân thành còn một bên thì hắn lại đi ngủ với phi tần nạp cơ vũ vì quý phi dùng tình yêu cả đời mình để đối đãi với hắn cho nên sinh hận đúng như câu nữ nhân đã yêu vào rồi thì khó mà thoát ra thật cũng không ngoa đây cũng là nguyên nhân khiến vân kiều nhất định phải rời khỏi đây với một số ít người mà nói đây thật sự không phải là nơi tốt đẹp gì nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi trần thái hậu dừng một chút sau đó ẩn ý nói vậy thì trở về thôi ở trong cung lâu như vậy đôi lúc trần thái hậu đối xử với nàng nghiêm khắc một chút nhưng đều xuất phát từ ý tốt nàng cũng học được rất nhiều điều vân kiều cung kính hành lễ tha thiết nói đa tạ ngài bao lâu nay đã quan tâm đến vân kiều vân kiều nguyện ghi lòng tạc dạ trần thái hậu mỉm cười nhìn nàng khẽ gật đầu dáng vẻ ung dung đoan trang của bà khiến vân kiều nhớ đến hoa mẫu đơn xinh đẹp một bông hoa phú quý như vậy thích hợp sống ở trong cung chấp chưởng quyền uy hơn còn nàng chỉ là một đóa bồ công anh sinh trưởng ở ven đường vô tình bị gió thổi nhầm vào cung đình lẫn quẩn một hồi cũng nên rời đi sau khi trở lại thanh hòa cung vân kiều ngẫm nghĩ lại lời của thái hậu nói nàng không biết trần cảnh đã sắp xếp chi tiết thế nào nhưng nàng biết bản thân mình cần phải ra cung lúc thu sang chuyện kế tiếp đã có Trần Cảnh lo, cho nên lúc này nàng phải nghĩ cách cho mình. Tuy nói là dựa theo lệ xưa, Thu Săn phải có hoàng hậu đi theo. Nhưng Bùi Thừa Tư chưa từng tìm dịp để nói, cũng như chưa từng nhắc đến với nàng, cho nên Vân Kiều sinh ra hoài nghi, dường như hắn không có ý định cho nàng xuất cung cùng. Vân Kiều cân nhắc vài hôm, Bùi Thừa Tư vẫn không đề cập đến Thu Săn, nhưng lại cho Thiên Thiên vào cung. Sao đột nhiên muội lại đến đây? Vân Kiều hỏi hang, có chuyện gì sao? Thiên Thiên thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Vân Kiều ngơ ngác không biết gì, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, "Vân tỷ, chẳng lẽ tỷ đã quên sinh thần của mình rồi sao?" Vân Kiều ngẩn ra, nhẩm tính lại này, lúc này mới vỡ lẽ. Từ sau khi phụ thân qua đời, nàng bơ vơ một mình, những năm đầu sống chật vật, vốn đã không có thói quen làm sinh thần. Khi nào nhớ đến sẽ ăn một bát mì trường thọ, còn nếu không nhớ thì mỗi ngày trôi qua đều như nhau. Gần đây trước là chuyên tâm báo thù cho lực cô, sau lại nghĩ đến chuyện thu săn, cho nên không hề nhớ đến việc này. Mà lúc trước, khi Vân Kiều ghi tên vào gia phả của Trần Gia, bác tự sinh thần cũng đổi, cho nên cung nhân cũng không hề biết hôm nay là sinh thần của nàng. Nếu không phải thiên thiên đến nhắc, sợ là nàng sẽ cứ vậy cho qua. Đây là bùa bình an muội cầu ở tướng quốc tự, và một chiếc khăn tay do muội tự theo. Thiên thiên lấy ra lễ vật đã chuẩn bị, tặng cho Vân Kiều, còn có nguyên liệu của nguyên cô nương nhờ muội mang đến nàng ấy nói đây là thứ mang được từ nam tân chưa chắc trong cung đã có nói xong cung nhân mang hộp nguyên liệu đưa vào phòng nguyên anh rất biết sở thích của vân kiều khi tặng nguyên liệu còn đặc biệt để trong hộp màu thiên thanh vân kiều xem từng cái một mí mắt cong lên cười nói phiền mọi người quan tâm thanh đại ở bên cạnh thấy dáng vẻ này của nàng cảm thấy khó hiểu từ trước đến nay bồi thừa tư cho người tặng đồ lại đây không thiếu thứ gì, kỳ trân dị bảo có thể nói là khiến người hoa cả mắt, nhưng Vân Kiều lại không thèm ngó tới. Hiện giờ lại vui vẻ phấn chấn với những đồ vật nhỏ nhoi này. Còn có cái này, thiên thiên cẩn thận lấy một vật từ trong túi tiền ra, nâng tới trước mặt Vân Kiều, phó ca ca bảo muội tiện đường mang đến cho tỷ. Đó là một con chim nhạn bằng ngọc được điêu khắc tinh xảo, chỉ là nhìn từng nét trạm trổ thì không được sắc sảo lắm. Phó ca ca không cho muội nói, nhưng mà thiên thiên dừng lại một chút sau đó nhỏ giọng cái này là do chính tay huynh ấy khắc đó vân kiều tiếp nhận nhạn ngọc đầu ngón tay nhẹ vuốt ve hoa văn bên trên liền bật cười thảo nào ta còn đang nghĩ ngọc tốt như vậy có thợ thủ công nào dám động đao hắn đang dùng lại kỹ xảo lúc nhỏ sao lúc nhỏ phó dư nổi hứng từng đến nhà thợ thủ công ở thị trấn học khắc gỗ một thời gian nhưng không chú tâm lắm khắc ra đồ vật có cái giống có cái không so ra mà nói, nhạn ngọc này đã là tiến bộ vượt bậc. Thường ngày hắn dơ đao múa kiếm, giờ lại bắt ngồi một chỗ chạm khắc từng mũi dao nhỏ, chỉ tưởng tượng ra bộ dạng kia thôi, ý cười trong mắt Vân Kiều càng sâu hơn. Phó ca ca nói, ngọc này là huynh ấy tìm được khi đến Tây Vực. Mùi thấy, trước khi hạ đao, huynh ấy đã thử qua mẫu gỗ rất nhiều lần rồi. Thiên Thiên cười nói. Vân Kiều cẩn thận tất kỹ lễ vật sinh thần, nhân tiện trò chuyện với Thiên Thiên về chuyện thời thơ ấu. Hoài Ngọc biết sinh thần của nàng, hắn không yêu cầu phòng bếp làm đồ ăn thịnh soạn, mà chỉ nấu những món thường ngày, nhưng có thêm mì trường thọ. Tỷ muội hai người tâm sự một hồi lâu, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Vân Kiều mới gọi người đưa Thiên Thiên ra khỏi cung. Trong người nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, sau khi tiễn Thiên Thiên đi, nàng tự người lên giường ở thư phòng nghỉ tạm. Giang ngoài truyền đến tiếng bước chân, Vân Kiều mở mắt nhìn qua. Cách bước bình phong nàng lờ mờ nhìn thấy bóng dáng nam nhân mặt thanh y. Nàng không nghĩ nhiều, thuận miệng gọi, Hoài Ngọc. Thân hình kia dừng lại, Vân Kiều đang định hỏi Hoài Ngọc đang làm trò gì, thì thấy người nọ vòng qua tấm bình phong, cho nên lời đến miệng nàng đột nhiên nghẹn lại. Hắn không phải Hoài Ngọc, mà là bùi thừa tư. Thường phục của hắn rất hiếm có màu xanh, càng không có áo xanh chất liệu thô ráp như vậy, toàn thân trên dưới không mang bất kỳ trang sức ngọc bội nào, trông cực kỳ một mạc không hề giống một đế vương ánh nắng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu lên sườn mặt của hắn phát họa ra hình dáng vô cùng quen thuộc với vân kiều khiến nàng sinh ra ảo giác tựa như người đứng trước mặt nàng bây giờ là chàng thư sinh nghèo năm đó khiến nàng nhất kiến chung tình đã lâu rồi bùi thừa tư chưa từng nhìn thấy thần sắc này trên mặt vân kiều khiến tim hắn đập nhanh hơn nhưng đến khi vân kiều phục hồi tinh thần chút dịu dàng này liền lướt qua nhanh hắn trơ mắt nhìn đôi mắt vân kiều tối đi rồi chuyển sang giá lạnh như trước khoảnh khắc vừa rồi giống như phản chiếu lại giấc mộng cũ nhưng hắn không thể quay về đoạn thời gian đó a kiều bùi thừa tư gọi tên nàng dịu dàng nói chúng ta ra ngoài đi dạo đi thái độ của hắn không còn kiêu ngạo nữa cũng không mang theo ý tứ lấy lòng mà giống như năm đó ở bình thành mang theo chút thân mật thường ngày vân kiều thất thần sau khi bình tĩnh lại nàng có chút buồn cười lúc trước nàng cãi nhau với bùi thừa tư lúc ấy vừa muốn phát tiết vừa muốn xả giận nàng từng nói muốn hắn mặc thanh y thì nàng mới chịu giao hoang khi đó bùi thừa tư tức giận vì những lời này đến mức hai mắt đều đỏ hoe hắn mặc kệ tất cả cưỡng bức nàng còn nói nàng đừng sống trong quá khứ nữa hiện giờ bùi thừa tư lại muốn mặc y phục vải bố tầm thường vụng về bắt chước lại bản thân mình lúc trước để lấy lòng nàng vân kiều không hề cảm động chỉ cảm thấy con người hắn thật lỗi thời thời điểm cần để tâm thì lại không chịu để tâm lúc nên buông bỏ thì một mực níu dữ phá nát tình cảm của hai người đến độ này còn phải chịu tra tấn đều là do hắn gieo gió gặt bão vân kiều mấp máy môi muốn lên tiếng từ chối nhưng phút chốc nàng nhớ đến chuyện thu săn đành nuốt hết những lời kia xuống nếu nàng phát tiếp theo bản năng e là sẽ bỏ lỡ cơ hội này đi đâu vân kiều bày ra bộ dạng hào hứng tùy ý nói Bùi thừa tư thấy nàng có hứng thú, lập tức cười nói, ngoài cung. Vân Kiều như đang suy nghĩ điều gì, nàng nhìn chầm chầm bùi thừa tư một hồi, không ngờ hắn lại yên tâm đưa nàng ra khỏi cung. Vân Kiều phủi ống tay áo đứng dậy nói, đợi ta đổi sim y. Niên ma ma biết nàng muốn ra cung cùng với bùi thừa tư, lập tức cho người lấy váy áo màu thiên thanh đến, sau khi thay xong sánh bước cùng với bùi thừa tư trong thật xứng đôi. Vốn dĩ, tướng mạo của hai người rất đẹp, đứng chung một chỗ giống như đôi tình nhân. Nếu không phải vì nét mặt Vân Kiều có chút xa cách thì trông rất giống đôi tiểu phu thê ở dân gian. Mặt bùi thư tư rạng rỡ ý cười, không để ý đến vẻ lạnh lùng của Vân Kiều. Với hắn mà nói, có thể đưa nàng ra ngoài là đã xem là có tiến triển rồi, không cần gấp cáp hòa hợp như lúc đầu. Trong lòng Vân Kiều rất rõ, hành động này của bùi thừa tư tám phần là vì sinh thần của nàng. Nàng còn tưởng rằng sẽ lên xe ngựa ra ngoài cung như mọi khi, nhưng không ngờ hắn lại dắt nàng đến hướng đông. Vân Kiều hiếu kỳ đi theo, chưa đến đông hoa môn nàng đã mơ hồ nghe tiếng náo nhiệt bên ngoài, nghi hoặc trong lòng càng nổi lên nhiều hơn. Khi mới đến Kinh Thành, Vân Kiều từng nghe Nguyên Anh nói về chợ đêm trong kinh, tuy nơi đó nhộn nhịp nhưng không gần hoàng cung. Sau này vào cung, nàng có nghe ma ma nhắc đến, bên ngoài cổng đông hoa lúc trước từng là phố phường đông đúc, chỉ là sau khi đại loạn đoạt đích xảy ra, Huệ Đế hạ lệnh cấm hoạt động khi đó nàng còn tiếc nuối, nhưng để tránh cho Bùi Thừa Tư phiền lòng, nàng đành im lặng không nhắc đến. Sau khi đi theo Bùi Thừa Tư ra cổng Đông Hoa, ánh đèn đường và khói lửa ập vào mắt nàng. Sạp bán hàng có muôn vàng kiểu dáng và màu sắc rực rỡ, thức ăn, mức hoa quả, ngọc ngà, châu báu, kim thoa, trâm cài, quần áo đều có cả. Tiếng rao hàng, ra giá, mặt cả vang lên bên tai không dứt, không có chút uy nghiêm nào với nơi bên kia bức tường giống như đường phố của phố Chu Tước. Từ nhỏ, Vân Kiều đã là người thích náo nhiệt, ở trong cung thanh tịnh lâu ngày, bất chợt nhìn thấy tình cảnh này, giống như được xuống hạ giới. Bất giác, nét mặt nghiêm nghị của nàng mất đi, nàng tò mò nhìn nó xung quanh, ánh nến rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt nàng tràn đầy sức sống khiến người khác động lòng. Bùi thừa tư nhìn nàng, hai tay hắn nắm chặt. Tại sao trước đây hắn lại muốn nhét Vân Kiều hoặc bác lanh lợi vào thân xác đoan trang hiền diệu? nhất quyết muốn nàng đủ tư cách làm hoàng hậu ngồi ở vị trí đế vương trong tay nắm binh quyền vốn là người định ra quy củ kết quả lại bị quy củ bài xích thậm chí còn dùng những thứ đó để thao tủng vân kiều quả thực ngu không ai bằng vân kiều không hỏi gì nhiều chỉ nhìn ngắm khắp nơi bùi thừa tư cũng không lên tiếng quấy rầy nàng hắn lặng lẽ đi bên cạnh đợi khi nàng ưng ý thứ gì hắn sẽ ở phía sau trả tiền vân kiều thưởng thức hết các món ăn ở đây rồi chơi ném vòng, ném thẻ vào bình rượu, rồi đi dạo hết con phố dài, lúc này đã tốn một khoảng thời gian. Vân Kiều xoa xoa cổ, thoáng nhìn thấy bùi thừa tư sách đồ cho nàng, nàng liền sửng sốt. Sao lại không đưa cho cung nhân sách? Chân mày Vân Kiều khẽ nhíu lại. Thấy nàng chủ động mở miệng, ý cười trên mặt bùi thừa tư càng rõ hơn, hắn nói, không muốn quấy rầy các nàng. Vân Kiều thông thả đi đằng trước, đưa tay chỉ toàn bộ phố này, người nói đi, đây là ý gì? Ta nhớ nàng là người thích náo nhiệt, ở trong cung lâu khó tránh sẽ cảm thấy buồn tẻ. Nên hạ lệnh cho người khôi phục lại phố phường từng bị huệ đế cấm. Bùi Thừa Tư nhìn ngọn đèn dầu trải dài hết con đường dài, hắn cười dịu dàng nói, từ nay về sau, con phố này sẽ càng nhộn nhịp, nếu khi nào nàng cảm thấy không vui, có thể thay sim y đến đây đi dạo. Đoạn đường dài tràn đầy khói lửa nhộn nhịp này là quà sinh thần Bùi Thừa Tư dành tặng nàng ngay cả nhóm khuê tú thế gia quyền quý ai cũng rất rõ đạo lý cửa cung sâu như biển sau khi vào cung là phải thu lại tính tình không dám làm trái yêu cầu cho nên khi đó tuy vân kiều cảm thấy có tiếc nuối nhưng chưa từng nhắc đến lúc đó trong lòng nàng cũng biết bùi thừa tư sẽ không đồng ý vì việc này sẽ được gọi là tốn công vô ích nào ngờ quanh đi quẩn lại bùi thừa tư lại dọn dẹp chướng ngại chuẩn bị chu toàn mọi thứ hai tay dâng lên cho nàng Vân Kiều đưa tay che mắt mình lại. Dựa vào tình cảm của nàng đối với bùi thừa tư lúc trước, nếu nhận được một phần quà như thế này, e là nàng sẽ nhường nhịn hắn mọi thứ. Nhưng tình cảm đến muộn còn rẻ hơn rơm cỏ, nàng không còn háo hức nữa. Vào chính lúc im lặng này, phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ của pháo hoa, các bá tánh đồng loạt dừng việc trên tay, ngẩng đầu nhìn. Vân Kiều cũng ngước mắt theo bản năng, nhìn về phía pháo hoa sáng lạng kia bầu trời đen nhánh trong đêm đen tràn ra các màu sắc của pháo hoa kéo dài không dứt mọi người kinh ngạc cảm thán sôi nổi bàn luận phỏng đoán nguyên do ngoài đêm giao thừa tết nguyên tiêu ra thì một màn pháo hoa như vậy thường chúc mừng dịp trọng đại a kiều sinh thần vui vẻ bùi thừa tư rủ mắt nhìn nàng ánh mắt hắn ở trong màn đêm cực kỳ dịu dàng vân kiều chớp mắt không nói một lời lúc trước là ta đi sai đường làm tổn thương trái tim nàng bùi thừa tư trịnh trọng gần như thề thốt sau này sẽ không như vậy nữa ta có thể xin nàng cho ta một cơ hội nữa được không chúng ta bắt đầu lại từ đầu vân kiều im lặng một hồi lâu nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của bùi thừa tư từ từ mất đi cuối cùng khi pháo hoa đã dừng lại nàng nhớ đến thu săn nên nhẹ gật đầu bùi thừa tư mừng như điên nhưng hắn lại nghi ngờ mình bị ảo giác vẻ trầm ổn từ xưa đến nay của hắn bay sạch Hắn đi theo phía nàng hỏi lại, "A Kiều, vừa rồi nàng gật đầu phải không?" Vân Kiều không thèm để ý, bước về phía trước. Trong lòng nàng thầm nghĩ, không biết sau này Bùi Thừa Tư có nhớ lại lúc này không? Đến lúc đó hắn sẽ có cảm giác gì? Chương 57, người như Bùi Thừa Tư không nên đến gần, phải tránh càng xa càng tốt. Oedip, khả khả. Hết màn pháo hoa, đêm cũng đã khuya, đã đến giờ nên trở về cung. Đêm khuya lạnh lẽo, thanh đại đã chuẩn bị áo choàng từ trước nàng tiến lên còn chưa kịp mở miệng đã bị bùi thừa tư ngăn lại hắn không để cho cung nhân hầu hạ tự hắn khoác áo choàng cho vân kiều khung cảnh này ở trong mắt người khác cực kỳ giống một đôi tiểu phu thê hòa thuận ân ái công tử mua tặng phu nhân hộp phấn mặt đi tiểu thương bán son phấn ở bên đường chào mời khách như thường lệ nàng thấy bùi thừa tư đưa mắt nhìn qua lập tức đon đã nói tiếp phấn mặt nhà ta chất lượng tốt hình thức cũng đẹp cô nương này mồm méo nhanh nhẹn khen phấn mặt của nhà mình lên tận trời xanh còn nhận tiện khen cả dung mạo của vân kiều khen hai người xứng đôi vừa lứa thật sự nghe rất bùi tai như thể không mua phấn mặt này là cực kỳ có lỗi với lời khen từ nãy giờ của nàng trong cung không thiếu gì song phấn trang sức nào cũng có vốn dĩ vân kiều chẳng có hứng thú gì nhưng thấy dáng vẻ này của nàng vân kiều nở nụ cười không phải vì vài câu khen tặng kia mà vì cô nương này khiến nàng nhớ đến bản thân mình lúc trước. Đặc biệt là khi vừa mới bắt đầu buôn bán, mồm mép phải luyện thật nhiều chỉ vì vài hộp phấn mặt. Trời sinh Vân Kiều có đôi mắt đào hoa, đuôi mắt hơi cong lên, lúc cười rộ trông rất xinh đẹp, khiến cho tâm tình người đối diện trở nên tốt hơn. Đặc biệt là dưới ngọn đèn dầu leo lắc, trông càng giống một bức danh họa truyền qua nhiều đời. Lúc trước còn ở Bình Thành, ngày nào Bùi Thừa Tư cũng nhìn thấy, bất giác đã thành thói quen hiện giờ đã lâu không được nhìn bắt gặp dáng vẻ này của nàng khiến bùi thừa tư vừa xúc động vừa lưu luyến đột nhiên hắn hiểu ra vì sao lại có nụ cười ngàn vàng minh vũ bán phấn sửng sốt nàng thượng lại có chút bối rối không biết câu nào của mình có thể khiến cho mỹ nhân đang lạnh lùng phải nở nụ cười thấy nàng tiến đến minh vũ vội đưa phấn trong tay lên lời nói mang ý lấy lòng nếu phu nhân thấy thích có thể xem thử vân kiều đưa tay nhận nhưng nàng không nhìn nó Ánh mắt lại dừng ở hộp hương liệu bên cạnh. Minh Vũ lập tức cầm hộp hương liệu đến. Ân Cần nói: Đây là hương liệu tốt nhất của nhà ta, gọi là Lương Hạ, mùi giống bạc hà, nhưng dịu dàng trầm tĩnh. Không cần người khác giới thiệu, Vân Kiều cũng biết rõ, bởi vì hương này là do chính nàng điều chế ra, chỉ là mùi hương này có hơi khác. Còn đang thắc mắc, bỗng nhiên nàng nhớ đến nửa trương hương liệu lúc trước mình nhờ Nguyên Anh xử lý hộ, trong lòng liền có suy đoán. Hương này là ngươi bắt chước chế lại sao?" Vân Kiều cười hỏi. Minh Vũ ngẩn ra, nàng kinh ngạc vuốt mái tóc, ngượng ngùng nói: "Sao phu nhân biết?" Lúc trước khi nghiên cứu chế tạo hương này, ta đã tốn rất nhiều công sức, ngươi có thể bắt chước đến 8, 9 phần, xem ra cũng vất vả không ít." Vân Kiều không những không truy ngọn ngành, còn chỉ ra hương này không đủ nguyên liệu, thậm chí còn phân thích thứ tự, phân lượng để điều chế hương này cho Minh Vũ nghe. Minh Vũ nén kinh ngạc ghi nhớ hết những lời Vân Kiều nói, chợt nàng bừng tỉnh, hóa ra là vậy, ta cảm thấy quái lạ, làm thế nào cũng không giống y hệt được. Khi bị vạch Trần bắt trước điều chế, Minh Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, không ngờ chính chủ không trách cứ, còn đem hết phương thức điều chế truyền thụ cho mình không chút giấu giếm. Minh Vũ nghiêm túc hành lễ, chân thành nói, tạ ơn phu nhân đã chỉ điểm. Vân Kiều khẽ mỉm cười, nàng không ở lại lâu, cầm hai hộp phấn mặt trên sạp rồi rời đi. Bùi Thừa Tư thả hai khối bạc vụn xuống, rồi đuổi theo nàng, hắn cười nói, "Ta thấy nàng hình như rất thích cô nương bán phấn kia." Vân Kiều vui vẻ, đương nhiên hắn cũng vui, chỉ là có chút tò mò. "Ngươi không thấy nàng ấy hơi giống ta sao?" Vân Kiều hỏi lại, khi nhìn thấy Bùi Thừa Tư ngẩn ra nàng mới ngỡ ra, cũng đúng, ngươi chưa từng thấy dáng vẻ của ta khi ra ngoài mua bán. Khi nàng gặp Bùi Thừa Tư, tình hình đã tốt hơn rất nhiều, trên tay không thiếu bạc cũng không cần vài hộp phấn mà khu môi múa mép lấy lòng người khác nữa. Một mình nàng cắn răng chịu đựng trải qua hai năm khó khăn kia. Bùi thừa tư nghẹn họng. Hắn biết lúc nhỏ Vân Kiều sống không dễ dàng gì, nhưng mỗi khi Vân Kiều đề cập đến chuyện cũ, nàng luôn nói với giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, vả lại cũng chỉ nói đến những chuyện thú vị đã trải qua, nàng chưa từng than thở mình đã khổ sở thế nào, đến mức hắn không hề nghĩ gì đến nó. Một tiểu cô nương không cha không mẹ, tự mình ra đời làm ăn buôn bán thì phải nỗ lực và chịu biết bao nhiêu gian khổ đây lúc trước sự quan tâm của hắn đối với vân kiều không bằng một phần mười nàng đối với hắn cho đến bây giờ bị nàng coi thường thế nào đi chăng nữa cũng là đáng đời hắn không xứng oán hận nửa lời sau khi vào cổng đông hoa âm thanh huyên náo bị ném lại phía sau càng ngày càng mơ hồ rồi biến mất khắp nơi trong cung đều yên tĩnh chỉ có tiếng gió rất nhỏ bùi thừa tư tự cầm đèn lồng Sống vai đi bên cạnh nàng, ánh nến ấm áp khẽ đông đưa, không hiểu sao lại khiến cho Vân Kiều nhớ lại chuyện cũ. Đó là vào đầu đông. Nàng bận rộn tới lui vì hàng hóa gặp vấn đề, mãi cho đến đêm vẫn còn đợi ở bến tàu. Vốn, nàng đã nhờ người báo tin về nhà, nói mình sẽ về trễ, bảo Bùi Thừa Tư đừng lo lắng. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, tự tìm đến đây. Bùi Thừa Tư mang áo choàng thật dày cho nàng, cầm đèn lồng phủ kính giấy, đưa nàng về nhà. Khi đó nàng cực kỳ hạnh phúc, ông cánh tay Bùi Thừa Tư làm nũng, nàng nói bao năm qua nàng sống một mình, trong nhà không ai ngóng trông, càng không có người đến đón nàng, cho nên có phu quân vẫn tốt hơn. Bùi Thừa Tư dở khóc dở cười kéo áo choàng lại cho nàng, rồi cười nói, sau này ta sẽ ở bên cạnh nàng. Rõ ràng đứng trong gió lạnh, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Khi đó, nàng rất muốn ở với Bùi Thừa Tư cả đời giống như vậy mong rằng khi hai người bạc đầu vẫn có thể cùng dìu nhau sống vai. Nào nghĩ đến chỉ mới qua mấy năm, cảnh còn người mất, cùng ở chung một chỗ nhưng lòng đầy toan tính. Vân Kiều quay đầu đi, đưa tay đè khóe mắt. Bùi Thừa Tư nhận thấy nàng khác thường, hắn quan tâm hỏi, nàng sao vậy? Vân Kiều lắc đầu, nhẹ giọng nói, gió thổi vào mắt thôi. Trong lòng nàng biết rõ, nếu nàng nói chuyện vừa rồi cho Bùi Thừa Tư nghe, thì chắc chắn hắn sẽ càng thêm ấy nấy nhưng nàng không muốn làm như vậy. Nàng vẫn muốn giữ lại chút ít hồi ức đã từng khiến nàng xúc động, không ai được phép vấy bẩn nó. Đi đến trước cửa Thanh Hòa cung, Vân Kiều dừng bước, khẽ trêu chọc, "Dừng lại đi, đã là bắt đầu lại thì không thể mới đêm đầu đã ngủ lại." Bùi Thừa Tư bị những lời này chọc cười, hắn ôm Tồn nói, "Vậy ngày mai gặp lại." "Được." Vân Kiều gật đầu, nương theo ngọn đèn nhìn hắn sau đó xoay người bước qua ngạch cửa bùi thừa tư nhìn theo cho đến khi nàng khuất dạng lúc này mới trở về tử thần điện Từ sau ngày xảy ra chuyện ở thư phòng hôm đó hoài ngọc cố tình trốn tránh bùi thừa tư chỉ cần có hắn ở đây y sẽ không hầu hạ bên cạnh vân kiều nữa lúc này thấy vân kiều trở về một mình hắn mới xuất hiện đêm khuya gió lạnh ngài ở ngoài lâu như vậy uống chén canh gừng xua đuổi hàng khí đi hoài ngọc khuyên nhủ đưa chén canh đã chuẩn bị từ trước sau khi tách khỏi bùi thừa tư vân kiều không hề che giấu vẻ mặt ủ rũ nàng mệt mỏi tiếp nhận chén canh uống mấy ngụm rồi bỏ xuống nàng ngước mắt nhìn hoài ngọc đứng bên cạnh lại nghĩ đến bùi thừa tư vừa rồi bùi thừa ta nói với nàng muốn bắt đầu lại từ đầu trong tình thế ép buộc nàng gật đầu đồng ý trong lòng lại nghĩ lừa mình dối người có một số việc có lẽ sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu nhưng giữa bọn họ làm gì có con đường này ai biết được hắn có dẫm lên vết xe đổ hay không vì nàng đã không còn tin con người bùi thừa tư nữa rồi tình ái là thứ hư vô mờ mịt không đáng tin không đáng để hao tốn tâm tư dường như hoài ngọc cảm nhận được ánh mắt của nàng hắn nhìn lại dịu giọng nói không còn sớm nữa nương nương còn chưa nghĩ sao tới lui lâu như vậy vân kiều có chút mệt mỏi nàng che miệng ngáp một cái trong mắt hiện lên chút ánh nước nàng nheo mắt nhìn về phía hoài ngọc càng cảm thấy dáng vẻ dịu dàng này rất giống Bùi Thừa Tư. Nhưng nàng cũng biết, đây chỉ là trùng hợp, hai người này cách nhau tám sào cũng không liên quan đến nhau. Hoài Ngọc lúng túng dưới ánh mắt mông lung của nàng, hắn cảm thấy giọng mình hơi khô, ngài mệt rồi. Đúng vậy, nên đi nghỉ thôi. Vân Kiều chống bàn đứng dậy, miệng lẩm bẩm, ngày sau còn có việc phải làm. Âm thanh của Tràng Pháo Hoa trong đêm kia lớn như vậy, khắp kinh thành này có rất nhiều người nhìn thấy bá tánh tầm thường thì xem náo nhiệt nhưng đại bộ phận triều thần thì không nhẹ nhàng như vậy trong lòng mọi người biết rõ đây nhất định là do thánh thượng ra lệnh nhưng không phải ngày lễ tết cũng không phải dịp gì đặc biệt sao lại bắn pháo hoa sáng hôm sau trước buổi triều triều thần tụ tại một chỗ xì xào nghị luận có người còn đến hỏi cả trần cảnh đêm qua trần cảnh bị tiếng pháo hoa kinh động hắn khoác áo đứng dậy nhìn qua cửa sổ nhớ đến trước đó Bùi thừa tư hạ lệnh khôi phục đường phố sau cổng Đông Hoa, trong lòng hắn đã đoán ra được 7-8 phần. Nhưng hắn không nhiều lời, chỉ trả lời không biết. Chuyện bắn pháo hoa nói cho cùng thì cũng không phải là chuyện gì lớn lao, bình thường chẳng ai rảnh rỗi nhắc đến làm hoàng đế khó chịu. Nhưng ấy vậy mà vẫn có vị ngự sử tuổi tác đã cao, sợ bùi thừa tư đi vào vết xe đổ của tiên đế, nên đầu buổi triều, lão khuyên hắn không nên phô trương lãng phí. Bùi thừa tư cũng đoán được chuyện này không thể né tránh được, cho nên chẳng bực bội gì gật đầu nghe theo cứ vậy việc này gạt qua một cách dễ dàng triều đình lại quay về thương nghị chính sự nhưng trong hậu cung vẫn có người đau đáo trong lòng tràng pháo hoa kia thu hút không ít cung nhân xem náo nhiệt ở tê hà điện cũng trông thấy rất rõ ngô nhiễm cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng thì nữ tật lực khuyên nhủ nên trở về tẩm điện nhưng suốt cả đêm nàng không thể chợp mắt được cho đến hôm sau cung nhân hỏi thăm tin tức trở về ngô nhiễm biết tin đêm qua bùi thừa tư vẫn ngủ ở tử thần điện mà không phải ở thanh hòa cung trong lòng mới dễ chịu một chút ma ma lúc trước bà khuyên ta nên kiên nhẫn đợi nhưng đã nhiều tháng trôi qua thánh thượng vẫn cứ tâm tâm niệm niệm hoàng hậu ngô nhiễm đè ngực nếu mày nói muốn ta phải đợi thế nào đây nói không chừng không phải đợi thánh thượng phiền chán mà là đợi hai người họ hòa hợp lại lương ma ma thấy được nàng đang nôn nóng chỉ biết thở dài nếu nương nương từng ở chung với hoàng hậu Ngài sẽ biết nàng là người trong cứng ngoài mềm, sẽ không dễ quay đầu đâu. Ngô Nhiễm vẫn không yên tâm, vậy nếu lỡ như. Lương Ma Ma bị lời này làm nghẹn họng. Dù sao trên đời này có điều gì là tuyệt đối đâu. Cho dù trong lòng bà biết Vân Kiều sẽ không cúi đầu, nhưng cũng không dám khẳng định. Ngô Nhiễm biết câu này mình hỏi sẽ không đúng, chỉ là dưới tình thế cấp bách, nàng không quản nhiều chuyện đến vậy. Nàng vò chiếc khăn trong tay, thấp giọng hỏi, vậy ngài nói xem ta phải làm sao bây giờ lương ma ma thấy không đành lòng nhưng lại không thể làm được gì thời gian này bà biết rõ mọi chuyện cũng đại khái biết được tâm tư của bùi thừa tư nếu nhất định phải nói ra thì ngu nhiễm tiếng cung là một sai lầm đêm giao thừa từng khiến nàng vui vẻ thật ra lại là khởi đầu của xui xẻo tại sao lại có thể đánh cược mọi thứ lên tình yêu của nam nhân vì ân tình cũ của ngu gia cho nên lương ma ma không đành lòng nói ra những lời cay nghiệt nhưng thay vào đó, cho dù bà không thích Vân Kiều đến thế nào đi chăng nữa, thì bà phải thừa nhận Hoàng hậu là một người khoan dung độ lượng. Nếu đổi là vi quý phi năm đó, chỉ sợ mạng của ngu nhiễm chưa chắc đã giữ được, chứ đừng nói giống như bây giờ, đứng hàng phi, cẩm y ngọc thực đầy đủ. Nếu ngài chịu nghe lời lão nô nói, chỉ cần an tâm chờ đợi, cho dù có tìm cái gì tiêu khiển để giết thời gian cũng được, ngàn vạn lần đừng xen vào chuyện của đế hậu. Lương ma ma nói sâu xa, sau đó còn nói thêm còn nếu như dùng mánh khóe tiểu xảo thì chỉ bị phản tác dụng mà thôi thấy lương ma ma nghiêm túc như vậy ngô nhiễm không dám phản bác chỉ biết thấp giọng đáp lại bãi triều bùi thừa tư sai nội thị mang tấu chương đến thanh hòa cung sau khi nghị sự với triều thần xong hắn lập tức đến chỗ vân kiều lúc đến hắn mới phát hiện bên trong thanh hòa cung đang làm diều giấy Đại khái là Vân Kiều rảnh rỗi cho nên không muốn đến nhà kho lấy mấy con diều đủ hình dáng tinh xảo mà muốn tự mình làm. Từ sau khi đuổi lương ma ma đi, Vân Kiều cũng từ từ đổi hết hạ nhân trong thanh hòa cung. Hiện giờ cung nhân trong thanh hòa cung không còn can gián những hành động của nàng, mỗi ngày trôi qua thoải mái hơn nhiều. Thấy bùi thừa tư đến, Vân Kiều buông bút chấm hồ ra, khẽ gật đầu với hắn. Nếu đổi lại là người khác, với thái độ hỗn xược như vậy cũng đã đủ để hắn trị tội, nhưng đối với bùi thừa tư trước giờ bị nàng coi thường, hiện giờ giống như thụ sủng nhược kinh. Hỏi hang Vân Kiều một lúc, hắn mới đến thư phòng để phê duyệt tấu chương. Bùi thừa tư ngồi sát cửa sổ, hắn không chuyên tâm vào chính sự bộn bề, đôi lúc hay liếc mắt ra cửa sổ nhìn xem Vân Kiều đang làm gì. Cho đến khi làm xong con diều, Vân Kiều đứng dậy thở hắt ra. Thị nữ tiến lên cởi dây buộc tay áo cho Vân Kiều, sau đó phút thẳng xiêm y, nàng ngồi dưới tán cây, chậm rãi thưởng thức trà, trong vô cùng thanh thản. Bùi thừa tư nhìn Vân Kiều một hồi, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn tấu chương đang mở ra ở trên bàn, là tấu chương bẩm báo về thu sang. Mọi việc đã được sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần hắn gật đầu là có thể khởi hành sớm. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ có cơ hội đó mới có thể quang minh chính đại rời cung trong một khoảng thời gian. Hắn do dự rất lâu về việc có mang theo Vân Kiều đi hay không, cho đến hôm nay, dù nghi kỵ trong lòng vẫn chưa tiêu tan nhưng cũng không đành lòng thấy nàng thất vọng a kiều bùi thừa tư gọi vân kiều qua cửa sổ sau giờ ngọ nếu không có việc gì thì đi cùng ta đến trường đua ngựa đi vân kiều quay đầu nhìn hắn chân mày khẽ nhướng lên giả vờ hỏi có chuyện gì thời gian tới sẽ có thu săn ở bắc sơn đã lâu rồi ta chưa đụng tới cung mã cho nên muốn tập luyện một chút bùi thừa tư quan sát sắc mặt của nàng rồi tiếp tục nói nếu nàng có hứng thú thì có thể học một chút tuy nói là thu săn nhưng không phải hoàng đế nào cũng có thân thủ bất phàm như vị khai quốc võ đế kia những người làm cho có lệ không chỉ có một mình tiên đế cung nhân sẽ bố trí thỏa đáng trình lên những con mồi đã chuẩn bị sẵn trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không ai dám nói bọn họ đua nhau khen ngợi vậy là xong tuy bùi thừa tư không thành thạo cung mã nhưng không muốn lừa gạt cho xong chuyện giống tiên đế vân kiều nghe xong hai mắt đều sáng rỡ bùi thừa tư nhắc đến thu săn với nàng hẳn là có ý muốn đưa nàng theo hơn nữa nàng cũng có hứng thú với trường đua ngựa cho nên lập tức đồng ý lúc này sự vui vẻ của nàng không phải cố ý bày ra mà trong lòng nàng mong chờ thật sự ngay cả cơm trưa cũng ăn nhiều hơn một chút niên ma ma thấy thế liền vui mừng khi bà hầu hạ vân kiều thay kỵ trang nhìn thấy vòng eo và cánh tay gầy gò của nàng bà liền nói chiều tối nương nương muốn ăn gì lão nô sai phòng bếp làm cho ngài. Cái gì cũng được, ta không kén ăn. Vân Kiều thuận miệng đáp. Nhà hoàng tết gọn mái tóc nàng ra đằng sau trong vô cùng phóng khoáng, nàng liền đứng dậy đi ra cửa. Bùi thừa tư đã đổi trang phục, chờ ở trong viện, nhìn thấy nàng, hắn công mi mỉm cười. Vân Kiều hơi ngẩn ra, lúc sau cũng cười nhàn nhạt đáp lại hắn. Niên ma ma chấp hai tay trước bụng, nhìn theo bóng dáng hai người sóng vai ra cửa, ý cười trên mặt càng đậm hơn bà cảm thán, giá mà thế này sớm hơn thì tốt biết mấy. Nghĩ về khoảng thời gian trước đây, thật khiến người ta lo lắng mà. Thánh giá rời đi, Hoài Ngọc mới lộ diện, trùng hợp lại nghe câu cảm thán này của niên ma ma, mi mắt hắn rủ xuống, lặng lẽ lui về. Sáng sớm trường đua ngựa đã được phân phó, chuẩn bị tiếp đón thánh giá, nào ngờ đế hậu không cần phô trương gì, chỉ âm thầm không để lại nhiều người hầu hạ. Ngựa của Bùi Thừa Tư đã chuẩn bị từ sớm, vân kiều theo quản sự ngự mã dám nhìn ngựa cuối cùng chọn một con ngựa nhỏ trông có vẻ hiền lành toàn thân trắng muốt vân kiều chưa từng cưỡi ngựa cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi như bây giờ khi nàng đưa tay vuốt ve tiểu bạch mã nàng cảm thấy có chút căng thẳng tiểu bạch mã tựa như có linh tính không đợi nàng chạm vào nó đã nghiêng đầu chủ động thân mật trước vân kiều vừa vui vừa sợ hai mắt trợn tròn quản sự bên cạnh nói phất tuyết tuy tính tình hiền lành nhưng rất ít chủ động thân thiết với con người xem ra nó thật sự rất thích nương nương đấy giống như để chứng minh lời này phất tuyết đến gần hơn một chút cọ cọ vào lòng bàn tay nàng vân kiều vuốt ve bờm nó thích thú không muốn buông tay bùi thừa tư ở bên cạnh đợi vân kiều làm quen với phất tuyết rồi tự đỡ nàng lên ngựa dặn dò lần đầu nàng cưỡi ngựa đừng hấp tấp để cho người nắm cương dắt đi vài vòng trước đã khi nào quen rồi tính tiếp biết rồi vân kiều nắm chặt dây cương lơ đỉnh đáp nhìn thấy bùi thừa tư vẫn còn ở đó lúc này nàng mới gật đầu thúc giục không phải chàng muốn đi luyện tiễn sao chàng cứ đi đi không cần ở cạnh ta đâu bùi thừa ta có chút bất đắc dĩ bật cười sau đó phân phó cung nhân hầu hạ cẩn thận lúc này mới chịu rời đi chờ hắn đi rồi thần thái của vân kiều hoàn toàn thả lỏng nàng biết tự lượng sức mình không miễn cưỡng bản thân để mặt nội thị dắt ngựa đi. Gió mang hơi lạnh lất vất qua, cỏ cây xung quanh khẽ úa vàng, từng thời từng khắc đều nhắc nhở nàng, trời đã vào thu. Nội thị dắt ngựa có miệng lưỡi nhanh nhẹn, hắn luyên thuyên nói về lai lịch của Phất Tuyết cho Vân Kiều nghe, và những điều cần làm khi cưỡi ngựa. Vân Kiều nghiêm túc lắng nghe, hai tay nắm chặt dây cương, hỏi bất chợt, hoa quế đã nở rồi sao? Nội thị sửng sốt một hồi, sau đó lập tức đáp lời, đúng vậy có lẽ là vì khí hậu cho nên hoa quế ở bình thành nở muộn hơn những nơi khác chu kỳ hoa cũng kéo dài hơn đến cuối thu vẫn còn quanh quẩn mùi hương đặc biệt ở khắp nơi nàng nhớ mọi năm đều như vậy hiện giờ ở xa quê hương cho nên cảm thấy thiếu thiếu thứ gì vân kiều bóp đầu ngón tay trong lòng thầm tính toán nếu ở thu sang nàng thuận lợi thoát thân lập tức về quê nhà chắc là có thể đuổi kịp mùa hoa quế trước khi nó tàn tư chất của bùi thừa tư rất tốt một khi đã hạ quyết tâm làm chuyện gì, hắn sẽ làm hết sức, cho nên cái gì cũng có thể làm tốt. Dường như mỗi ngày hắn đều luyện tiễn, Vân Kiều cũng đi theo luyện cưỡi ngựa. Dù cùng đến cùng đi, nhưng lúc sau hai người ai làm việc nấy. Trong mắt mọi người, đây là bằng chứng cho việc đế hậu đã hòa thuận như lúc đầu. Từ sau khi bị lương ma ma nhắc nhở, ngu nhiễm nhiều lần thuyết phục bản thân mình, phải nhẫn nại chờ đợi, đợi đến khi bùi thừa tư chán ghét hoàng hậu thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng tin tức đế hậu hòa hợp như ban đầu càng lúc càng nhiều, khiến nàng không thể bình tĩnh được. Thánh thượng mỗi ngày đều ở cùng hoàng hậu, còn ta thì không được đi thu săn. Ngu nhiễm siết chặt bút vẽ tranh, các đốt ngón tay trở nên trắng bệt, tựa như muốn bẻ gãy cây bút kia. Nét mực đặc quán ở ngoài bút nhỏ xuống, sau đó loan ra, phá hỏng bức họa, sơn thủy thả câu còn đang gian dở. Xích cầm thở dài, khuyên nhủ, thân phận hoàng hậu vẫn còn đó, dựa theo thông lệ, đương nhiên là phải đi cùng. Ngài thấy đó, Hiền Phi và An Tần không phải cũng không được tùy giá. Các nàng sao có thể so sánh với ta được? Ngu nhiễm bực bội cắt ngang lời xích cầm, ta và Thánh Thượng là Thanh Mai Trúc Mã, ngay cả cưỡi ngựa cũng học cùng nhau. Xích cầm thấy ngu nhiễm mất kiên nhẫn, lập tức im miệng. Ngu nhiễm nhìn bức họa sơn thủy không thành hình, nàng càng nghĩ càng không cam lòng, lập tức vò thành cục vứt bỏ, rồi đứng dậy gọi người hầu hạ thay quần áo. Hoài Ngọc bước vào bẩm báo lại hướng đi của ngu nhiễm, nói Ninh Tần đến trường đua ngựa. Vân Kiều nhàn hạ ở trên giường đọc sách. Tuy mấy ngày nay Vân Kiều đã cưỡi ngựa thành thạo nhưng vì luyện nhiều quá cho nên má đùi của nàng bị rột da. Chỉ có thể bôi thuốc trị thương, an phận ở trong phòng tĩnh dưỡng, không cần đi theo bùi thừa tư. Sau khi nghe tin tức này, Vân Kiều có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Hoài Ngọc, ta biết, hiện giờ của tin tức ngươi rất nhanh nhạy, nhưng không cần chuyện gì cũng báo lại với ta đâu hoài ngọc mỉm cười nô tài còn tưởng rằng ngài muốn biết đường đi nước bước của ninh tần ta không có hứng thú với nàng ta vân kiều nói dứt khoát hoài ngọc hiểu tính vân kiều khi ở chung cũng không cố kỵ nhiều thậm chí hắn còn hỏi hình như ngài không để tâm đến ninh tần thì phải ngươi cảm thấy ta phải nên hận nàng ta sao vân kiều hỏi ngược lại sau đó nàng lắc đầu ta chỉ không thích nàng chưa đến mức phải oán hận nếu mà phải nói thậm chí ta còn có chút tội nghiệp nàng ta. Con người của bùi thừa tư không nên đến gần, tránh càng xa càng tốt. Nếu ông hy vọng với hắn thì định sẵn sẽ bị tra tấn, không thể giải thoát. Tác giả nói, hai chương nhập một. Chương 58, lúc này rời cung, nàng không có ý định quay về. Edip, khả khả. Cho dù không có người cố tình tìm hiểu, Vân Kiều cũng có thể đoán được ngu nhiễm đến trường đua ngựa gặp bùi thừa tư tám phần là vì chuyến thu săn. Hai ngày trước khi thu săn bắt đầu, danh sách đã được định. Thái hậu tuổi lớn không muốn bon chen, sớm đã nói rõ không muốn đi. Ở hậu cung này, người có thể đi chỉ có một mình Vân Kiều. Còn vài người, Triệu Nhạn Lăng bị cấm túc để trị bệnh, đương nhiên không thể đi. Hiền Phi và An Tần đã an phận từ lâu, cho nên không có ý định tham gia. Nhưng đối với ngu nhiễm mà nói, để bỏ qua chuyện này, e là không mấy dễ chịu vân kiều nhớ rõ ngày ấy đến tê hà điện nhìn thấy tình trạng của ngô nhiễm nàng đã nghĩ chắc hẳn bùi thừa tư rất yêu vị ngu cô nương này hắn đã tâm niệm rất nhiều năm cơ mà có lẽ ngô nhiễm cũng cho là như vậy cho nên khi đó mới chủ động quỳ gối trước nàng đợi bùi thừa tư đến chủ trì công đạo lúc ấy cả hai đều không đoán được bùi thừa tư không quan tâm ngay cả khi ngô nhiễm rơi xuống nước mất đi hài tử bùi thừa tư cũng chỉ đến thăm một lần rồi cho người ban thưởng rất nhiều đồ, còn hắn không hề an ủi nàng ta. Tựa như cho qua chuyện này. Vân Kiều nhìn thấy cảnh tượng này, nàng không thấy hả hê, chỉ cảm thấy run sợ. Vào lúc này, nàng hoàn toàn hiểu được, thật ra bùi thừa tư không yêu ngu nhiễm. Nếu mà phải nói, thì trong lòng hắn, ngu nhiễm có khi còn không bằng nàng, nhưng trong hai người không ai sánh bằng quyền thế cả. Đối với đế vương mà nói, chuyện này không đáng phải để tâm có lẽ vì nàng không phải nam nhân cũng không phải đế vương cho nên không thể hiểu hay thông cảm cho hắn chỉ đành chia cách đôi nơi đầu tháng sau là sinh thần của an tần sao bỗng nhiên vân kiều nhớ đến chuyện này nàng phân phó cho người chuẩn bị lễ vật sinh thần trước đến lúc đó tặng cho nàng hoài ngọc thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo vân kiều ngẫm nghĩ một hồi sắp xếp thỏa đáng hết mọi chuyện nằm trong bổn phận của hoàng hậu sau đó dừng mắt ở hoài ngọc nàng nhẹ giọng hỏi còn ngươi thì sao? Sau khi bị bùi thừa tư bắt gặp, Vân Kiều đã muốn đưa Hoài Ngọc ra khỏi cung, nhưng hắn lại từ chối. Chuyện đến bước này, nàng đã chuẩn bị tâm thế rời khỏi đây, cho nên nhắc lại. Hoài Ngọc vẫn trả lời như lúc trước, ngài vẫn còn cần nô tài. Dường như hắn không cảm thấy đây là chuyện gì to tác, dáng vẻ ung dung, thông thả nói, nô tài đã chuẩn bị đường lui cho mình, ngài cứ yên tâm. Khi bị hỏi đến, thái độ của hắn có chút khác thường, không chịu nói gì thêm. Ở trước mặt nàng, trước giờ hắn đều hỏi gì đáp nấy, đây là lần đầu tiên hắn giấu giếm, khiến Vân Kiều cảm thấy bất lực. Cuối cùng, nàng cũng không gặn hỏi nữa. Thu sang lần này, thời gian xuất cung không ngắn, từ lúc niên ma ma nhận được tin tức, bà lập tức phân phó bọn người thanh đại bắt đầu chuẩn bị hành lý, rồi trình Vân Kiều xem qua. Ma ma tính toán đương nhiên sẽ chu toàn hơn ta, các ngươi cứ xem đó mà chuẩn bị. Vân Kiều không để ý những thứ đó, nàng chỉ lật xem nhân vật của mình mang vào lúc tiến cung, thản nhiên đáp. Đồ vật khiến nàng mang từ Bình Thành đến Kinh Thành, sau đó mang vào cung, đương nhiên sẽ có ý nghĩa đặc biệt với nàng. Nhưng để tránh cho bùi thừa tư hoài nghi, những đồ cũ đó Vân Kiều không lấy bất kỳ thứ gì. Sau khi xem xong, nàng cho người thu dọn, cất vào trong xó. Đến khi chạng vạn, ánh chiều tà chiếu vào trong viện. Vân Kiều ngồi ngay người bên cửa sổ, khi vô tình nhấc mí lên, nàng phát hiện bùi thừa tư đã đứng trong viện từ khi nào, nhìn nàng qua khung cửa sổ. Có lẽ hắn từ trường đua về, vẫn chưa cài thúc quan, mái tóc dài buộc cao lộ ra chút khí phách của thiếu niên. Ánh hoàng hôn chiếu lên quần áo màu đen, phản chiếu những hoa văn tối màu, ánh vàng kim ly ti nhảy nhót trên đường thẳng ánh nắng. Mang theo khí chất của người thiên gia. Chàng đến khi nào? Vân Kiều hồi phục tinh thần, xoa xoa hốc mắt khô khốc, lộ ra ý cười nhàn nhạt sao lại không lên tiếng mới đây thôi vừa vào đến nội viện đã thấy nàng suy tư cho nên không muốn quấy rầy bùi thừa tư đứng yên ở hành lang dựa lên cửa sổ cười hỏi vừa rồi nàng đang nghĩ đến điều gì ta đang nghĩ xem thu săn này có nơi này đẹp để đi vân kiều chống má làm bộ như đang suy tính tuy ta có học cưỡi ngựa nhưng không biết bắn tên lúc này đi chỉ cho có lệ đợi sau khi trở về tập luyện nhiều hơn hai năm sau là có thể tự mình đi săn thú rồi nói đi cũng phải nói lại cái này phải có thiên phú nếu như học không được thì cũng không còn cách nào nàng cố tình vẽ lên chuyện tương lai làm như muốn chuẩn bị kế hoạch lâu dài sau này bùi thừa tư thấy vậy ý cười càng sâu hơn lúc này hơi gấp gáp có thể nàng không chuẩn bị được gì bùi thừa tư nghiêm túc tính toán nếu nàng thấy thích hôm khác ta sẽ dạy cho nàng từ từ rồi cũng sẽ học được. Vân Kiều không hề có hứng thú với bắn tên đi săn, cố ý nhắc đến chẳng qua là muốn bùi thừa tư lơ là phòng bị thôi. Thấy hắn mắc câu, nàng mỉm cười gật đầu, được. Nàng cũng chẳng hỏi ngu nhiễm đi theo làm gì, bùi thừa tư cũng không có ý định nhắc đến, hai người cứ vậy trò chuyện mấy chuyện vô nghĩa, cố gắng tạo ra cảnh hòa bình giả dối, việc gì ngang qua trước mắt cũng trở thành đề tài của câu chuyện. Chớp mắt đã đến ngày rời cung đến khu vực săn bắn hành lý chất đầy mấy rương lớn, Hoài Ngọc áp giải đi trước đưa đến hành cung. Vân Kiều để niên ma ma ở lại trong cung canh chừng, bên người mang theo mấy cung nữ và nội thị có thể tin tưởng được. Hiếm khi có được lý do chính đáng rời cung, không cần cải trang giả dạng, lén lén lúc lúc, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy. Vân Kiều lười nhắc dựa vào gối, nghe bá tánh xung quanh ồn ào nghị luận, tuy nàng biết rõ, cách thùng xe bọn họ sẽ không thấy gì, nhưng nàng vẫn không được tự nhiên ngồi ngay ngắn lại vì vậy tâm trạng muốn mở cửa sổ nhìn nó xung quanh cũng biến mất mãi cho đến khi ra khỏi cổng thành dân chúng xem náo nhiệt mới dần dần tản ra nàng vừa mới thả lỏng không được bao lâu bên ngoài có người gõ nhẹ thùng xe thấp giọng bẩm báo nương nương thánh thượng thỉnh ngài qua bên kia vân kiều nhíu mày trả lời dứt khoát không đi nội thị truyền tin thường xuyên đi theo hầu hạ bên cạnh bùi thừa tư nên đã quá quen với thói đại bất kính của hoàng hậu không mấy ngạc nhiên chỉ thấp giọng dạ vân rồi lui xuống. Còn thị vệ đi theo lại thầm kinh ngạc. Vốn tưởng rằng cho dù thánh thượng không giận, nhưng tám phần sẽ không vui, nào ngờ, không bao lâu sau, xa giá phía trước dừng lại, thánh thượng tự mình đến đây. Thị vệ lập tức cúi đầu xuống mới có thể kiếm chế, không để lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Vân Kiều đang bưng chung trà uống, thấy màn xe bị sốc lên, nàng nheo mắt nhìn, sau khi thấy rõ người kia là bùi thừa tư, nàng cũng có chút ngạc nhiên nàng không chịu qua thì ta đành tự mình lại vậy bùi thừa tư giải thích qua loa sau đó ngồi xuống bên cạnh cung nữ hầu hạ lập tức hiểu chuyện rời khỏi thùng xe vân kiều nuốt nước trà sau đó tìm cớ từ chối triều thần đang theo ở phía sau bên cạnh còn có rất nhiều thị vệ bùi thừa tư nói ta không quan tâm hắn không thèm để ý vân kiều cũng không nhiều lời nữa sau khi bỏ chung trà xuống nàng cầm thoại bản lên xem từ kinh thành đến khu vực săn bắn cần phải mất cả ngày cưỡi ngựa. Đoàn người, xe ngựa giống trống khua chiên nối đuôi nhau đi, nghỉ ở trạm dịch một đêm, ngày mai mới đến nơi. Vân Kiều đã hỏi về lịch trình, nàng lo trên đường rảnh rỗi không có việc gì làm cho nên Bảo Thanh Đại chuẩn bị thoại bản cho mình, trong xe còn có cả bài lá. Bùi thừa tư lại đây cũng không có gì đứng đắn. Hắn thấy Vân Kiều chuyên chú đọc thoại bản, không nói một lời, hắn cũng cầm một quyển khác lên, lật xem không mục đích năm đó còn ở bình thành hai người thường xuyên ở chung hắn ở thư phòng ôn thi khi vân kiều rảnh sẽ ngồi bên cạnh đọc thoại bản giết thời gian chỉ là khi đó vân kiều không chú tâm đọc thường xuyên đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng trên người hắn còn hiện giờ người không chú tâm đổi lại là hắn bùi thừa tư vốn không thích xem mấy thứ này chốc chốc lại phân tâm hắn bất giác nhìn về phía vân kiều không biết thoại bản kia viết câu chuyện gì thú vị mà khiến nàng tập trung xem nó thỉnh thoảng tới điểm mấu chốt nàng sẽ nhíu mày theo sau đó qua hai trang mặt mày mới giãn ra đôi chút dường như chỉ cần nhìn biểu cảm nàng thay đổi là có thể đoán được diễn biến của câu chuyện thật sự vô cùng sinh động buổi trưa dùng cơm ở trên xe vân kiều không muốn ăn uống gì chỉ ăn mấy miếng rồi thả đũa bùi thừa tư khuyên vài lần nàng chẳng chịu nghe cho nên không ép nữa đợi cung nhân dọn hết chén đũa xuống bùi thừa tư thấy sắc mặt nàng hơi ủ rũ cho nên rút thoại bản từ trong tay nàng ra lại tiếp tục khuyên nếu mệt mỏi rồi thì nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi vân kiều liếc mắt nhìn hắn chẳng có chút cảm kích nào vờ như oán trách sao chàng lại giống niên ma ma vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ngay cả ăn uống sinh hoạt hàng ngày cũng quản nếu không phải ngại hoàn cảnh hiện tại cũng không muốn trở mặt với hắn vân kiều thật sự muốn hỏi hắn hiện giờ hắn đào đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy Bùi thừa tư bị lời này làm cho nghẹn họng, nhưng hắn không giận, chỉ có chút buồn cười và bất đắc dĩ, nếu nàng không thích vậy thì ta không nói nữa. Vân Kiều ôm chăn mỏng trùng lên người, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, làm như muốn đi nghỉ nhưng một lúc lâu vẫn chưa ngủ được. Mi mắt khẽ rung, hàng mày thanh tú nhăn lại vì mất kiên nhẫn. Sao lại bồn chồn? Bùi thừa tư nhìn thấy, thấp giọng hỏi, ta có mang hương an thần theo, nàng có muốn dùng không? không cần hắn nói, Vân Kiều cũng có thể ngửi ra. Có lẽ vì dùng quá nhiều hương an thần, cho nên trên người hắn có mùi hương thoang thoảng, thậm chí đôi lúc còn ác luôn cả mùi huân hương, hương hắn thường dùng. Đây không phải dấu hiệu tốt. Nàng làm nghề điều chế hương, cũng xem như có chút tài nghệ có thể biết được hương an thần bùi thừa tư được điều chế như thế nào. Cái gọi là hương an thần, thay vì nói đó là hương thì chi bằng nói nó là một loại thuốc thì đúng hơn cho dù Thái Y cố gắng dùng dược liệu tốt nhất, lành tính nhất nhưng về lâu về dài, dùng hoài cũng không tốt. Vân Kiều lắc đầu, ta không cần. Do dự một lúc, nàng nói thêm, nếu được, chàng ít dùng đến nó đi. Chỉ là một câu dặn dò thuận miệng, nhưng lại khiến cảm xúc hắn tốt hơn nhiều. Bùi thừa Tư gật đầu đồng ý, sau đó thở dài, a Kiều, ta không thể ngủ ngon giấc được. Đó là vì tâm tư chàng quá phức tạp vân kiều không bị lời của hắn lay động ánh mắt nàng trong trẻo tựa như có thể nhìn rõ hết mọi suy nghĩ giấu kín trong lòng hắn bùi thừa tư né tránh ánh mắt một lúc sau hắn cười khổ tự dẻo nàng nói không sai vị trí đế vương này không dễ ngồi trừ khi hồ đồ ngu ngốc giống tiên đế chuyện gì cũng phủi tay bằng không sẽ có rất nhiều chuyện phải lo trong xương cốt hắn cực kỳ khinh thường tiên đế hắn chán ghét hành động của lão đương nhiên sẽ không đi vào con đường của tiên đế hắn còn là một người đa nghi, không tin tưởng Trần Gia đã nâng đỡ hắn, cũng không hoàn toàn tin tưởng Ngu Gia cho chính hắn đề bạc, cho nên càng thêm mệt mỏi. A Kiều, bùi thừa tư nhìn về phía nàng, thấp giọng nói, thấp kinh thành này, người khiến ta không chút phòng bị chỉ có nàng. Vân Kiều im lặng siết chặt chăn mỏng, nàng biết, lúc này mình nên đáp lại gì đó, nhưng lại không thể mở miệng nói dối hắn, cho nên chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn hơi cuộn người lại, buông tiếng thở dài, nhắm mắt dưỡng thần xem như không có việc gì dọc đường đi hầu như bùi thừa tư không rời khỏi nàng nửa bước vân kiều không thể tìm ra được thời gian rỗi cho đến ngày hôm sau vào ở hành cung theo thông lệ nàng và bùi thừa tư phải ở hai nơi khác nhau lúc này mới có chỗ để thở lúc trước hoài ngọc lấy xe ngựa đưa hành lý lại đây vân kiều còn chưa tới hắn đã thu xếp xong chỗ ở ngay cả nước trà hay huân hương đều là thứ thanh hòa cung hay dùng vân kiều nhận chung trà từ tay hắn cho thị nữ trong phòng lui ra rồi nhẹ giọng hỏi có tin tức gì không hoài ngọc lắc đầu vân kiều cũng không ngạc nhiên lắm dù sao thì trước giờ trần cảnh luôn hành sự cẩn trọng viện này liên can trọng đại hắn không tin tưởng hoài ngọc thì cũng là điều dễ hiểu lùi một bước mà nói cho dù trần cảnh có đổi ý thì nàng cũng đã chừa đường khác cho mình lúc này rời cung nàng không có ý định sẽ trở lại Chương 59, nàng còn nửa câu sau chưa nói. Lừa ngươi thôi. Edip, khả khả. Cả đoạn đường đi mệt nhọc, vừa đến hành cung không bao lâu lại phải tắm gội trang điểm, vì buổi tối còn có tiệc. Đây là lần đầu tiên Vân Kiều chính thức xuất hiện trước các văn võ bá quan, cho nên thượng cung cục đẩy nhanh tốc độ, mặc lễ phục, đeo trang sức cho nàng. Tuy nàng lười biếng không muốn tham gia, nhưng nghĩ lại vẫn phải chịu trách nhiệm với chức danh hoàng hậu này, cho nên điều chỉnh lại tâm trạng lần cuối cùng làm tròn chức trách của mình tắm gội xong sắc trời đã dần tối vân kiều đã thay lễ phục ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm chờ cung nữ vấn tóc trang điểm cho mình xong lại nghe thấy tiếng vấn an liên tiếp truyền đến ở gian ngoài bùi thừa tư lại đến vân kiều nhìn trong gương bất giác nhíu mày nàng cảm thấy hình như gần đây bùi thừa tư dính người quá mức chỉ cần có chút rảnh rỗi hắn lại đến tìm nàng không rời nửa bước hành động này trong mắt người khác có thể xem là đế hậu hòa hợp nhưng có lẽ vì nàng có tật giật mình cho nên cảm thấy bùi thừa tư có mục đích riêng vẻ mặt không vui của vân kiều nhanh chóng lướt qua sau khi bùi thừa tư vén rèm châu đi vào nàng vờ như không có việc gì cười hỏi sao chàng lại đến đây giờ này đợi nàng trang điểm xong chúng ta cùng đến yến tiệc bùi thừa tư nói rồi ngồi xuống bên cạnh hắn đã rửa mặt chải đầu chỉnh chu mặc lễ phục đen theo hoa văn bằng chỉ vàng khiến cho làn da càng thêm trắng. Tóc vấn ngọc quang, bên hông mang ngọc bội, ngón tay thon dài đeo những bang chỉ làm từ sừng tê giác. Thân phận đế vương nuôi dưỡng khí chất cao quý phủ lên người hắn, cho dù hắn tùy tiện ngồi ở đó, cũng khiến người khác phải chú ý đến. Vân Kiều không quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của hắn qua chiếc gương đồng, nàng chớp mắt, sau đó dời mắt đi, khẽ cười, vậy chàng đợi ta một chút. Cung nữ chải đầu búi tóc cho nàng kiểu đoan trang, cài thoa phượng trâm, hoa châu các loại, sau đó đeo hoa tai bằng ngọc đông châu chế tác thành. Sau khi trang điểm xong, gương mặt nàng càng thêm lung linh sắc sảo. Vân Kiều công môi nhìn mình trong gương, tuy nàng lộ ra nụ cười, nhưng vẫn thấy vô cùng xa cách, khác xa dáng vẻ của lúc trước. Bùi Thừa Tư khen, rất đẹp. Nói rồi, hắn đưa tay, mắt phượng của hắn cong lên mang theo hy vọng. Vân Kiều do dự một khắc, rồi đưa tay đặt vào lòng bàn tay Bùi Thừa Tư, hắn đỡ nàng đứng lên cùng đến yến hội. Hành cung dựng lên dựa vào núi, vừa nâng mắt lên là có thể thấy được sơn cảnh ẩn hiện trong bóng đêm. Gió lạnh phả vào mặt, hàm châu hơi đông đưa, Vân Kiều ngửa đầu nhìn, nàng cảm thấy không khí nơi đây tốt hơn nhiều so với kinh thành. Ống tay áo hạ thấp, bùi thừa ta nắm chặt tay Vân Kiều, thấp giọng nói, ngày mai, ta đưa nàng đi xem phong cảnh trên đỉnh núi, được không? Vân Kiều thu ánh mắt xa xăm lại, khẽ cười, được. Trong sảnh yến hội, hoàng thân quốc thích bá quan văn võ đều đang chờ đợi sau khi nhìn thấy đế hậu lộ diện bọn họ đồng loạt đứng dậy cuối cùng vân kiều cũng có thể rút tay về tách bùi thừa tư ra để ngồi xuống yến hội lúc này nàng không cần phải làm gì cả chỉ cần làm một hoàng hậu đoan trang một bình hoa không thể bắt bẻ là được vân kiều ngồi ngay ngắn ở vị trí trên cao mặt vui vẻ nhìn về phía triều thần trong này có rất nhiều người nàng đã gặp từ trước nhưng chỉ thoáng qua cho nên bây giờ vẫn rất mơ hồ cho đến khi bắt gặp đôi mắt sáng rực của phó dư ý cười trên mặt nàng mới rõ ràng hơn một chút mọi người ngồi ngay ngắn chỉnh tề trong điện có một số người trước kia nàng không gặp được hôm nay cũng đã thấy vân kiều lướt qua vài vòng lúc này mới ý thức được trần cảnh vẫn chưa tới khiến nàng hơi ngạc nhiên tuy nói hiện tại trần gia đang thịnh thế nhưng trần cảnh không phải loại người cùng vọng tự cao tự đại ngược lại còn kiểm soát chặt chẽ gia đình mình đánh dẫm vào vết xe đổ của vi thị bành trướng năm đó. Tựa như buổi yến hội quan trọng này, hắn không nên đến trễ hơn bùi thừa tư. Đương nhiên, có không ít triều thần nghi hoặc, cố tình nó nghiêng đến vị trí kia, mang nhiều sắc mặt khác nhau. Đối với chuyện này, bùi thừa tư không nói gì, chỉ yên lặng quan sát phản ứng của mọi người. Vân Kiều đè nén hiếu kỳ của mình, thu hồi tầm mắt. Đi đường mệt nhọc, nàng vốn không muốn ăn uống gì nhìn mấy món thịt nướng hoang dã này nàng cũng ăn không nổi, chỉ dùng chút trái cây cho mát người. Có lẽ, bùi thừa tư nhìn thấy nàng không có hứng thú cho nên gọi thị vệ lại, nói nàng cứ về nghỉ ngơi. Vân Kiều ngẩn ra, nàng đưa mắt nhìn về phía bùi thừa tư, rồi sau đó lại nhìn triều thần đầy kính điện này, nàng có chút nghi hoặc. Nàng rời tiệc sớm hơn bùi thừa tư, hình như không hợp quy củ. Nếu, lương ma ma còn theo bên người, chỉ e là giờ này đang tận tình khuyên bảo nàng nàng đang tự hỏi bản thân không hề lộ ra điểm nào mất kiên nhẫn nào sao hắn lại biết thì thấy bùi thừa tư ở trước mặt bất chấp quy củ mấp máy môi ra khẩu hiệu về đi vân kiều do dự một lúc quyết định không miễn cưỡng bản thân nàng hành lễ với bùi thừa tư rồi dẫn mấy người thanh đại rời điện vừa mới ra khỏi cửa không khí lạnh đánh vào mặt cung nhân vội vàng khoác áo choàng cho nàng thanh đại bên cạnh rụt vai cảm khái nói ban đêm ở hành cung này thật là lạnh cũng may Hoài Ngọc cho người mang xiêm y đến đây. Vân Kiều đưa tay cọ cọ chót mũi, nhỏ giọng nói, ở trong núi là vậy. Nhóm nội thị đi trước cầm đèn cung đình dẫn đường, Thanh Đại đi bên cạnh, nâng tay cho Vân Kiều, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Vân Kiều thấy bộ dạng này, cười hỏi, ngươi muốn nói gì? Nô tỳ cảm thấy, Thanh Đại cười ngượng ngùng, tuy nàng biết tính tình hoang hậu rất tốt, khả năng sẽ không chấp, nhưng giọng nàng bất giác nhỏ xuống, hiện giờ, thánh thượng đối xử với ngài rất tốt nói xong nàng thận trọng quan sát biểu tình của vân kiều đang chuẩn bị tinh thần để thỉnh tội vân kiều không giận sau một hồi im lặng nàng khẽ cười đúng vậy thanh đại cho rằng hiện tại thái độ của hoàng hậu đã mềm ra nhưng lại nghe nàng thở dài nhưng như vậy thì đã sao câu thang thở nhỏ này bị gió đêm thổi tan dường như khiến thanh đại cảm thấy bản thân mình bị ảo giác các cung nhân đều biết tính tình của trần hoàng hậu rất ôn hòa trọng lượng, có rất nhiều người muốn đến Thanh Hòa cung để hầu hạ. Đôi lúc, Thanh Đại cảm thấy tính tình hoàng hậu của mình quá tốt, cho nên thục phi với Ninh Tần mới lớn lướt. Thật không thể ngờ, hoàng hậu từng dùng hết tình cảm chân thành để yêu thánh thượng, lại có thể cứng rắn đến vậy. Vân Kiều thấy Thanh Đại khó hiểu, nhưng nàng không giải thích nhiều, chỉ cười cho qua. Trong lòng nàng rất rõ, ở trong mắt người khác những chuyện nàng làm là không biết điều, không biết thức thời một người cao cao tại thượng như bùi thừa tư chấp nhận cúi đầu lấy lòng nàng nàng còn muốn gì nữa nhưng nàng không muốn hòa hợp như lúc đầu với bùi thừa tư cũng sẽ không làm vậy không phải chỉ vì hai chữ tình yêu mà là giữa hai người đã không còn đồng điệu khó lòng bên nhau vân kiều nhớ đến việc trần cảnh vắng mặt trong buổi tiệc sau khi về phòng nàng cho người đi tìm hiểu sáng hôm sau đã có tin tức đêm hôm qua hắn ngã bệnh vốn dĩ thân thể của trần thái phó đã không được tốt lúc này bệnh cũ tái phát nghe người ta nói thái y đi theo phải trực suốt một đêm bên cạnh hắn sau tiệc tối qua thánh thượng còn tự mình đến thăm vân kiều không ngờ được mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy nhất thời không biết nói gì đúng lúc bùi thừa tư đến đây để ăn sáng cho nên nàng tạm nén chuyện này lại dựa theo thông lệ hoàng đế phải đi săn ngày đầu tiên bùi thừa tư thay đổi trang phục đi săn Cưỡi lên con ngựa Ô Vân đạp tuyết quen thuộc, lưng mang cung tiễn. Trước khi hắn đi, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Kiều, chờ nàng vẫy tay, hắn mới mang theo võ tướng và thị vệ đi vào rừng. Đội nhân mã biến mất trong rừng, khói bụi tung bay mịt mù. Vân Kiều đứng ở đó một lát, nàng cảm thấy tẻ nhạt, nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi xung quanh nhìn xem, không ngờ vừa mới xoay người đã nhìn thấy Trần Cảnh. Sắc mặt hắn còn mang bệnh tật, chưa kịp mở miệng đã thấp giọng ho khan. Vân Kiều thấy hắn ho khụ khụ như vậy liền nhíu mày, nàng khuyên nhủ: "Nếu thái phó đã bệnh cũ tái phát, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt đi?" "Không sao, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng biểu tình vẫn lãnh đạm như thường ngày, thân thể thần thế nào thần hiểu rõ, nghỉ ngơi trong phòng không thể nào tốt hơn được, ra ngoài đi dạo một chút cũng không sao." Hắn dương mắt nhìn Vân Kiều, ẩn ý nói, huống hồ còn có chuyện chưa thể giải thích. Ban đầu, Vân Kiều từng nghi ngờ sợ hắn mượn cớ ốm không ra mặt là muốn đổi ý nhưng hiện giờ nàng lại thấy có chút xấu hổ những lời muốn hỏi cũng không thể nói ra khỏi miệng có lẽ trần cảnh nhận ra tâm tư của nàng là thần đã làm chậm trễ không thể trách ngài sinh nghi hắn rất giỏi ăn nói chỉ cần hắn muốn hắn sẽ không để người khác khó xử vân kiều nhẹ gật đầu thở ra trần cảnh không chậm trễ chỉ vài ba câu là đã nói xong sắp xếp của mình ngữ điệu bình bình tựa như đây không phải là mưu đồ gây rối nào cả mà là đang tán gẫu hôm nay thời tiết thế nào vân kiều ấn ngực áp xuống cảm xúc dân trào nếu vậy cần phải có hung thủ vậy ngu gia đi trần cảnh Bân quơ nói khi nhìn thấy vân kiều trợn mắt hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại trước nay ngài chưa bao giờ nghĩ đến phải để ngu gia trả giá sao sau khi vân kiều thẩm thấu hết ý tứ của trần cảnh nàng im lặng lúc trước sở dĩ triệu đạt có thể biết được nàng và lật cô rời cung để xuống tay, hoàn toàn là do ngu kỳ đưa tin. Không rõ mục đích của hắn là gì, nhưng cũng không hẳn là thủ phạm, không đến nỗi tội tác đầy mình. Vân Kiều nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng sau khi giết triệu đạt, nàng thu tay lại, không truy cứu những người có liên quan khác. Mà trước cách sắp xếp của Trần Cảnh, cho dù nàng ngây thơ đến đâu, nàng cũng cảm thấy mục đích của hắn không phải muốn báo thù cho lật cô. Trừ bỏ xong triệu gia, thái phó còn thấy chưa đủ sao còn muốn mượn ta để triệt tiêu vây cánh vân kiều nhìn trần cảnh không chớp mắt đối mặt với lời chất vấn của nàng trần cảnh không chút chột dạ cũng không chút kinh ngạc nhìn lại nàng thần và ngài cùng lắm là đang cân nhắc lợi hại nếu không muốn nói là bị lợi dụng thì nên nói là lợi dụng lẫn nhau thì hơn vân kiều bị lời này làm cho á khẩu không nói nên lời nàng mấp máy môi chần chờ nói để ta suy nghĩ lại Vân Kiều tuyệt tình với Triệu gia là vì sau khi điều tra ngọn ngành, nàng trừng phạt đúng người đúng tội. Nhưng nếu bảo nàng vô duyên vô cơ vu oan người khác, suy cho cùng nàng vẫn không làm được. Trần Cảnh Sớm đã đoán được nàng sẽ do dự, nên hắn không dục, chỉ gật đầu đồng ý. Hai người đi chung một đoạn rồi tách ra, ai đi đường nấy. Vân Kiều bị lời nói của Trần Cảnh làm rối trí, cho đến khi quay về bãi săn, nàng vẫn thất thần. Khi trong rừng truyền đến tiếng vó ngựa, Nhìn thấy Bùi Thừa Tư mang theo con mồi trở về, nàng mới tạm vứt chuyện này ra sau đầu. Bùi Thừa Tư không để ý đến những lời tung hô khen tặng, lướt qua mọi người, đi đến chỗ Vân Kiều. Trước giờ, khứu giác nàng nhạy bén, hắn còn chưa đến gần, nàng đã ngửi ra được mùi máu, không khỏi nhíu mày. Để ý thấy phản ứng bất thường này của nàng, Bùi Thừa Tư ngẩn ra, sau đó dừng lại cách Vân Kiều vài bước chân, trên mặt xuất hiện tia hoang mang. Hắn không rõ bản thân mình đã làm gì sai, khiến nàng không vui. Mọi người xung quanh không rõ chuyện gì xảy ra, đồng loạt ngậm miệng. Vân Kiều bị nhìn đến mức mất tự nhiên, nàng cười, giải thích, thánh thượng không bị thương chứ. Sao lại có mùi máu? Chắc là dính máu của con nai kia. Bùi Thừa Tư nhẹ nhàng thở ra, thấy Vân Kiều không thích, hắn cũng không cho nàng xem con mồi mình mới mang về. Sau khi ứng phó với các triều thần, Bùi Thừa Tư thấp giọng nói với Vân Kiều, ta trở về tắm gội thay y phục, nàng cũng đổi xiêm y khác cho nhẹ nhàng hơn đi. Vân Kiều gật đầu trước, rồi lại nghe đoạn sau, nàng nghi ngờ nhìn hắn. Không phải đêm qua đã nói, muốn lên núi ngắm cảnh sao? Hắn vừa nhắc nhở, Vân Kiều mới nhớ lại câu nói tối hôm qua, cứ tưởng là hắn chỉ thuận miệng nói đến, không người hắn thật sự để trong lòng. Nàng cắn môi, nhẹ giọng đáp, được. Y phục phức tạp của Hoàng hậu, đổi thành kỵ trang đơn giản, tóc cục cao, tết thành biếm tóc, không cài trâm thoa trang sức, chỉ lấy dây màu đỏ thẩm cột lại. Khi Vân Kiều đi theo bùi thừa tư lên núi, vô thức nàng nhớ đến chuyện lúc trước, trước khi hắn lên kinh, nàng đã lên chùa ở trấn bên cầu Bùa Bình An. Khi đó nàng chọn ngày tốt, thời tiết đẹp, vậy mà đến chân núi lại sai ngày, đi lên giữa sườn núi thì trời bắt đầu đổ tuyết. Nàng không bỏ cuộc, cắn răng đi lên núi. Đường núi vốn gập ghềnh khó đi, còn bị băng tuyết bao phủ, không cẩn thận một chút sẽ trượt chân ngay lập tức. Sau này, nàng thành khẩn đặt bùa bình an mình vất vả xin được vào hành lý của bùi thừa tư, nàng dặn dò hắn phải bảo quản cho kỹ, nếu làm mất, sau này nàng sẽ tính sổ với hắn. Đợi sau này gặp lại, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nàng cũng đã quên chiếc bùa bình an kia, cho đến lúc này mới nhớ lại. Ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên nàng quay đầu hỏi bùi thừa tư, bùa bình an lúc trước, chàng còn giữ không? bước chân bùi thừa tư dừng lại. Hắn nhớ chuyện đó, chỉ là sau một hồi trắc trở, hắn chuyển từ biệt viện Trần Gia vào Đông Cung, rồi sau đó chuyển đến tử thần điện, hắn không biết rốt cuộc cung nhân đã để cái bùa bình an kia ở đâu. Không ai dám tự tiện vứt đồ của hắn, nhưng bùi thừa tư không có cách nào để gật đầu, mặt dày nói mình còn giữ. Hắn không trả lời, nhưng đáp án đã viết trên mặt rất rõ ràng. Khi Vân Kiều mở miệng hỏi, nàng đã đoán được kết quả, cho nên không cần thất vọng, nàng chỉ cười rồi lắc đầu. Bùi thừa tư thấy Vân Kiều cười đột nhiên hoảng hốt, hắn đưa tay muốn nắm tay nàng, nhưng nàng lại tránh đi. Lúc trước không phải nàng đã nói, nếu ta không giữ kỹ bùa bình an thì nàng sẽ tính sổ với ta sao? Bùi thừa tư nắm chặt lòng bàn tay, giọng hơi khàn, A Kiều, nàng phạt ta đi. Nếu là lúc trước, có lẽ Vân Kiều sẽ giả vờ tức giận, phạt hắn bưng trà rót nước cho nàng, nhưng hôm nay nàng chỉ cười không nói gì, một mình đi lên phía trước trên núi gió mạnh thổi bay mái tóc và áo lụa mỏng trên người nàng dây cột tóc màu đỏ bay phấp phới trong gió nổi bật dưới ánh hoàng hôn giống như con bướm sắp vỗ cánh bay tựa như dây tiếp theo sẽ thoát khỏi trói buộc của hắn cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể đưa người quay trở lại được nữa a kiều bùi thừa tư bước nhanh đuổi theo sống vai với vân kiều lúc trước là ta đã sai sau này ta sẽ bù đắp cho nàng gấp trăm lần gấp ngàn lần được không vân kiều quay đầu sang nhìn sâu vào mắt hắn được nàng nhìn bùi thừa tư thở vào như trút được gánh nặng trong lòng thầm nói nửa câu sau lừa ngươi thôi trên đường đến đây bùi thừa tư từng nói trên dưới khắp kinh thành này người hắn không chút phòng bị chỉ có nàng khi đó vân kiều nghĩ hắn không nên tin nàng bởi vì không phải nàng không biết lừa gạt chỉ là trước giờ chưa từng nói dối bùi thừa tư thôi nhưng hôm nay nàng đã làm Chương 60, thiên hạ rộng lớn, há lại không có chỗ cho ta dung thân. Edip, khả khả. Ngày đó, Vân Kiều và Bùi Thừa Tư ở trên núi một lúc lâu. Hai người không nói gì nhiều, nàng cũng không nóng nảy như lúc xưa, ôm gối ngồi trên đất, lặng nhìn áng mây đỏ tía ở phía chân trời. Bùi Thừa Tư không nghiêm túc ngắm phong cảnh, phần lớn ánh mắt của hắn đều dừng trên người Vân Kiều. Lúc trước Vân Kiều là người rất đơn giản, đặc biệt là khi ở trước mặt hắn mọi hỉ nộ dường như đều viết hết lên mặt. Nhưng hiện tại, Bùi Thừa Tư phát hiện, bản thân mình không thể hiểu được Vân Kiều đang nghĩ gì. Tuy nhiên, có thể ở chung bình yên với nàng thế này, hắn cũng mãn nguyện rồi. Mãi cho đến khi hoàng hôn khuất dạng, chỉ còn sót lại ánh chiều tà, Vân Kiều mới đứng dậy, tiện tay phủi bụi trên quần áo, nhẹ giọng nói, về thôi. Ngoại trừ hai ngày đầu đến đây, Vân Kiều chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác với cương vị hoàng hậu cho dù nàng muốn ra ngoài đi dạo thì nàng sẽ mặc xiêm y giống thanh đại giả dạng cung nữ thoải mái vui vẻ đi khắp nơi ngắm cảnh đọc phung tại trinh phung vn dù cố ý tránh né nhưng đôi lúc nàng cũng có gặp vài triều thần những vị đại thần đó sẽ không để ý đến mấy tiểu nha hoàn hành lễ dọc đường càng không nghĩ đến trong số đó sẽ có hoàng hậu đoan trang hiền thục bùi thừa tư biết hành động của nàng hắn cũng chỉ cười chứ không ngăn cản ngày đó Vân Kiều mặc y phục vàng nhạt của thị nữ, bôi lên mặt một ít phấn mỏng tối màu, điểm lên gò má một chút tàn nhang, rồi đi ra khỏi cửa. Tình cờ nàng gặp Phó Dư. Hắn và hai vị quan võ trẻ tuổi vừa đi vừa cười nói. Trong lòng Vân Kiều rung lên, nàng làm bộ như không có gì tránh sang một bên, đôi tay chắp đằng trước, rũ mắt cúi đầu, cung kính hành lễ. Tầm mắt chỉ nhìn giới hạn ở một chỗ, nàng không thấy mặt Phó Dư, chỉ thấy đôi giày đen lướt qua không lỡ nhịp nào. Sau khi nhóm người rời đi, Vân Kiều khẽ sờ gương mặt mình, nàng cảm thấy có chút đắc ý vì có thể lừa được Phó Dư quá đổi thân quen này. Nhưng nàng không đắc ý được lâu, sau khi băng qua con đường mòn đến bên hồ, vừa quẹo qua núi giả, nàng đã thấy Phó Dư nghênh ngang đứng đó. Lúc này chỉ có một mình Phó Dư, Vân Kiều kinh ngạc đến mức không thể giả vờ hành lễ nữa. Nàng quay đầu nhìn nó xung quanh, rồi thắc mắc hỏi, "Ngươi, sao ngươi lại ở đây?" Đương nhiên là đi tắt đón đầu. Phó Dư cuối mắt đánh giá bộ dạng của nàng, hắn cảm thấy thật lạ lẫm. Vân Kiều biểu môi, ta còn nghĩ là ngươi không nhận ra. Sao có thể? Phó Dư nở nụ cười, lúc còn ở xa, liếc mắt một cái ta đã nhận ra rồi. Người khác không nhận ra nàng là vì bọn họ chưa từng giao thiệp nhiều với nàng, cũng chưa từng thấy được dáng vẻ lén lút của nàng. Nhưng với Phó Dư mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay. Vân Kiều đưa tay vén tóc, cười hỏi, ngươi đi vòng sang đây là có chuyện gì? Phó Dư bị câu hỏi quá đổi bình thường nàng làm cho sao động, hắn im lặng một lúc, sau đó lên tiếng, không có gì quan trọng, ta chỉ muốn hỏi ngươi có cần ta giúp gì không? Tuy hắn không biết Vân Kiều đã chuẩn bị những gì, nhưng hắn biết nhân cơ hội lần này nàng sẽ cao bay xa chạy, trong lòng sẽ rất nhung nhớ, cho nên cố ý đến gặp nàng. Dù sao chia tay thế này, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Mấy ngày nay, không phải Phó Dư chưa từng suy nghĩ, nhưng cho dù hắn không màng đến chức trách và ân tình bồi dưỡng của tưởng lão tướng quân, thì hắn cũng không thể rời kinh cùng với Vân Kiều. Làm vậy chẳng khác nào làm lộ hành tung của nàng. Cho nên chỉ có thể kiềm chế cảm xúc, trong khả năng cho phép tiễn nàng một đoạn. Đọc phung tại trinhphung.vn. Mới đầu, Vân Kiều lắc đầu, sau, nàng suy nghĩ một hồi, liền sửa lại, "Thay ta chăm sóc Thiên Thiên, nếu thuận tiện, hãy để ý đến nguyên gia một chút." nàng chưa từng được dìu già, dắt trẻ, những người cần quan tâm đến không có mấy ai. Được. Phó Dư nghiêm túc đồng ý, hắn do dự một lúc rồi thấp giọng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Sau này, muốn làm gì? Sau khi rời kinh, có lẽ ta sẽ về thăm trấn Quế Hoa, ta sẽ cẩn thận che giấu hành tung, tránh cho hắn phát hiện. Vân Kiều ngẩng đầu nhìn sắc trời, chậm chậm nói, chuyện còn lại, tới đâu hay tới đó. Có lẽ nàng sẽ mai danh ẩn tích, yên ổn ở một trấn nhỏ nào đó của Bình Thành, mở cửa hàng làm nghề cũ. Hoặc có khi khí thế dân trào, sẽ giống như Nguyên Anh, đi làm ăn xa nhà, dọc đường vừa làm ăn vừa du ngoạn. Cởi bỏ được thân phận này, thiên hạ rộng lớn, há không có nơi nào dung thân. Phó Dư nghiêm túc lắng nghe, hắn khẽ xoa đầu ngón tay, thận trọng tìm từ, nói, lúc trước, khi nghe ta nói về con đường tơ lộ của Tây Vực, chẳng phải ngươi rất tiếc nuối vì không được đi sao. Qua hai năm nữa, có thể ta sẽ trở về tây cảnh đến lúc đó nếu ngươi còn hứng thú cứ đến tìm ta vân kiều nhạy bén nhận ra tin tức trong lời nói của hắn nàng hỏi lại ngươi có dự định sẽ về tây cảnh sao trong triều có chuyện gì không như ý hả tây cảnh không phải là nơi tốt đẹp gì so ra mà nói phần lớn các quan võ đều bằng lòng ở trong triều hơn là đến nơi đó một nơi tràn ngập nguy hiểm như tây cảnh sao có thể so với nơi phồn hoa như kinh thành được phó dư lắc đầu giải thích chẳng có gì là không như ý cả chỉ là trong kinh nhiều chuyện phải bó buộc suy cho cùng cũng không bằng khoảng thời gian ở tây cảnh trước kia tự do tự tại hắn ở kinh thành hơn một năm không chỉ có đao kiếm mà ngay cả nhuệ khí của bản thân cũng bị mai một đi nhiều tuổi của hắn chưa muốn mỗi ngày đến giờ điểm mão cuối ngày về nhà cũng không phải ông lão dưỡng già chờ chết ngươi suy nghĩ kỹ rồi thì tốt vân kiều thấy ý hắn đã quyết cũng không khuyên can gì nhẹ nhàng đáp lời sau này nếu có dịp ta nhất định sẽ đi tìm ngươi phó dư cười thành tiếng một lời đã định thời gian ở hành cung dường như trôi qua rất nhanh đoán một cái đã trôi qua nửa hành trình vân kiều biết bản thân không thể kéo dài được nữa phải nhanh chóng cho trần cảnh một câu trả lời xác đáng vân kiều vuốt ve phật châu trên cổ tay nàng gọi hoài ngọc đến đương lúc do dự thì bùi thừa tư cho người đến báo mời nàng ra ngoài cưỡi ngựa hắn nói đã hạ lệnh nghiêm có thể tùy ý cưỡi ngựa, không có người quấy rầy. Vân Kiều chần chừ một lát, rồi gật đầu đồng ý, sau đó nói với Hoài Ngọc, đợi đến tối ta về rồi quyết định. Thu săn lúc này, ngựa mã giám đã mang theo con tiểu bạch mã mà Vân Kiều ngày đó đã nhìn trúng. Nhưng có lẽ mấy ngày rồi không gặp, cho nên Phất Tuyết không còn thân thiết với nàng như trước nữa. Vân Kiều kiên nhân vuốt ve lông nó, sau khi chờ đợi nó chủ động nghiêng đầu đến như mọi khi, nàng mới dẫm lên bàn đạp, lăn lên người con ngựa. Nàng không cần cung nhân giúp đỡ, động tác vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát. Bùi Thừa Tư ở cạnh nhìn, hắn khen ngợi vài câu rồi dục ngựa đuổi theo. Vân Kiều cười phất tuyết đi chậm chậm, sau khi làm quen mới dần dần tăng tốc. Gió lạnh ở vùng núi quét qua gương mặt nàng, cảm giác rất khác so với trường đua ngựa ở kinh thành. Bùi Thừa Tư cố ý kiểm soát tốc độ, sóng vai cùng nàng, hắn cười, hỏi: "Mấy ngày nay ở đây, nàng đã đi hết hành cung rồi phải không?" Gần hết có muốn xuống núi chơi không bùi thừa tư để ý đến thái độ của vân kiều đợi nàng kinh ngạc nhìn sang lúc này hắn mới nói đợi qua hai ngày nữa ở trấn kế bên có hội chùa ta nghĩ nàng sẽ thích quả thật với chuyện này vân kiều có chút hứng thú nhưng nàng sợ tùy ý rời đi sẽ phá rối sự sắp xếp của trần cảnh cho nên nàng không trả lời ngay vân kiều xoa cổ vờ oán trách mấy ngày nay ta thấy hơn mệt để ta nghĩ đã những ngày kế tiếp có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm, Vân Kiều rủ mắt che đi cảm xúc. Đang lúc cân nhắc, đột nhiên nàng phát hiện Phất Tuyết có gì đó không ổn. Nó không ngoan ngoãn như ngày thường, rõ ràng nàng không hề thúc giục gì, nhưng nó chạy càng lúc càng nhanh. Vân Kiều cảm thấy mí mắt giật giật, tay siết chặt dây cương muốn làm nó chạy chậm lại, nhưng khẩu lệnh thường ngày nó rất nghe lời giờ đây hoàn toàn ngược lại. Phất Tuyết càng thêm nóng nảy, bất an, giống như đang nổi cơn điên. Bùi thừa tư cũng ý thức được, hắn lập tức dục ngựa đuổi theo, lớn giọng gọi, A Kiều, mau dừng lại. Đọc phung tại tuyên vn Từ trước đến nay, Phất Tuyệt luôn ngoan ngoãn nghe lời, Vân Kiều chưa từng gặp tình huống như thế này. Trong một thoáng tim đập nhanh như trống trận, nàng bấm vào lòng bàn tay mình để cố trấn an bản thân. Phất Tuyết đã hoàn toàn bị mất khống chế, điên cuồng muốn hất nàng từ trên lưng xuống. A Kiều, đừng sợ, bùi thừa tư hiểu rõ tình thế, hắn biết nàng không có cách nào khống chế được, cho nên khi đuổi kịp nàng, hắn vội vương tay, ta ở đây. gió núi lồng lộng, vân kiều nắm chặt dây cương không dám buông ra. a à, kiều, không còn thời gian đâu. bùi thừa tư dục nàng, hãy tin ta. vân kiều nhìn ánh mắt gần trong gan tất, khẽ cắn môi, một tay nàng buông dây cương, vừa mới chạm vào, đã bị bùi thừa tư nắm chặt. lúc này, đột nhiên vất tuyết cất hai vó trước lên bùi thừa tư do dự theo bản năng nhưng hắn vẫn không buông vân kiều ra bị nàng kéo ngã ngựa theo hắn giang hai cánh tay ôm chặt vân kiều vào trong ngực vân kiều cảm thấy trước mắt tối sầm bên tai truyền đến tiếng kêu rên của bùi thừa tư sau âm thanh rơi xuống mặt đất nặng nề hai người lăn vài vòng rồi mới dừng lại trái tim nàng như muốn nhảy ra từ cuốn họng vân kiều lấy lại bình tĩnh nàng còn chưa kịp tránh khỏi vòng tay của bùi thừa tư thì đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy khóe môi bùi thừa tư chảy máu vết máu trên gương mặt ngọc ngà của hắn trông càng chói mắt hơn chàng làm sao vậy bị thương ở đâu giọng vân kiều bất giác rung lên bùi thừa tư vẫn không buông nàng ra hắn yếu ớt vỗ lưng nàng giống như đang trấn an khẽ nói không sao nhưng hắn vừa mở miệng máu càng tràn ra nhiều hơn chàng đừng nói nữa vân kiều lập tức ngăn hắn lại nàng nhìn xung quanh thì thấy thị vệ ở xa xa đang chạy đến đây vì vậy nàng mới nhẹ thở ra thị vệ đến rồi thái y cũng sẽ đến ngay thôi vân kiều lấy chiếc khăn nhỏ từ tay áo hoảng loạn lau vết máu trên môi hắn chàng cố gắng đợi một chút tuy nhiên bùi thừa tư không dừng lại hắn cố hết sức phủ lên tay nàng hắn đã không còn sức lực nàng chỉ cần hất nhẹ là có thể gạt bàn tay dính đầy máu của hắn ra nhưng nàng còn chưa kịp động đậy đã nghe hắn thều thào a à, kiều đừng đi vân kiều kinh hãi nàng chưa kịp phản ứng lại thì cánh tay của hắn đã rủ xuống ngất đi lúc này thị vệ cũng đã đuổi đến nhưng vì sợ động đến vết thương của hắn cho nên không dám hành động đành truyền thái y sau khi xem xong mới cẩn thận đưa bùi thừa tư đang hôn mê bất tỉnh về hành cung đến khi trở về hành cung vân kiều lau vết máu trên người đổi một bộ xiêm y khác lúc này mới từ từ nghĩ về chuyện đã xảy ra theo thái y nói vết thương trên người của bùi thừa tư là do con ngựa phát cuồng đá trúng tổn thương phế phủ dẫn đến hôn mê bất tỉnh vì sao phất tuyết đột nhiên nổi điên vân kiều mở miệng lúc này nàng phát hiện giọng mình cực kỳ khàn khó khăn nói là ai muốn giết ta nếu không phải vào thời điểm then chốt bùi thừa tư bảo vệ nàng trong ngực thì hiện giờ người hôn mê bất tỉnh nằm đó có lẽ là nàng hoài ngọc đã đi điều tra sắc mặt thanh đại trắng bệch sau khi châm thêm chén trà nhỏ nàng hỏi ngài có muốn đến đó thăm thánh thượng không làm như sợ vân kiều không đồng ý nàng bổ sung ở hành cung nhiều người dòm ngó nếu ngài trễ nãy không đi sợ là không thích hợp vân kiều hiểu rõ đạo lý này chỉ là nàng nhớ đến câu nói của bùi thừa tư trước khi hôn mê nàng lại cảm thấy mông lung bất an đến mức nảy sinh ra tâm tư muốn trốn tránh nhưng dù thế nào cũng phải đến nếu không sẽ không thể giải thích được lúc vân kiều đến bùi thừa tư vẫn còn chìm trong hôn mê các triều thần đã biết được việc này nên không tụ lại đây nữa để trần cảnh ra mặt lo liệu thái y đã hội chẩn để đưa ra đối sách họ sẽ làm hết sức mình trần cảnh nói ngắn gọn được vân kiều nhẹ nhàng đồng ý nàng im lặng một hồi lâu lúc này mới lên tiếng thái phó cho rằng việc này là do người nào làm nếu thần trả lời xin ngài chớ có nghi ngờ thần muốn triệt phá vây cánh trần cảnh bất đắc dĩ thở dài nếu nói ai muốn mạng của ngài nhất thì đương nhiên ngu gia sẽ mang hiềm nghi lớn nhất nếu để thần ra tay có lẽ việc này sẽ tính luôn lên đầu của triệu gia vân kiều im lặng nhìn hắn trần cảnh càng thêm khó xử không lẽ ngài cho rằng tất cả chuyện này là do một tay thần bày ra sao không vân kiều lắc đầu đây không phải là tác phong làm việc của ngươi hai người cùng trầm mặc không ai nói điều gì vân kiều chờ đến khi sắc trời tối hẳn để nhận được câu trả lời của hoài ngọc nàng suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi trần cảnh ta đã không tính toán với ngu gia vì sao bọn họ lại không chịu buông tha cho ta lời này vừa nói ra đã đúng ý của hắn song trần cảnh cũng không lấy làm vui mừng chỉ đáp đương nhiên là hoài bích kỳ tội hoài bích kỳ tội ý chỉ những người có điều kiện tốt hơn thường bị ghen ghét hãm hại được đế vương sủng ái chưa chắc đã là chuyện tốt thời của tiên đế nếu không phải vi quý vi tàn nhẫn độc ác sợ là không thể sống yên ổn trong những năm đó, mà đã bị người ta nhai bút từ lâu. Vân Kiều gật đầu, qua một lúc, bỗng nhiên nàng lên tiếng, kế hoạch lúc trước của Thái Phó, đêm nay có thể thực hiện không? Trần Cảnh nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo chút kinh ngạc, có thể. Nhưng Bùi Thừa Tư còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh, nàng lại muốn rời đi, như vậy thật sự quá tỉnh táo và sắc đá. Hắn cực kỳ đề phòng ta, nếu hắn tỉnh dậy, thật sự rất khó để đi vân kiều nhẹ giọng nói huống chi nàng không tinh thông y thuật ở lại cũng không làm được gì trần cảnh biết đây là thời cơ thích hợp nhất cho nên gật đầu nói được bên trong tẩm điện như thường lệ vẫn đốt hương an thần bùi thừa tư hay dùng nhưng hắn vẫn không thể ngủ yên không hiểu vì sao hắn lại mơ thấy thời gian lúc trước mình và vân kiều thành thân khi đó hai người đã định ra hôn kỳ cũng bắt đầu đặt mua đồ dùng hôn lễ nhìn đâu cũng thấy màu đỏ của hỷ sự Vân Kiều không thích phô trương lãng phí, cha mẹ hai bên không có ai, càng không cần phải giống trống khu chiên tổ chức, nên nàng đã bàn bạc với hắn, giảng lược hết mức có thể. Bùi thừa tư cảm thấy mình nợ Vân Kiều rất nhiều, hắn nghĩ đợi sau này đề tên lên kim bản làm quan, hắn sẽ bù đắp cho nàng. Vân Kiều nhìn ra tâm tư của hắn, nên cười nói, ta không thèm quan tâm đến những nghi thức xã giao đó đâu, cũng không thèm để ý đến vật ngoài thân kia, chỉ cần chàng toàn tâm toàn ý đối tốt với ta, ta đã thấy mãn nguyện rồi. Nghe vậy, bùi thừa tư xúc động, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy đồng ý với nàng. Mấy năm sau, hắn nhảy vọt lên ngôi vị hoàng đế, bù đắp cho Vân Kiều bằng một hôn lễ long trọng, thậm chí còn đắc ý vì điều đó. Nhưng hắn đã quên, thứ Vân Kiều muốn là toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng. Hắn tự cho rằng bản thân mình đã cho Vân Kiều mọi thứ tốt nhất, đúng hơn là hắn đang bù đắp cho tiếc núi của bản thân hắn mà thôi. Cuối giấc mơ, ánh mắt sâu thẳm của vân kiều nhìn hắn nàng thở dài nói chi bằng chúng ta chia tay đi a kiều đột nhiên bùi thừa tư bừng tỉnh trong lòng còn sợ hãi đồng thời khắp cơ thể đều cảm thấy đau nhức nội thị đứng đợi bên cạnh như rút được gánh nặng thánh thượng tỉnh rồi các thái y nối đuôi nhau đi vào xem xét tình hình của hắn một lúc sau trước cuộc bùi thừa tư mới nhớ tới chuyện ngã ngựa ban ngày hắn muốn hỏi tình hình của vân kiều nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy phế phủ như bị ai giày xéo, đau đớn từng cơn. Hắn quay đầu, muốn tìm xem Vân Kiều có ở trong điện hay không, ánh mắt dừng ở cửa sổ trạm trổ hoa văn, không chịu rời đi. Cách một lớp giấy cửa, hắn có thể thấy được ánh lửa bên ngoài cao bất thường. Bên ngoài có chuyện gì? Bùi thừa tư cố nén đau hỏi, hoàng hậu đâu? Chuyện này. Mọi người nhìn nhau, có người không biết, có người không dám trả lời. Dự cảm xấu kia càng trở nên chân thật. Bùi thừa Tư nhìn đến mức mắt đỏ bừng, hắn cảm thấy cổ họng có vị ngọt ngọt, không thể kiềm chế được ho khan. Phun máu ra thấm ướt chăn gấm, giống như ánh lửa kia, đỏ rực